Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 127. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh. Liên tục ngàn trượng trưởng ấn tiêu hao bộ phận, nhưng là nhanh chóng bị mộc hệ quy luật tư bổ hoàn toàn, như cũ đi về trước bay ra. 11 tòa vạn trượng ma sơn bị đánh trúng, không có ngoại lệ chút nào, liền mảnh vụn cũng không thừa lại, phảng phất từ tới không có tồn tại ở cái thế giới này như nhau. Cho đến đánh chúng một đầu trên tế đài phong ấn chạm ách cảnh cự thú lúc đó, ngàn trượng trưởng cương hơi dừng lại. Ma đế, ta nguyện thần phục. Đầu này chạm ách cảnh cự thú, cả người không ngừng vùng vẫy, trơ mắt nhìn mình máu thịt bị hủy diệt quy luật phá hủy, có thể mình vô luận như thế nào đều không cách nào phá hủy đánh vào người hủy diệt lực. Cho dù là đem hết toàn lực phá hủy, trong trường ấn mộc hệ quy luật, vẫn như cũ sẽ khôi phục bộ phận hủy diệt quy luật lực. Cho đến mộc hệ quy luật lực lượng toàn bộ biến mất, bất diệt quy luật lực lượng cũng đã biến mất, đánh giết lực mạnh nhất tất cả lớn hủy diệt quy luật lực, mới sẽ biến mất. Hô hô, theo ma gió gào thét. Cái này con cự thú sừng sững gian giống như mảnh vỡ vậy vỡ ra, nhưng mỗi một khối mảnh vỡ đều có màu đỏ thắm ánh sáng lưu chuyển, trước đây vẫn là mảnh vỡ, đi qua ánh sáng lưu chuyển sau bỗng nhiên gian biến thành hư không. Như vậy nhất kích, ta dùng lực lượng. Đổi thành tinh khiết hoàn toàn do ma khí và ma lực chống đỡ trưởng pháp nói, đỉnh hơn có thể đánh chết chảm ách cảnh. Nhưng có thể liên tục đánh bể 11 ngọn núi lớn sau đó, còn có thể đánh chết một đầu chảm ách cảnh trung kỳ cự thú. Đây cũng là thường diễn diệt linh trưởng, phàm là bên trong một trưởng này sau đó, thần hồn sẽ ở thời gian đầu tiên bị đánh nát tiêu diệt, rồi sau đó chính là thân xác, hoàn toàn bị hủy diệt quy luật hủy diệt chiếm đoạt. Lại không có một chút vật chất bảo tồn được. Ma đế trong mắt đổi được vô cùng là ác liệt, lại nữa xem cự thú sau đó, quay lại nhìn về phía Diệp Thần, hỏi, một trưởng này, tuyệt diệu liền ở chỗ năm loại quy luật lực dung hợp và phối hợp, lấy ngươi trước mắt tu vi, sợ là phải cần đến thái hư cảnh sau đó mới có thể thi triển ra. Nhưng ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, một trưởng này học biết. Làm ngươi bước vào thái hư cảnh, hoàn toàn lĩnh ngộ quy luật và thiên địa cảm giác sau đó, lại dùng một trưởng này, đủ để ngay tức thì đánh chết chảm ách cảnh sơ kỳ tồn tại, mà không cần ngươi dùng khác lực lượng. Dĩ nhiên, ngươi có thể thử dùng sức mạnh lửa lớn diễm thay thế hệ lửa quy luật, có lẽ uy năng sẽ cường đại hơn. Diệp Thần khẽ gật đầu, nói, rõ ràng, đa tạ ma đế ban cho ba đại tuyệt chiêu. Ba chiêu. Chiêu thứ nhất là lôi hoang phách tinh kiếm. Đạo này kiếm quyết. Mang sấm sét ý, bất quá Diệp Thần có thể lợi dụng thủ đoạn khác thay thế lôi hệ quy luật, dẫn động thiên lôi giết địch. Chiêu thứ hai, ác ma huyễn đồng, lấy ma khí và không gian quy luật và hủy diệt quy luật làm chủ. Chiêu thứ ba, thường diễn diệt linh trưởng, lấy hủy diệt, bất diệt, sấm, mộc, lửa năm loại lực lượng làm chủ. Ba chiêu, mỗi một chiêu uy năng vô cùng là khổng lồ, lẫn nhau bây giờ phối hợp. Đủ để cho Diệp Thần sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần tới hơn. Hắn lại nắm giữ thanh liên yêu hỏa, huyền bia lực, hơn đại đạo lực, cố nhiên có thể đền bù thái hư cảnh giữa chênh lệch. Trên thực tế, chân chính võ công, hắn ngược lại không phải là đặc biệt tinh nhuệ, chủ yếu là dựa vào tất cả loại thuần túy lực lượng áp chế. Nếu là có thể đem những lực lượng này phối hợp lẫn nhau, Diệp Thần chiến lực thậm chí có thể bạo tăng 10 lần. Hắn trừ đi cảnh giới hơi thấp ra. Tất cả loại lực lượng hệ thống, đều vượt xa ra bản cảnh giới phạm vi. Những ngày qua đạt được ma đế dạy bảo. Ta cũng có cảm ngộ. Diệp Thần tựa hồ lĩnh ngộ cái gì, lúc này liền muốn bế quan. Ma đế khẽ gật đầu, liền vẫy tay không gian biến đổi, Diệp Thần đã ở một nơi yên lặng ma cung bên trong bế quan. Một vị ma đạo cường giả ngự không tới, rơi vào ma đế bên người, cùng chung nhìn chăm chú ma cung bên trong Diệp Thần. Khá là cảm khái đến, chủ nhân, cái này Diệp Thần, ta làm sao cảm giác, hắn không nên chỉ có phong môn cảnh à. Ma đế khẽ mỉm cười. Con đường đi tới này, chỉ có hắn biết Diệp Thần trải qua cái gì. Diệp Thần. Hắn tu luyện thời gian quá ngắn. Tự thân cảnh giới cảm ngộ không đủ nhiều, cho nên dù là hắn đổ lại nhiều, hắn tự thân cảnh giới vậy không theo kịp chiến lực. Ma đế chậm rãi giải thích, cái này loại yêu nghiệt tài. Vô cùng là hiếm thấy, tiến bộ tốc độ quá nhanh, lại không giống với những cái kia chỉ đề ra cảnh giới cao, không nâng cao lực lượng người, dù sao cũng năm cũng chỉ ra mấy người mà thôi, trước mắt chúng ta có thể đụng tới một cái, đã là so với đại vận khí.
Chủ nhân, ý của ngài là, Diệp Thần sẽ rất mau vượt qua Trảm Ách Cảnh. Vị này ma đạo cường giả, cũng là Trảm Ách Cảnh tồn tại, không khỏi rất đúng ma đế suy đoán cảm thấy kinh ngạc. Ma đế nhưng là thần sắc không thay đổi, nói, Diệp Thần hãng nhân vật này, không người có thể hạn chế hắn. Hắn phá cảnh tốc độ sẽ cực nhanh, thậm chí có thể không cần 10 năm tám trở, liền sẽ xa xa đem chúng ta vung ở sau lưng, chúng ta có thể làm chính là và hắn đứng ở cùng một trận doanh. Huống chi ta thiếu hắn quá nhiều, không có hắn, ta cũng không khả năng sống lại. Đầu tư một vị tương lai cái thế đại năng. Diệp Thần tốc độ, trước không có người sau cũng không có người, cho dù sao cũng năm cũng mới chỉ có mấy cái này cùng trẻ tuổi tuấn tài, chiến lực vượt xa cảnh giới không chỉ một đại cảnh giới, có thể vậy mấy cái, không nghi ngờ chút nào không phải là Diệp Thần đối thủ. Ma đế sửng dưng lời nói mấy câu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, để cho ngươi điều tra ma linh tử tung tích, như thế nào? Vậy ma đạo cường giả gật đầu một cái, đã có tung tích. Được. 10 ngày sau, Diệp Thần chỗ ở ma cung bên trong, dâng lên từng trận ánh sáng, ngay sau đó thiên lôi hội tụ, là muốn độ kiếp. Hô hô, động trời khí cơ giống như sóng lớn vậy liên tục không ngừng. Ma cung bên trong hiện ra từng cổ một sát khí, do như hải lãng triều tịch vậy, không ngừng vỗ chung quanh không gian, nhưng gặp ma cung mở ra. Diệp Thần giống như ma thần vậy từ trong bước ra, quanh thân quanh quẩn 18 cái màu máu quang vòng, ấn đường mơ hồ lộ ra một con mắt. Đó là một cái gì ánh mắt? Là máu. Lạnh như băng. Trình độ cao nhất. Phong môn cảnh tầng 8 thiên. Như vậy đều phải độ kiếp. Ai, xem ra ngày này, không muốn gặp ta à? Diệp Thần có chút cảm khái, mình mới vừa phá cảnh đến phong môn cảnh tầng 8 trời, còn chưa từng vững chắc cảnh giới. Vậy thì có bữa sấm hạ xuống. Đây coi là độ kiếp à? Không quá coi vậy đi, mình cũng phá cảnh, thiên lôi nhưng tới trễ. Không từng nghe nói thiên lôi có bị trễ thời điểm à, hiển nhiên là ngày này không muốn gặp hắn à. Thiên lôi thì như thế nào? Vừa vặn ta thử một chút bây giờ thực lực. Diệp Thần sừng sững không sợ, trong tay thanh liên diệt thiên kiếm ngất trời ra, quanh thân ma khí tràn ngập ra, tạo thành một tôn tôn ma tướng. Đồng loạt hướng thiên khung lôi kiếp phóng tới. Oanh oanh, oanh oanh, mấy chục đạo tiếng nổ truyền ra. Mấy chục tôn có thể so với thái hư cảnh trung kỳ ma tướng xông vào mây sấm bên trong nổ tung, ngược lại là nổ tung không thiếu mây sấm. Nhưng mà một khắc sau, trên bầu trời lại lần nữa hiện ra gấp mấy lần tại trước mây sấm, vừa dày vừa nặng mây sấm cơ hồ đem ánh mặt trời hoàn toàn ngăn trở, thất luyện bắn ra bốn phía màu máu sấm sét, lóe lên không ngừng. Mỗi một đạo sấm sét đều có bổ tầm thường thái hư tầng 8 thiên võ người uy năng. Đây là thiên kiếp. Không, hẳn là trời nổi giận. Thiên cảm giác được Diệp Thần quá yêu nghiệt, cảm thấy không nên tồn tại ở thế gian, cho nên trước thời hạn hạ xuống lôi kiếp, muốn tiêu diệt Diệp Thần. Cái gì lôi kiếp? Lão tử xé nát các ngươi. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, thanh liên diệt thiên kiếm sừng sững giơ lên, mũi kiếm bắn nhanh ra một đạo lôi quang. Không những không có đánh nát mây sấm, ngược lại là điều động mây sấm lực, hắn sau lưng lại lần nữa hiện ra một bộ tinh không chi đồ, giống như chân chính tinh không nổi lên như nhau. Tinh quang bên trong lóe ra màu máu sáng bóng, bên trong cắm một chuôi trường kiếm màu máu. Ngàn trượng lớn trường kiếm màu máu dẫn động muôn vàn sấm sét ra, hội tụ thành một kiếm sử dụng. Nháy mắt tức thì, gió nổi mây vần, một kiếm đâm ra, vô số lôi quang đột ngột. Cho thấy một bộ hoang mạc cảnh tượng, bất ngờ chính là lôi hoang phách tinh kiếm. Ma đế tự mình truyền thụ cho kiếm chiêu lôi hoang phách tinh kiếm. Diệp Thần đã đem hắn lĩnh ngộ đại thành cảnh giới, uy năng mặc dù so với lúc trước ma đế đánh ra một chiêu yếu đi rất nhiều. Nhưng đây chính là phong môn cảnh đánh ra à. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, kiếm quang đánh chúng đầy trời mây sấm, thất luyện bắn ra bốn phía sấm sét đột nhiên nứt ra tới. Từng cục sấm sét mảnh vỡ kích động ra, giống như hạ sấm sét vũ vậy, bất ngờ một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Thiên tựa hồ càng tức giận hơn. Mây sấm lại lần nữa hội tụ, bởi vì Diệp Thần mà tức giận, trực tiếp bỏ ra một phiến lưới sét. Lưới sét bên trong bao hàm thiên thiên vạn vạn sấm sét, đem Diệp Thần chung quanh không gian hoàn toàn bọc lại, bàng nhiên vừa thấy chung quanh trừ đi đếm không hết lôi quang ra, không có những thứ khác bất kỳ sự vật. Như vậy,
liền muốn giết ta. Cái này không đủ, theo Diệp Thần một đạo chợt quát tiếng truyền ra, huyết mạch trong cơ thể tựa hồ sản sinh biến hóa, một cổ màu đỏ thẫm sáng bóng tràn ngập ra, đem Diệp Thần cả người hóa thành màu đỏ thẫm vậy, một cổ cực hạn lực lượng khơi thông mở, giống như gió thu quét lá rụng vậy, trực tiếp quét diệt chung quanh hết thảy lôi quang. Xích Trần thần mạch, mở. Lăng Phong thần mạch, mở. Ma Đế ở bên cạnh, hết sức kinh ngạc, nhìn trước mắt Diệp Thần, mình cũng là kinh ngạc liền liền à. Hắn còn không có hoàn toàn tính hạ tâm lai, nhưng gặp Diệp Thần quanh thân lại lần nữa toát ra một cổ vô cùng gió xoáy, rất miễn cưỡng thổi tan hơn phân nửa mây sấm, thậm chí đem vậy cổ hàm chứa thiên đạo ý chí, cũng đánh nát hơn nửa. Thằng nhóc này bế quan 10 ngày, liền đạt đến nước này. Ma Đế lại là khiếp sợ, mắt thấy Diệp Thần nguyên bản bị kẹt lưới sét. Không nghĩ tới bản thân hai cổ huyết mạch lực hoàn toàn kích hoạt đi ra, trong phút chốc phá hủy hơn phân nửa mây sấm, không khỏi được hoảng sợ vô cùng. Diệp Thần rốt cuộc có nhiều ít loại huyết mạch lực à? Làm sao mỗi một loại cũng như thế mạnh mẽ à? Nếu như mở 10 chồng, sẽ đạt tới cái gì bước? Lăng Phong huyết mạch, Xích Trần huyết mạch, lại mở. Diệp Thần nói xong, ngay sau đó đôi mắt biến ảo nếu như quỷ mị vậy. Đột nhiên mi tâm ác ma mắt lại lần nữa mở ra, một cổ lực lượng vô hình xuyên thủng không gian, chạy thẳng tới mây sấm đi. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, liên tiếp nổ nổi lên. Bầu trời bên trong lan tràn mấy ngàn dặm mây sấm, sừng sững gian bị ác ma mắt lực lượng đánh nổ. Trước đây, vận dụng là Ma Đế truyền thụ cho tuyệt học ác ma huyễn đồng. Diệp Thần hơi tăng thêm đổi, gia nhập cường đại hơn hủy diệt lực và hồn kỹ. Đánh chúng mây sấm nháy mắt, hàng loạt hủy diệt lực hàm chứa hai cổ huyết mạch năng lực, trực tiếp phá hủy mây sấm. Trước đây, mạnh mẽ vô cùng. Thậm chí để cho Ma Đế cũng mau không nhìn được nhúng tay mây sấm và lôi kiếp. Nháy mắt tức thì liền bị Diệp Thần đánh được tan thành mây khói. Hô hô, cuối cùng là giải quyết sạch sẽ. Cái quỷ gì mây sấm à? Diệp Thần thần sắc khinh thường, lay động áo khoác bầm dính nhiều bụi đất và cho tàn. Đột nhiên, hắn đang muốn đi xuống đồng thời, nhưng là đầu óc hơi chấn động đau, tựa hồ cảm ứng được cái gì tựa như, tự nhủ ta ở Linh Võ Đại Lục lưu lại qua một đạo thần niệm lực, chẳng lẽ là vậy một đạo thần niệm lực bể nát? Linh Võ Đại Lục có biến? Nếu không, thần niệm của ta lực, vì sao bể tan tành à? Diệp Thần có chút đứng không vững, ngay sau đó ngự không tới, gặp mặt Ma Đế, ôm quyền nói, Ma Đế! Ta cảm ứng được Linh Võ Đại Lục xảy ra chuyện, ta cần muốn trở về một chuyến. Lần này rời đi, chẳng biết lúc nào tạm biệt. Đúng rồi, người có vậy Ma Châu, khôi phục đỉnh cấp phải bao lâu? Ma Đế con ngươi trầm xuống, phun trào ra cực mạnh quyết tâm, mở miệng nói, Ma Châu bên trong ẩn chứa vực ngoại lớn ma lực, như muốn toàn bộ hấp thu, ít thì nửa năm, lâu thì mấy năm. Thiên Đạo Cung sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Cho nên, ta sẽ mau sớm. Chờ ta hoàn toàn khôi phục đỉnh cấp, cũng hoặc là vượt qua đỉnh cấp, ta liền sẽ đến tìm ngươi. Ngươi ta cùng nhau giết tới Thiên Đạo Cung, chu diệt Thượng Thiên. Diệp Thần gật đầu một cái, quanh thân nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch phun trào. Bất quá hắn lo lắng hơn chính là Linh Võ Đại Lục sự việc. Thần niệm lực, mình chỉ giao cho qua mấy người. Hơn nữa mỗi một trên người mang theo mình thần niệm lực. Đều có không cùng. Xảy ra chuyện đạo này thần niệm lực, thật giống như đến từ thần hỏa học viện à. Hắn luyện khí sư tôn Ngô Lão. Ngô Lão mặc dù dạy hắn mấy ngày mà thôi, nhưng Diệp Thần một mực mang trong lòng tôn kính. Hắn biết Ngô Lão thân phận đặc thù, vốn là thần quốc thiên tài luyện khí sư, nhưng chẳng biết tại sao lựa chọn ở Linh Võ Đại Lục chôn không có mình tài hoa. Chẳng lẽ Ngô Lão xảy ra chuyện? Nghĩ đến đây. Diệp Thần thậm chí không tâm tư sẽ cùng Ma Đế lãnh giáo một ít tuyệt học chuyện, liền muốn chạy tới Linh Võ Đại Lục. Ma Đế khẽ gật đầu, nói chính ngươi đi tốc độ quá chậm, ta đưa ngươi đi qua đi. Vừa vặn, ta có một quả có thể ra vào thần quốc và Linh Võ đặc thù ngọc bài. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền vẫy tay đánh vỡ hư không, trực tiếp xây dựng ra một cái không gian lối đi, nối thẳng Linh Võ Đại Lục, rồi sau đó nói, nhớ lấy chú ý. Thiên Đạo Cung muốn giết ngươi không phải một hai ngày, sau đó ta cần bế quan, lợi dụng viễn cổ thiên ma châu tới khôi phục thực lực, sẽ che giấu hết thảy cảm ứng, đến lúc đó ngươi nếu là xảy ra chuyện,
ta không nhất định có thể cảm ứng được, lại có thể không cách nào kịp thời cứu giúp ngươi. Đa tạ, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần ôm quyền đáp lại một tiếng, trực tiếp bước chân vào không gian lối đi bên trong. Không gian lối đi vô cùng là vững chắc, chủ yếu là ma đế lực lượng quá mạnh mẽ. Vô tận chảy loạn phun trào. Không bao lâu, Diệp Thần đi tới Thần Hỏa Học Viện, chỗ tòa này đã từng vô cùng quen thuộc học viện, thời khắc này trên cửa nhưng là có chút vết rách, vốn là thần hỏa đồ đằng đều có chút vỡ vụn, lùi tới các đệ tử lại là mỗi cái bước chân cẩn thận, lại không có những ngày qua như vậy cười đùa nổi giận mắng thanh âm. Đứng lại! Ngươi là ai? Một vị giữ cửa người đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thần ngẩng đầu lên, vậy giữ cửa chi người thần sắc biến đổi, lại vừa thấy Diệp Thần hình dáng, kích động đến trình độ cao nhất, người đến là linh võ đại lục vị kia cái thế thiên tài Diệp Thần à. Diệp Thần rốt cuộc trở về. Hắn vội vàng mang Diệp Thần đi vào Thần Hỏa Học Viện, vừa đi vừa cảm khái nói, Diệp tiền bối, nghe người bước lên thần quốc tìm cao nhất chi đạo. Làm sao bây giờ trở về tới à? Diệp Thần nói, có chút cảm ứng liền trở về, học thế đó trong viện bầu không khí thay đổi hoàn toàn đâu. Hắn lời này vừa nói ra, vị trưởng lão này im lặng, thần sắc có chút che lấp, không trả lời lại. Rất nhanh, Diệp Thần đi theo trưởng lão tìm được viện trưởng Cát Thanh. Cát Thanh thấy Diệp Thần, cũng là than thở một tiếng, nói, Diệp Thần, ngươi. Ngươi tại sao trở lại à? Viện trưởng. Vì sao học viện không khí không đúng, như vậy yên lặng và trang nặng? Diệp Thần thẩm vấn trước, ngữ tốc khẩn cấp, trong lòng có chút bất an, nhưng hay là hỏi Tuân liền đi ra, Ngô lão thế nào? Tại sao không có thấy được hắn à? Lời này vừa nói ra. Cát Thanh viện trưởng thần sắc hơn nữa sầu bi, thở dài một tiếng, nói, Diệp Thần. Ngô lão hắn đã cưỡi Hạc Tây Khứ, ngươi nén bi thương đi. Ngô lão. Cũng là Thần Hỏa Học Viện một trong đại lão, trước đây tang lễ mới cử hành, cho nên những ngày qua Thần Hỏa Học Viện vô cùng là yên lặng và trang nặng, các đệ tử cũng không dám cười đùa tức giận mắng, cũng biết chuyện nghiêm trọng. Viện trưởng, Ngô lão là ta sư tôn, thọ nguyên không chung. Vì sao lại đột nhiên chết đi? Diệp Thần thanh âm cực độ trầm thấp, ánh mắt sũ thấp, giống như một cái tỉnh lại hùng binh vậy. Hắn chế trụ nội tâm sát ý và lửa giận. Hỏi, có phải hay không ta ở linh võ đại lục đắc tội thế lực kia, ăn hùng tâm con beo dám động ta sư tôn à? Diệp Thần, lòng ngươi ta có thể hiểu. Nhưng là, ngươi không nên gây chuyện, bọn họ là ngươi người không chọc nổi à? Cát Thanh viện trưởng thở dài bất đắc dĩ nói, ta không thể đem sự việc cho biết cho ngươi, tránh ngươi gây phiền toái chết hiểu. Đây cũng là Ngô lão trước khi chết nguyện vọng, Ngô lão hy vọng ngươi vĩnh viễn không biết chuyện này. Ngoài ra, Ngô lão nhờ ta giao cho ngươi một kiểu đồ. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một khối phong cách cổ xưa cực kỳ đá, nói, khối đá này, ta cũng không biết tác dụng là cái gì, nhưng là Ngô lão để lại cho ngươi, ngươi cầm đi. Hắn đem đá thả vào Diệp Thần trong tay, liền xoay người rời đi. Diệp Thần hiện tại thân ở thần quốc, thuộc về thời kỳ phát triển, dựa theo Diệp Thần tính tình, nếu như biết nội tình, sợ rằng tất nhiên truy cứu. Cho nên hắn không dám nói cho Diệp Thần, miễn được Diệp Thần đi tìm phiền toái, từ đó chịu chết. Hắn là nghĩ như vậy. Diệp Thần cũng không có cưỡng ép bức bách, thu hồi khối kia phong cách cổ xưa đá, xoay người rời đi Thần Hỏa Học Viện. Sát ý trong lòng và lửa giận, bị hắn cưỡng ép chế trụ, khó khăn lắm đi ra viện môn một khắc kia, chuẩn bị đi hậu viện tế bái Ngô lão thời khắc, nhưng là đụng phải cả người quần áo đen Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết hiển nhiên là đại biểu Diệp Thần tới Thần Hỏa Học Viện. Diệp Thần, ngươi tại sao trở lại? Ngươi không phải ở thần quốc sao? Hạ Nhược Tuyết trong mắt run run, có chút nước mắt. Một giây kế tiếp, nhưng là gắt gao ôm lấy Diệp Thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặc dù Diệp Thần đi thần quốc không bao lâu, nhưng là Hạ Nhược Tuyết nhớ nhung mỗi ngày đều đang gia tăng. Nhược Tuyết. Rốt cuộc phát sinh cái gì, ta ở thần quốc cảm ứng được không đúng, rồi mới trở về. Diệp Thần dừng lại chốc lát, hỏi ta sư tôn Ngô lão là như thế nào chết, người biết không? Hạ Nhược Tuyết khẽ gật đầu, nhìn chăm chú Diệp Thần, do dự hồi lâu, mới nói các viện trưởng yêu cầu ta không cần nói cho ngươi. Nhưng là thành tựu phụ nữ của ngươi, ta hiểu ngươi,
ta lựa chọn vi phạm lời thề, nói cho ngươi. Nàng khẽ thở dài một tiếng, nói, Ngô lão nguyên bản đến từ thần quốc, chính là ngươi chỗ ở cái đó chí cao vô thượng thần quốc. Ngô lão đã từng là một vị thần quốc tiếng tăm lừng lẫy luyện khí sư, đã từng luyện chế ra không thiếu thánh binh và cổ khí. Nhưng là bởi vì một ít chuyện tình, đi tới linh võ đại lục, một mực ẩn cư ở thần hỏa học viện bên trong, dự định thoát khỏi thần quốc những ân oán kia sự việc. Có thể ít ngày trước, Ngô lão trong lúc vô tình luyện chế được một chuôi vũ khí đặc biệt, cũng là kỳ hoặc, Ngô lão luyện chế vũ khí này tin tức truyền đến thần quốc liền tới một cái tên là Hàn gia gia tộc, trong đó có một cái tự xưng gọi là Hàn Phong thiên tài, muốn cho Ngô lão đi Hàn gia luyện khí. Hạ Nhược Tuyết chậm rãi nhớ lại nói, Ngô lão không muốn, Hàn Phong vậy cố ý mang đi Ngô lão, cái đó Hàn Phong cũng coi là thanh niên tuấn tài, lại là thái hư cảnh hậu kỳ đỉnh cấp, cần phải coi là có rất nhiều kỳ ngộ. Chỉ như vậy, Ngô lão không muốn đi, Hàn Phong giận dữ, lại. Hành hạ Ngô lão. Ở Hàn gia xem ra, người bất kỳ là thần quốc Hàn gia luyện khí, đều là cao nhất quang vinh. Có thể Ngô lão từng thề tuyệt lại nữa đạp thần quốc, hắn dẫu có chết cũng không nguyện ý đi. Ngô lão sau khi chết, Hàn gia vị kia thậm chí dùng cấm chế khống chế Ngô lão quan tài đá, không để cho Ngô lão hạ táng. Cho nên, khốn kiếp, Diệp Thần vâng lời thô tục, trong lòng dấy lên căm giận ngút trời, nói thần quốc Hàn gia. Vì sao ta ở thần quốc không từng nghe nói qua? Thôi, bỏ mặc hắn Hàn gia rốt cuộc cái gì lai lịch, ta Diệp Thần hôm nay muốn Hàn gia toàn tộc tiêu diệt, gà chó không để lại. Theo Diệp Thần tiếng giống giận truyền ra. Thần hỏa học viện tất cả mọi người đều cảm ứng được Diệp Thần mạnh mẽ khí cơ, vượt xa ban đầu Hàn gia thanh niên. Cái này, Diệp Thần cái này. Một đám viện trưởng và trưởng lão vẫn còn ở kinh ngạc đồng thời. Diệp Thần phá thiên lực thi triển, trực tiếp nâng lên Ngô lão quan tài đá, chạy tới thần quốc. Hắn thành tựu thần cực tông đệ tử, tự nhiên có bước vào thần quốc quyền lợi. Mà giờ khắc này, hắn trong lòng, đại biểu không phải thần cực tông. Chỉ đại biểu một người, Ngô lão. Mặc dù hắn chỉ đi theo Ngô lão học luyện khí mấy ngày, nhưng là mấy ngày đó, nhưng là hắn chân quý nhất tài sản một trong. Một ngày vi sư suốt đời là cha. Sư phụ, xin lỗi, hôm nay đồ nhi liền tự mình mang ngươi đi thần quốc trả thù. Diệp Thần lưng đeo Ngô lão quan tài, từ hư không lối đi bên trong đi ra, trực tiếp bước lên thần quốc đất đai. Hàn gia không tính là lớn gia tộc, nhưng từ thiên cơ các đi ra liền được Hàn gia tung thích, Hàn gia ở vào thiên khôn thành bên trong. Diệp Thần chạy thẳng tới thiên khôn thành đi. Thiên khôn trong thành, chính là răng đèn kết hoa vui mừng một đường thời khắc. Hôm nay là Hàn gia lão tổ Hàn núi Thái gia đóng cửa cuộc sống, vị này chạm ách cảnh tầng 2 thiên tồn tại, sáng lập Hàn gia danh chấn thần quốc thiên khôn thành. Thiên khôn thành chỉ có thể coi là thần quốc vạn thành một trong, kích thước không lớn, nhưng là có như thế một vị lão tổ che chở, Hàn gia đệ tử có thể nói cực kỳ bá đạo. Hôm nay, lại là lão tổ phá cảnh xuất quan lúc đó, dĩ nhiên là lớn hơn tứ tuyên truyền vậy, dĩ nhiên là lớn hơn bầy tiệc rượu. Nhưng hôm nay khôn thành phủ thành chủ gia, vô số Hàn gia thị vệ từng cái mặc hồng đai thải, trong tay nắm từng cục màu đỏ ngọc bài, bên trong có không thiếu tài sản. Phàm là tới tham dự tiệc rượu người dưới quyền, người người đều có vật này. Cung nghênh núi thần cửa lão tổ đến. Cung nghênh lâm gia lão tổ đến. Cung nghênh huyết đao tông tông chủ đến. Trước cửa hai cái nhỏ tư, một bên người kiểm tra các phe khách tới thư mời, một bên lớn tiếng kêu, lấy biểu dương người tới thân phận và địa vị. Tới đều là nhất phái lão tổ, một môn trưởng môn vân. Vân, đi theo tự nhiên là có rất nhiều đệ tử và trưởng lão. Hàn gia vậy đặc biệt phái rất nhiều người tới đón tiếp những người này vào ngồi. Hàn gia cư trú tại Thiên Khôn thành phủ thành chủ bên trong. Cái này một tòa thành chủ phủ chiếm cứ nhạ thành trì lớn 1/3, mênh mông vô cùng, chỉ riêng hôm nay tiệc rượu trưng bày bàn tiệc thì có vạn bàn, lên tới nhất phái lão tổ một môn môn chủ, xuống đến cao thủ giang hồ cái gì cần có đều có. Mặc dù những người này ở đây thần quốc không tính là mạnh mẽ, nhưng ở nho nhỏ này Thiên Khôn thành, đủ dòm ngó ngôi báu. Vạn tòa tiệc rượu, phân làm 3 cái cấp bậc, các phái lão đại, lão tổ vân. Vân, ngồi thứ nhất cấp bậc, có thể thấy được Hàn gia lão tổ. Thứ hai đương là thái hư cảnh cường giả chỗ ngồi,
không thiếu tông môn trưởng lão và giang hồ tán tu cường giả, vây tụ một đường, Hàn gia vậy phái không thiếu thanh niên tuấn tài phụng bồi, thứ hạng ba dĩ nhiên là phong môn cảnh võ giả chỗ ngồi, đặc biệt cho một chút khách tới tiểu bối ngồi. Vào giờ phút này, Hàn gia một tòa cung điện bên trong, một người thanh niên chủ trừ không lấy, ở trên không đắng cung điện bên trong đi tới đi lui, không ở rên gì than thở, nói, vốn là muốn cấp cho lão tổ luyện chế một chuôi cổ khí, không nghĩ tới cái lão già đó, lại có thể không đến, đáng hận à. Chém ách cổ khí à. Lão tổ là chảm ách cảnh, thái hư thánh binh tất nhiên không thể dùng. Nhưng là ta thành tựu Hàn gia công tử, nên cho lão tổ đưa lễ vật gì à. Người này bất ngờ chính là Hàn Phong, vì cho lão tổ đưa ra quan lễ vật, vốn là suy nghĩ lấy được cái đó Ngô lão tin tức, chuẩn bị đi linh võ đại lục kêu Ngô lão tới đây cho lão tổ luyện chế một chuôi chém ách cổ khí. Không nghĩ tới, cái lão già đó, lại có thể không theo. Nhưng không nghĩ đến, hắn bị thương trên người, thành tựu luyện khí sư, tu vi lại không đủ, nguyên bản hắn chỉ là muốn cho hắn ngược gần chết còn kém không nhiều có thể mang về, không nghĩ tới lão nhân kia không chịu đòn à. Lúc này, lão gia chết à, lễ vật này ta nên đưa cái gì à? Hàn Phong có chút nóng nảy, mình thật vất vả dựa vào vô số đan dược cưỡng ép chất đến cảnh giới như vậy, có thể tưởng tượng tiến hơn một bước, căn bản không có thể, nhưng nếu là đòi được lão tổ niềm vui, có lẽ lão tổ chỉ điểm một hai, hắn có lẽ có thể rút ngắn lên cấp thời gian đâu. Đáng tiếc à, họ Ngô lão gia, dẫu có chết bất khuất à. Hàn Phong trong chốc lát không tìm được thích hợp lễ vật đưa cho lão tổ. Hết lần này tới lần khác tiệc rượu lại muốn bắt đầu. Công tử, chúng ta đi ra ngoài trước đi, công tử ngài trong tay cũng có một chuôi bất ngờ có được cổ khí. Lão tổ nói không chừng sẽ vui mừng, vậy không nhất định phải tìm người tự mình luyện chế. Bên cạnh một vị thái hư cảnh người làm kể trước, ngài đem vật này thành tựu lễ vật cho lão tổ. Đây chính là ngài tình huống bình thường có thể lấy ra tới tốt nhất lễ vật, lão tổ hơi suy tính một chút, liền biết ngài vô cùng chăm chỉ, sẽ không bạc đãi ngài. Chỉ mong như vậy thôi. Đi thôi. Hàn Phong than thở một tiếng, sau đó mang người làm rời đi cung điện, chạy tới tiền sảnh tham gia tiệc rượu. Hắn khó khăn lắm đi tới Hàn gia tiền sảnh, ngồi xuống ở thứ một cấp bậc tiệc rượu chỗ ngồi bên trong, trước mắt chính là Hàn gia lão tổ Hàn Núi Thái. Giữa lúc mọi người vui mừng, chuẩn bị nâng ly chung nhau chúc mừng Hàn gia lão tổ đồng thời, một đạo tiếng nổ truyền ra. Theo vang lớn tiếng truyền ra. Nhưng gặp Hàn gia cửa rất miễn cưỡng là bị người đánh nát, một cái thanh niên áo bào đen vai vác quan tải đá thanh niên đi vào. Thanh niên trên mình phun trào ra cực mạnh sát ý. Sát khí ngất trời. Hiển nhiên không phải tới chúc thọ. Người này là ai? Chính là phong môn cảnh tầng 8 trời, dám can đảm xông Hàn gia. Thằng nhóc, ngươi có ý gì? Hôm nay là ta Hàn gia bày tiệc rượu, ngươi mang một bộ quan tài tới, là ý gì à? Một ít Hàn gia cường giả bắt đầu lên tiếng, thậm chí cái đừng tông môn trưởng lão vậy một bộ khốn hoặc thần thái. Nhưng là gặp một vị Hàn gia thái hư cảnh hậu kỳ trưởng lão, hư lạnh một tiếng, nói, thằng nhóc, cho 30 giây, quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi. Chúng ta làm là ngươi chưa từng tới, tối đa hành hạ ngươi gần chết, không đánh chết ngươi. Đánh chết ta. Xin lỗi, hôm nay sẽ để cho ngươi thất vọng. Diệp Thần thần sắc quỷ mị, quanh thân quanh quẩn hào hùng ma khí, đột nhiên một kiếm đâm ra, trực tiếp đánh nát lên tiếng vị kia Hàn gia trưởng lão. Bót sát. Hàn gia trưởng lão, thái hư cảnh hậu kỳ, thân xác lại có thể trực tiếp bể ra, chết không toàn thây. Một đám Hàn gia người ngay tức thì đứng dậy tới, vô cùng là cảnh giác nhìn về phía trước Diệp Thần, bất chi bất giác cũng nắm binh khí bên hông, muốn phải ra tay. Trước mắt cái thằng nhóc này. Không đúng. Phong môn cảnh tầng 8 thiên. Lại có thể ngay tức thì vặn cổ thái hư cảnh hậu kỳ Hàn Niếp trưởng lão. Không đúng, đặc biệt không đúng. Người trước mắt này là ai à? Cố nhiên chỉ có phong môn cảnh tầng 8 trời. Chiến đấu chỉ ít sánh vai thái hư cảnh tầng 8 thiên. Thật là lợi hại tiểu tử à. Nhân tài như vậy, vì sao lưng đeo quan tài đi tới Hàn gia à? Một đám tông môn lão tổ và môn chủ bắt đầu nói nhỏ liền liền, nhìn Diệp Thần đều có chút hoảng sợ. Phong môn cảnh tầng 8 trời, đối kháng thái hư cảnh nhất tầng thiên,
đều là vô cùng là dễ dàng chết thảm, không nghĩ tới thanh niên trước mắt, lại có thể ngay tức thì chém giết thái hư cảnh tầng 8 thiên hàn gia trưởng lão, kỳ quái cực kỳ. Tiểu bối, hôm nay là ta hàn gia niềm vui. Ngươi mau rời đi thôi. Gia chủ hàn gia có chút không nhìn thấu Diệp Thần, cảm thấy hắn chiến lực như vậy rất phi phàm, chỉ ít tầm thường thiên tài không cách nào so sánh, sau lưng tất nhiên có cường giả tồn tại thành tựu chống đỡ, liền muốn đuổi đi Diệp Thần, tránh trêu chọc hắn. Diệp Thần đột nhiên buông xuống quan tài, vô tận đợt khí trực tiếp tung bay hơn 10 vị hàn gia võ giả, đem tiệc rượu hoàn toàn đánh loạn, vô số cường giả đứng lên, căm tức nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhưng lấy ánh mắt âm độc quét nhìn trước mắt hàn gia người, nói, hàn gia giết người, vậy thì được bị giết, bị diệt, các ngươi ai muốn chết trước, là được hết sức mau tới đây. Tên ta là Diệp Thần. Từng ở Linh Võ Đại Lục Thần Hỏa Học Viện bái sư học nghệ. Mà ngươi cùng hàn gia người, nhưng là ở Thần Hỏa Học Viện tùy ý ngông là, thậm chí sát hại ta sư Ngô lão, liền là cho các ngươi cái gọi là lão thái gia luyện chế binh khí. Ta sư không muốn, các ngươi liền sát hại ta sư. Hiện tại, lão tử tới. Giết ta sư người, Hàn Phong, cút ra đây cho bố. Theo Diệp Thần quát to một tiếng, mạnh mẽ linh lực giống như gió lốc cuộn sạch chạy đi, lúc này chấn động được một đám cường giả hoảng sợ, rối rít ngưng mắt nhìn hắn không dám ngông là. Hắn lại nói, giết người thì thường mạng, kêu cái đó tên là Hàn Phong rác rưởi, cút ra đây cho bố. Nếu không, ta diệt ngươi hàn gia, hủy ngươi mộ tổ tiên, hoàn toàn diệt trừ ngươi các gia tộc người. Lời này vừa nói ra, liền giống như sấm nổ vang vậy, toàn bộ phòng khách người cũng mờ mịt, rối rít nhìn về phía một đám hàn gia người. Gia chủ hàn gia ánh mắt rơi vào đại công tử Hàn Phong trên mình, thần sắc lạnh như băng, nói, Hàn Phong, ngươi làm. Phụ thân, ta làm thì như thế nào? Chính là một cái phong môn cảnh võ giả, còn dám tới ta hàn gia khiêu khích. Thật là không muốn sống. Hàn Phong từ thiền điện đi ra, nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, thần sắc vô cùng là không tốt, cao ngạo trong ánh mắt mang khinh thường, chậm rãi đi tới Diệp Thần trước người, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, cười nói, Ngô lão. Lão đầu tử kia là ngươi sư tôn. Không sai, là ta giết. Nguyên bản à. Bổn công tử là muốn kêu hắn tới đây luyện chế một chuôi chém ách cổ khí, thành tựu ta cho lão tổ lễ vật. Đáng tiếc à, tại sao hắn không muốn chứ? Hắn thần sắc có chút không biết làm sao, buông tay một cái cười nói, ta liền hành hạ hắn một chút, không nghĩ tới à, lão này lại có thể bị thương, thân thể chân thực quá yếu đuối, ta chính là đánh 18 trường, từng chiêu đánh trúng chỗ hiểm. Đổi thành vậy cường giả, vậy cũng sẽ không chết. Đỉnh hơn nửa đời sau tàn phế, nhưng không nghĩ đến, ngươi sư tôn quá yếu. Xin lỗi, đánh chết ngươi sư tôn, ta cho ngươi 200 thần vân thạch, hảo hảo đi an táng ngươi sư tôn, cút ngay. Diệp Thần, cái quỷ gì đồ chơi à? Bổn công tử đánh chết một cái linh võ người, thì như thế nào? Bổn công tử thừa nhận à, tiền chôn cất cũng thường cho ngươi, ngươi có thể làm gì? Cho nên, ngươi còn không có hối hận. Diệp Thần trong lòng tung lên vạn trượng lửa giận, rút ra Thanh Liên Diệt Thiên kiếm, trực tiếp giết hướng Hàn Phong, trên thân kiếm lóe ra đậm đà huyết quang, một kiếm bổ ra, trên dưới 100 đạo kiếm cương gào thét liền liền, lẫn nhau chồng lên chung một chỗ, tạo thành một đạo vô cùng là mạnh mẽ màu máu kiếm cương, bay hướng Hàn Phong. Không biết phải trái phế vật. Bổn công tử tự tay đánh chết ngươi, tiền chôn cất ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Hàn Phong từ mình không gian trong nhẫn chữ vật lấy ra một chuôi lóe lên kim quang trường thương, nhất thời gian một nhát thương đâm ra, thân thương tràn ra ra đầy trời lửa cháy mạnh, tạo thành một con rồng lửa, dọc đường nghiền nát không gian, cuộn sạch trên dưới 100 khối màu đen không gian mảnh vỡ giết ra. Oanh! Một đạo tiếng nổ truyền ra. Rồng lửa ở màu máu kiếm cương dưới, sừng sững gian bị chém thành hai nửa, gần nửa kiếm cương bổ trúng Hàn Phong, làm hắn lui về phía sau mấy chục bước. Hàn Phong quanh thân lóe ra sáng bóng, xem chút dưới là một kiện cổ khí cấp bậc nhuyễn giáp, trước đó kiếm cương bổ trúng nhuyễn giáp, nhưng là không có thương tổn được hắn, nhưng vậy làm hắn rất căm tức, tay trái hiện ra 5 cái nhọn móng nhọn, tay phải cầm màu vàng trường thương, đường kính hướng Diệp Thần lướt đi. Bình bịch bịch, rắc rắc, ken két ca, đạo đạo va chạm tiếng truyền ra.
Hai cái thân ảnh ở đại sảnh bên trong giao chiến, tốc độ nhanh được chỉ còn lại tàn ảnh, mọi người thậm chí căn bản không thấy rõ bọn họ giao thủ động tác. Chỉ gặp từng trận bóng người và đạo đạo dư âm rung động, đem mấy ngàn tòa tiệc rượu hoàn toàn lật, một ít môn chủ lão tổ Vân. Vân, cũng là thần sắc lãnh đạm nhìn trước mắt hết thảy, không có nhúng tay ý kiến. Hàn gia lão tổ Hàn núi Thái khẽ thở dài một tiếng, nói nhỏ, lão phu lúc này mới xuất quan, các ngươi liền cho ta diễn một tràng kịch hay. Hắn ôm tay ngồi ở chủ vị, cũng không có nhúng tay ý tưởng, liền muốn xem trước mắt Hàn Phong và Diệp Thần có thể đánh thành hình dáng gì. Thành tựu Trảm Ách Cảnh tầng 2 thiên tồn tại. Hắn cảm giác được mình có chấn giữ toàn cục tư cách. Oanh oanh, ung ung, từng trận tiếng nổ truyền ra. Hàn Phong giống như bao bố rách vậy nổ bắn ra mà về, thân thể nặng nề ngã ở trên vách tường, trong tay màu vàng trường thương vết nứt thành ba đoạn, trước ngực màu vàng chiến giáp vậy bể ra, cả người máu tươi, hơn 100 cái lỗ máu, nhìn hết sức dữ tợn. Diệp Thần bàng nhiên vô sự vậy chậm rãi rơi xuống, huy động Thanh Liên Diệt Thiên kiếm chỉ trước Hàn Phong, hừ lạnh nói, người muốn chết như thế nào? Lột da rút gân, xương nghiền thanh cho rắc. Vẫn là linh hồn vĩnh viễn bị liệt nhật cháy vạn năm vô tận. Xem ở ngươi có gan tiếp nhận trên mặt. Ta cũng không để cho ngươi dứt khoát chết. À ha ha ha, giết ta. Ngươi Diệp Thần không xứng. Hàn Phong chợt quát lên, hai tay ở vào trước ngực, sau lưng hiện ra một bộ tinh quang chi đồ, hơi thở đột nhiên bạo tăng liền liền, trực tiếp tung bay đại điện nóc nhà, ngự không ra, chân đạp thần quang, lại có hình rồng hư ảnh quanh quẩn quanh thân. Trước ngực của hắn hiện ra một quả tinh quang đá, ánh mắt lãnh lạt lăng lệ, nói, Diệp Thần à Diệp Thần, ngươi để cho ta vận dụng tinh quang thần thạch, cái này ta tốt không dễ được hậu thủ, ngươi nên thỏa mãn, bởi vì ngươi thành công bức bách ta vận dụng hậu thủ. Tinh quang thần thạch, nguyên bản ở trên cao cổ bí cảnh lấy được, có thể tăng lên bổn công tử gấp 2 chiến lực. Đây là bổn công tử lớn nhất hậu thủ, dùng cho đối phó Hàn gia hắn công tử của hắn thủ đoạn. Nhưng là Diệp Thần, ngươi ép ta vận dụng tinh quang thần thạch, ta cũng sẽ không để cho ngươi được chết một cách thống khoái. Tinh quang thần đao, nghe ta cho đòi kêu, giết địch. Hàn Phong tựa hồ ở dâng hiến tánh mạng mình lực tiến vào tinh quang thần thạch, nhưng gặp thần thạch phía trên hội tụ vô số tinh quang, ngưng tụ ra một chuôi trăm trượng lớn nhỏ màu vàng trường đao, tràn đầy vô tận thần uy và bá đạo. Là tinh quang thần đao. Tinh quang thần thạch chế tạo ra tinh quang thần đao. Tinh quang thần đao à? Một đám môn phái trưởng môn và trưởng lão, thấy trước mắt hết thảy các thứ này, rối rít kích động. Cái đừng môn phái trưởng lão thở dài nói, ta nguyên lấy là, trăm năm trước cái đó bí cảnh, không người đạt được tinh quang thần thạch, không người đạt được cái này thượng cổ môn phái tinh quang môn lưu lại tinh quang đá, không nghĩ tới nhưng là bị Hàn Phong công tử trước thời hạn lấy được, nếu không phải Diệp Thần. Sợ rằng người trong thiên hạ còn không biết à. Tinh quang môn, tinh quang thần thạch, một cái đặc biệt môn phái khác, lợi dụng tinh quang đá thành tựu tái thể, có thể thu nạp ánh sao năng lực hoặc là người sinh mệnh lực, từ đó thả ra vượt qua tự thân cảnh giới công kích. Cái này loại tinh quang thạch nguyên bản theo tinh quang môn tiêu diệt mà biến mất, trăm năm trước thật vất vả xuất hiện một viên, sau đó biến mất, không nghĩ tới nhưng là ở Hàn Phong công tử trong tay à. Hàn Phong công tử có tinh quang thần thạch. Ý nghĩa, hắn có thể bộc phát ra một vị nửa bước chém ách đại năng một kích toàn lực. Như vậy thứ nhất, vị này gọi là Diệp Thần thanh niên, sợ là xong đời à. Một vị môn phái trưởng lão khẽ thở dài một cái trước, giống như là Diệp Thần cái này loại vi sư tôn báo thù thanh niên tài tuấn. Đáng tiếc à, vô hậu đài, lại là không có gì nội tình bảo vật, sư tôn đều bị Hàn Phong chém chết, huống chi Diệp Thần mình. Mình thành tựu tới tham gia tiệc rượu môn phái trưởng lão, chuyện này cũng cùng mình không có đóng. Dứt khoát vậy đừng để ý. Loại chuyện này, thần quốc mỗi ngày đều có, nơi nào quản được tới đây à? Muốn trách, chỉ có thể trách Diệp Thần thực lực quá yếu, còn muốn để báo thù, phong môn cảnh tầng 8 trời, bất quá trăm tuổi. Là thật thiên tài, bất quá, quá đáng tiếc. Vị trưởng lão này tâm tính. Cơ hồ là tất cả tới tham gia đám tiệc môn phái gia tộc cường giả tâm tính, mặc dù có chút thương tiếc Diệp Thần, cảm thấy Diệp Thần là cái thiên tài, tuổi còn trẻ chính là phong môn cảnh tầng 8 thiên võ người, thái hư cảnh có hy vọng. Đáng tiếc, hắn lại tại sao có thể là Hàn Phong đại công tử đối thủ đâu?
bất quá tự tìm cái chết mà thôi. Diệp thần, ngươi dám can đảm tới quấy rầy nhà ta lão tổ xuất quan tiệc rượu. Bổn công tử nói cho ngươi, ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, ngươi nhất định sẽ chết, nhưng sẽ không chết ở tay ta bên trong, ta phải đem ngươi phế bỏ, sau đó để cho ta hung thú thú cưng, sống ăn sống ngươi, cầm ngươi cho chó ăn, ngươi tên khốn kiếp. Hàn Phong hoàn toàn bùng nổ, tóc đen phiêu vũ, nếu như phong ma vậy, trên gương mặt dần dần xuất hiện chỉ một ban văn, tựa hồ có chút già. Lấy sinh mệnh lực làm giá, tụ hợp tinh quang thần đao. Dù là đánh chết Diệp thần, hắn tuổi thọ vậy sẽ biên độ lớn xúc giảm. Chính là tinh quang thần đao. Ngươi nếu muốn chết, ta đưa ngươi lên đường. Diệp thần nhìn trước mắt hết thảy, khẽ nâng lên tay trái. Lòng bàn tay lóe lên màu máu đỏ sáng bóng, là thanh liên yêu hỏa. Đối với Hàn Phong loại tầng thứ này người, tu vi hoàn toàn dựa vào đan dược chất triệt, thậm chí còn không bằng thần cực tông giết chết khiêu khích tạp dịch. Hắn ngay cả động dùng ma đế tuyệt học tâm tư cũng không có. Hô hô hô, hô, màu máu đỏ thanh liên yêu hỏa dần dần ngưng kết là một chuôi màu máu thiên đao. Diệp thần vẫy tay xuống, màu máu thiên đao chém xuống. Giống như là muốn bổ ra cả thế giới vậy, đưa tới rung động đem không gian khuấy bể một phiến lại một phiến, hơi thở nếu như mênh mông biển khơi, liên miên không ngừng, phía trước Hàn Phong giống vậy bổ ra tinh quang thần đao, thân đao vạch qua không gian, lưu lại đạo đạo màu đen dấu vết. Oanh! Màu máu thiên đao và tinh quang thần đao va chạm chung một chỗ. Người sau lại có thể lấy cực nhanh kinh ngạc tốc độ tan vỡ. Bót sát! Một đạo thanh thúy tiếng vang truyền giao ra. Tinh quang thần đao vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ phân bay xuống, Hàn Phong vậy giống như bao bố rách vậy rớt rơi xuống mặt đất, trào máu vượt quá. Không thể nào à! Tại sao có thể như vậy? Hàn Phong đại công tử, chiến bại. Lợi dụng tinh quang thần thạch cũng chiến bại. Mọi người kinh ngạc, một mặt hoảng sợ nhìn Diệp thần, nhìn lại bị thương thật nặng, cơ hồ liền đứng lên lực lượng cũng không có Hàn Phong. Cảm giác hoảng như trong mộng. Như vậy tu vi Hàn Phong. Vận dụng tinh quang thần thạch, bạo phát ra tương đương với nửa bước chém ách cường giả một kích toàn lực. Đối phó một cái bịt cửa võ giả, lại còn đánh bại, bị hắn đánh trọng thương. Chuyện gì xảy ra à? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta đang nằm mơ sao? Không chỉ một đám người có ý nghĩ này, cho dù là Hàn gia đương đại gia chủ. Hàn Phong lão thân phụ đều là một mặt mờ mịt, mình nhi tử đối kháng nửa bước chém ách cũng có thể không chết, đối phó một cái phong môn cảnh Diệp thần, lại có thể bị đánh thành bán thân bất toại. Nói đùa sao? Phong môn cảnh có như thế cường đại à? Diệp thần rốt cuộc có phải hay không phong môn cảnh à? Một bên người vẫn còn kinh ngạc trạng thái, một chàng nguyên bản nghiền ép cục diện, kết quả bị phản nghiền ép, bình thường võ giả đều khó tiếp nhận. Diệp thần vẫn như cũ trôi lơ lửng giữa không trung bên trong, quanh thân tràn ngập màu máu hơi thở, 18 cái màu máu quang vòng quanh quẩn chung quanh, giống như ma thần vậy. Hắn dò xét Hàn Phong, lấy xét xử giọng, đánh xuống một cái màu máu thiên đao, phải đem Hàn Phong đánh chết. Bình bịch bịch, đi đôi với màu máu thiên đao đánh nát không gian thanh âm càng ngày càng gấp rút, thần đao cơ hồ mau phải rơi vào Hàn Phong trên người đồng thời. Một cổ ngũ hành lực bung ra, trực tiếp nâng đánh xuống màu máu thiên đao. Mọi người kịp phản ứng, ngạc nhiên vừa thấy lại là Hàn gia lão tổ Trảm Ách Cảnh tầng 2 Thiên Hàn Núi Thái tự mình ra tay. Nhưng gặp Hàn Núi Thái khẽ nâng lên tay tới, nâng màu máu thiên đao, rồi sau đó đứng dậy tới, thần sắc có chút sửng dưng, than thở một tiếng sau ngự không ra, đi tới Diệp thần trước người, nói, Diệp thần tiểu hữu, công lực rất cao à. Phong môn cảnh tầng 8 thiên. Bị thương nặng thái hư cảnh tộc ta hạng người. Vượt qua một cái cảnh giới lớn giết địch, ngươi là thiên tài, xứng đáng không thẹn thiên tài. Không biết, lão phu có thể hay không cùng ngươi trò chuyện một chút. Hắn liền vẫy tay đem Hàn Phong mang về tiệc rượu phía sau, tựa hồ là thành tựu lão tổ, chỉa vào phía trước nhất. Hàn Núi Thái có chút than thở, cũng có chút không phải mùi vị, hiển nhiên nhà mình đời sau như vậy bất lực. Hắn cũng là vô cùng là bất đắc dĩ, hắn truyền âm nói, tiểu hữu, ngươi sư tôn chuyện, ta tất nhiên cho ngươi một câu trả lời, nhưng là hôm nay là lão phu tiệc rượu, không bằng chuyện này ngày mai bàn lại. Hàn Phong thành tựu Hàn gia đại công tử. Nhưng là,
Hàn gia sẽ có mới đại công tử, hắn sẽ không lại tồn tại. Nhưng là đâu, lão phu tiệc rượu cùng ngày, Hàn gia nếu là bị người đánh tới cửa, há chẳng phải là mất hết mặt mũi. Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Ý nói chính là, lão phu biết ngươi sức chiến đấu cực cao, sau lưng có thể có người, lão phu vậy nguyện ý đem Hàn Phong bắn chết. Bất quá, không thể là ngày hôm nay là Hàn gia làm ăn lớn. Hôm nay là lão phu tiệc rượu, không thể để cho ngươi không chút kiêng kỵ giết lung tung loạn liền. Qua ngày hôm nay, hết thảy dễ nói, ta Hàn gia có thể xử tử Hàn Phong, nhưng là mặt mũi so hết thảy cũng cao, ngươi muốn báo thù, có thể, chờ ngày mai. Lão gia, ngươi Hàn gia mặt mũi trọng yếu, ta sư tôn không trọng yếu à? Ngươi Hàn gia người giết ta sư tôn, lão tử để báo thù, ngươi còn muốn để cho lão tử chờ ngày mai. Diệp Thần thần sắc tức giận, nhưng là không có hoàn toàn bộc phát ra, trước mắt Hàn núi Thái là chạm ách cảnh tầng 2 trời, mình không gặp phải là đối thủ, nhưng là ngày hôm nay phải giết Hàn Phong, hơn nữa để cho Hàn gia đem chuyện này truyền giao, ngay trước mọi người sau khi nói xin lỗi giải tán gia tộc mới được. Nếu không, ta Diệp Thần là vật gì? Mặc cho người khi dễ. Trước đây lão tử để báo thù, người cái này lão tổ tông làm sao không ra tay? Lại bắn chết Hàn Phong. Cùng lão tử lộ ra mạnh mẽ sức chiến đấu tới, cảm thấy lão tử có thể phía sau có núi dựa, người lão già này ngược lại là đi ra, muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Lão tử nói cho ngươi, chuyện nhỏ hóa lớn, việc lớn hóa được ngươi Hàn gia tan rã. Lão tử vốn là không dự định che giấu thân phận. Tiểu Hữu, nói như vậy, ngươi là không dự định buông tha à? Hàn núi Thái thần sắc hoàn toàn băng lạnh xuống, nhìn chăm chú Diệp Thần, giống như là một đầu kinh khủng cự thú ngưng mắt nhìn con mồi vậy. Diệp Tiểu Hữu, ta có thể cảnh cáo các hạ một tiếng. Ta Hàn gia vậy không không có rể chi bình, ở trong thần quốc tồn tại vạn năm, lão phu chống đỡ gia tộc ngàn năm. Ta tin tưởng ngươi sẽ không ngu như vậy, ta cũng tin tưởng toàn bộ trong thành cũng không có mấy người là đối thủ của ta, thêm nữa, lão phu bạn tốt cũng không coi là thiếu. Các hạ không phải xuất từ đại môn phái, chính là sau lưng có người, sau lưng vị kia có thể phẩm cấp so ta cao, nhưng ta Hàn gia cũng không phải là vô căn cứ nhà tộc. Hàn núi Thái lão nặng vô cùng, không có trực tiếp ra tay, phản mà là tiếp tục nói, ta Hàn gia kéo dài nhiều năm như vậy, không vì cái gì khác, lão phu vậy xem nhạt liền rất nhiều, duy chỉ có là mặt mũi này đóng một cái, lão phu có thể làm khó dễ à. Bế quan nhiều năm. Tiểu Hữu, ngươi liền muốn đến cửa giết lão phu sau con cháu, để cho lão phu và Hàn gia mất hết mặt mũi. Đây cũng không phải là võ đạo à. Tóm lại một câu nói. Hàn núi Thái coi trọng mặt mũi, không muốn ngày hôm nay xử lý chuyện này. Qua ngày hôm nay, hết thảy dễ nói. Lão già kia, ngươi biết ta hận nhất cái gì đó. Diệp Thần thần sắc băng lạnh xuống, cả người quanh quẩn khí tức lãnh liệt, nói ta hận nhất ta kẻ địch. Tiêu Dao tự tại. Ta sư tôn bị ngươi con cháu đời sau giết, mà ngươi nhưng muốn như vậy, ngươi Hàn gia mặt mũi chẳng lẽ so ta sư tôn tính mạng trọng yếu không được. Lão già kia, lão tử liền cho ngươi một câu nói. Hoặc là, lập tức bắn chết Hàn Phong, toàn bộ Hàn gia là ta sư tôn mắc áo gai để tang 3 năm, ngươi và Hàn gia đương thời gia tộc, thành tựu, hiếu tử, quỳ xuống ta sư tôn trước mộ phần tạ tội. Hoặc là, Diệp Thần thần giác buộc vòng quanh tà mị nụ cười, trong tay Thanh Liên Diệt Thiên kiếm khí tức càng phát ra cuồng bạo, nếu không, ta diệt ngươi Hàn gia. Một đạo ánh sáng tập sát tới. Diệp Thần thân hình chớp mắt, hơi tránh ra Hàn núi Thái kiếm chỉ công kích, ngay sau đó khóe mắt ác liệt, thẳng hướng về phía Hàn núi Thái lướt đi. Hắn đối phó loại tầng thứ này lão gia, còn là lần đầu tiên. Binh bịch bịch, khảng thương. Hai người trên không trung chém giết, tốc độ nhanh đến mức tận cùng liền. Nhưng mà, chém giết không tới ngàn chiêu, Diệp Thần liền bị Hàn núi Thái một quyền đánh rơi xuống đất hạ, miệng phun máu tươi. Chạm ách cảnh tầng 2 thiên. Xem ngươi như thế nào ứng đối lão tử một chiêu này. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, Thanh Liên Diệt Thiên kiếm sừng sững giơ lên, quanh thân tụ hợp vô số huyết ma chi khí hội tụ tại thân kiếm bên trong, mũi kiếm bắn nhanh ra một đạo lôi quang. Oanh oanh oanh, oanh oanh, ngay lập tức bây giờ, trước đây vạn dặm không mây trời cao bên trong, nhất thời mây sấm đầy vải,
một bộ mưa núi sắp tới tình cảnh. Thất luyện bắn ra bốn phía tia chớp hội tụ thành một đạo màu bạc nước lũ, phản hồi đến thanh liên diệt thiên kiếm bên trong, Diệp Thần sau lưng lại lần nữa hiện ra một bộ tinh không chi đồ, giống như chân chính tinh không nổi lên như nhau, bầu trời đầy sao diệu quang chấm, lóe lên bầu trời. Phồn tinh bên trong, một viên cực lớn phách tinh nổi lên. Phách tinh lóe ra màu máu sáng bóng, bên trong cắm một chuôi trường kiếm màu máu, thân kiếm điêu khắc có vô số cổ xưa minh văn, từng cổ một hoang cổ hơi thở truyền ra, ngàn trượng lớn trường kiếm màu máu lại lần nữa dẫn động muôn vàn sấm sét ra, hội tụ thành một kiếm sử dụng. Nháy mắt tức thì, gió nổi mây vần, một kiếm đâm ra, vô số lôi quang đột ngột. Diệp Thần sau lưng cho thấy một bộ hoang mạc cảnh tượng chính là lôi hoang phách tinh kiếm. Ma đế tự mình truyền thụ cho kiếm chiêu lôi hoang phách tinh kiếm. Đại thành cảnh giới lôi hoang phách tinh kiếm, dung hợp hơn loại phép tắc lực lượng, uy năng không so với lúc trước ma đế đánh ra một chiêu yếu nhiều ít. Lấy này một kiếm, đối phó chảm ách cảnh tầng 2 thiên hàn núi Thái. Diệp Thần thậm chí thiêu đốt mấy giọt máu tươi. Hô hô hô, gió lớn gào thét. Điện thiểm lôi minh, tinh quang lóe lên, phách tinh vị tại bên trong tim, kiếm quang ngất trời. Một bức bức dị tượng hiện lên mở, thời khắc này Diệp Thần liền giống như một vị từ hoang cổ tinh không đi ra kiếm thần, mà kiếm thần, hơi thở ngất trời, phách tuyệt thiên hạ. Dị tượng, kiếm quang, phách tinh, sấm sét. Đây là cái gì chiêu thức à? Xem cuộc chiến mọi người một mặt ngạc nhiên. Nhìn trước mắt thiên địa dị tượng. Hoàn toàn là một mặt mơ hồ. Diệp Thần một chiêu này, tay phải hoang cổ tinh không, lại là sấm sét kiếm quang, còn có huyết sát huyết ma chi khí. Diệp Thần kết quả là như thế nào đem những thứ này, hoàn toàn dung hợp chung một chỗ à? Một chiêu này, lão phu tựa hồ ở cái gì cổ tịch lên thấy qua à? Thôi, không nhớ gì cả. Hàn núi Thái thần sắc nghiêm cẩn, ngưng mắt nhìn trước mắt Diệp Thần tuyệt chiêu, cảm giác hết sức kinh ngạc. Trong đó vậy cổ dung hợp lực lượng, để cho hắn đều hết sức lộ vẻ xúc động, hai tay vậy bắt đầu tụ hợp năng lượng. Hắn hai tay lòng bàn tay tràn ra ra hủy diệt quy luật, sau lưng lao ra lôi quang hai cổ quy luật, ba cổ quy luật lực dung hợp, không ngừng khuấy bể hư không, làm cho nơi tới biến thành một khối hư không chi không gian, cho dù là không gian quy luật lực cũng bị hấp thu. Diệp Thần, lão phu muốn xem, người rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Chấn động tinh trưởng. Tiếng nói rơi xuống, Hàn núi Thái đánh ra một đạo ngàn trượng trưởng cương, dung hợp cái này bốn đại pháp thì lực trưởng cương, lại có diệt thế khí cơ truyền ra. Trưởng cương và phách tinh giữa va chạm, vô số ánh sáng tràn ra ra, mặt đất vì vậy mà biên độ lớn rạn nứt, liền thật giống như xảy ra mười mấy cấp động đất vậy, chỉ là dư âm liền đem đất mặt chấn động ra mấy chục cái đại liệt cốc. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, kiếm quang đánh trúng ngàn trượng trưởng cương. Kiếm quang bên trong thất luyện bắn ra bốn phía sấm sét đột nhiên nứt ra tới, từng cục sấm sét mảnh vỡ kích động ra, giống như hạ sấm sét vũ vậy, bất ngờ một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Ngàn trượng trưởng cương tiến tới một bước đánh tan kiếm cương, trực tiếp đem Diệp Thần đánh rơi xuống đất. Phốc! Lão già kia không kém à! Diệp Thần chậm rãi bò dậy, quanh thân lỗ máu tự đi khép lại, nhưng là bị thương vậy vô cùng là nghiêm trọng, chiến lực giảm nhanh 30% trở lên. Hắn thần niệm thể, trực tiếp đi đến luân hồi mộ, nói các vị sư tôn, mời giúp ta giúp một tay. Thằng nhóc giỏi. Vì ngươi sư tôn trả thù, một thân một mình xông xáo Hàn gia. Không sai, lão tử coi trọng ngươi, cho ngươi lực lượng. Cuồng vũ bá chủ cười lớn, đem mình lực lượng chuyển vận cho liền Diệp Thần. Khoảnh khắc bây giờ, Diệp Thần hơi thở lại lần nữa bạo tăng, sau lưng dần dần hiện ra một phiến mênh mông biển máu. Vô tận biển máu sóng lớn liên miên không dứt, áp lực vô hình làm mọi người hoảng sợ, cho tất cả mọi người một cổ tựa như đưa thân vào luyện ngục bên trong cảm giác, sát khí ngất trời, sát khí đầy vải chung quanh. Thằng nhóc này, có vấn đề à? Cái này cổ hơi thở, lão phu vậy cảm giác có chút quen thuộc. Chính là không nói được. Hàn núi Thái cảm ứng cuồng vũ bá chủ hơi thở, tự thân vậy vô cùng là cổ xưa, đáng tiếc khi đó tu vi thấp. Lại làm sao có thể tiếp xúc tới cuồng vũ bá chủ cấp nhân vật khác, nhưng cũng là vô cùng là cảnh giác ngưng mắt nhìn Diệp Thần, làm xong nghênh chiến chuẩn bị. Diệp Thần cái thằng nhóc này, hơi thở chợt tăng. Mơ hồ có đến chảm ách cảnh trình độ, xem ra không bình thường à.
hơi thở chợt tăng. Từ sánh vai thái hư đỉnh cấp, một lần vượt qua đến sánh vai chảm ách cảnh. Chắc là sau lưng hắn vị cao nhân kia, đem mình lực lượng niêm phong ở Diệp Thần trong cơ thể, thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra. Diệp Thần, người sau lưng là ai? Nếu như ngươi nói ra, là ta bạn già mà nói, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Hàn núi thái lời nói có chút biến hóa, mình là chảm ách cảnh tầng 2 trời, đối mặt có thể so với chảm ách cảnh tầng 3, 4 thiên Diệp Thần mà nói. Có thể không phải là đối thủ à? Chảm ách cảnh, một cảnh giới tầng 1 tầng trời à? Cho dù là chảm ách cảnh tầng 2 thiên hòa 3 tầng thiên bây giờ, cũng có khác biệt một trời à? Ngươi không xứng biết. Hiện tại, ta muốn Hàn gia biến mất. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, thân hình lóe lên, mọi người lúc phát hiện, hắn đã tới Hàn núi thái trước người. Hàn núi thái khó khăn lắm kịp phản ứng, tay trái để ngang trước ngực nhưng là bị Diệp Thần một quyền đánh được cút bay ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, thật là nhanh. Diệp Thần, chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh ngạc, mới vừa còn thấy Hàn gia lão tổ, ngược đánh Diệp Thần. Làm sao thời gian đảo mắt, Hàn gia lão tổ đã bị đánh liền à? Lão tổ! Lão tổ! Một đám Hàn gia võ giả, ngự không ra, trong tay mỗi người cầm thái hư thánh binh, muốn tương trợ Hàn núi thái. Ba vị thái hư cảnh đỉnh cấp, hai vị chảm ách cảnh nhất tầng thiên trưởng lão, ngự không tới, mỗi người bùng nổ trong tay cổ khí, một vòng bánh xe dị tượng nổi lên. Thần đao! Thần thương! Thần kiếm! Theo ba đạo chợt quát thần truyền ra. Ba chuôi cổ khí bị sử dụng, mỗi người lóe ra thần quang, hiện ra ba chuôi ngàn trượng thần binh, đồng loạt hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần một kiếm sử dụng, vô số kiếm khí tạo thành kiếm khí vòi rồng, trực tiếp khuấy bể tập sát mà đến ba chuôi cổ khí, quay lại thân hình lóe lên, nếu như phù không quang, bay vút ảnh, ngay tức thì đi tới một vị trưởng lão trước người. Phịch! Một đạo tiếng nổ truyền ra. Vị này thái hư cảnh đỉnh cấp trưởng lão, tại chỗ bị Diệp Thần đánh chết. Rất nhanh, liên tục hai đạo tiếng nổ truyền ra, trước đây sử dụng cổ khí hai vị Hàn gia thái thượng trưởng lão, toàn bộ bị Diệp Thần một kiếm một quyền đánh thành đầy trời bùn máu, tại chỗ chết thảm. Khốn kiếp! Diệp Thần! Còn sót chảm ách cảnh trưởng lão, nhìn ba người chết thảm, đôi mắt sắp nứt, rối rít cháy máu tươi, hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần thân hình nhanh hơn. Do như điện chớp, lướt qua bên cạnh hai người sau đó, chỉ nghe gặp hai đạo tiếng nổ truyền ra, hai vị chảm ách cảnh trưởng lão vậy tiếp liền chết thảm, hắn nhìn xuống đất lên Hàn núi thái, thần sắc lạnh như băng hỏi, ngươi muốn như thế nào chết? Ha ha ha! Chết! Vậy coi như cái gì? Hàn núi thái hoàn toàn bùng nổ, sử dụng một kiện chém ách cổ khí, hơi thở bạo tăng vạn trượng lớn, đi về trước một bước liền bước ra trăm ngàn nóc nhà. Trong mắt phơi bầy màu đỏ như máu, giống như ma vương vậy. Xem ra, ngươi không muốn lựa chọn. Như vậy, ta tới vì ngươi lựa chọn đi. Diệp Thần quanh thân huyết ma quang vòng ngay tức thì bay ra, biến thành ngàn trượng màu máu vòng sáng bay về phía Hàn núi thái. Thích thích thích, thích thích, theo từng đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. 18 cái màu máu quang vòng đem Hàn núi thái chặt chẽ vây khốn. Dù là hắn dung hợp cổ khí qua vậy không thể làm gì. Diệp Thần không nhiều nói, chợt nâng tay phải lên, vận chuyển linh lực ra chỉ hủy diệt quy luật, sử dụng thanh liên diệt thiên kiếm, hóa thành một đạo lưu quang xuyên thấu Hàn núi thái ấn đường, hủy diệt phép tắc lực lượng trực tiếp đem thần hồn tiêu diệt. Đi đôi với tiếng vang to lớn. Hàn núi thái thi thể ngã ở Hàn gia bên trong, trong mắt vậy cổ không thể tin thần sắc, như cũ đến chết cũng lưu tồn. Trong phút chốc, muôn vàn Hàn gia con em và tộc nhân bối rối, nhìn tận mắt nhà mình lão tổ chết thảm Vu gia tộc bên trong, liền cảm giác trời long đất lỡ liền vậy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lão tổ, lão tổ, lão tổ à! Một đám Hàn gia người, thất hồn lạc phách nhìn trên đất Hàn núi thái, có mờ mịt, có điên cuồng. Diệp Thần tung người xuống, bắt được trọng thương Hàn Phong, đem linh hồn phai mở sau đó. Trực tiếp ném cho tiểu hoàng chiếm đoạt. Hắn nhìn trước mắt một đám Hàn gia người và trưởng môn các phái và lão tổ, nói, từ giờ trở đi, ta Diệp Thần tuyên bố, Hàn gia không còn tồn tại. Còn sống sót Hàn gia người, lập tức rời đi Hàn gia, không cho phép lại lấy, Hàn, làm họ thị, nếu không ta tàn sát các ngươi.
thanh âm quanh quẩn ở Hàn gia bầu trời thật lâu không tản đi hết. Mọi người kịp phản ứng lúc đó, Diệp Thần đã cõng lên Ngô lão quan tài đá, biến dạng hư không lối đi, trở lại Linh Võ Đại Lục. Hàn gia, đây coi như là diệt vong. Cần phải làm coi như là diệt. Hàn gia à, đều do Hàn Phong cái tên kia, chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đi chọc giận một cái Hàn gia căn bản không chọc nổi tồn tại. Một đám môn chủ và lão tổ bàn luận sôi nổi, đi tới Hàn gia, vốn là suy nghĩ ăn tiệc rượu, không nghĩ tới tiệc rượu chưa ăn thành, ngược lại là chứng kiến vạn năm Hàn gia tan vỡ giải tán. Hàn gia lão tổ Hàn núi Thái Trảm Ách Cảnh tầng 2 thiên. Hàn gia trưởng lão, hai vị Trảm Ách Cảnh nhất tầng thiên, hơn vị Thái Hư Cảnh đỉnh cấp. Trở lên mấy vị cường giả, toàn bộ chết trận tại Diệp Thần tay, Hàn gia dù là không giải tán, những ngày qua kẻ địch biết được hết thảy các thứ này, sợ cũng sẽ hợp nhau tấn công à, đến lúc đó Hàn gia không tiêu tan cũng được tán. Hàn Phong công tử. Hây, cái này hại người hại mình người à. Hảo đoan đoan muốn chế tạo cái gì chém ách cổ khí, lại có thể giết Diệp Thần sư tôn. Ngu si một cái, chỉ mỗi mình chết, còn hại được lớn như vậy Hàn gia tiêu diệt. Một vị môn chủ than thở một tiếng, khẽ lắc đầu, mang tự cầm tới lễ vật trở về. Rất nhanh, rất nhiều môn phái và gia tộc thủ lãnh, rối rít mang mình đưa tới lễ vật trở về. Từ bây giờ về sau, thành này, lại cũng không có Hàn gia. Gia tộc lớn như vậy, sớm chiều bây giờ tiêu diệt à. Thần quốc bên kia, đưa tới hỗn loạn còn chưa từng chân chính bắt đầu. Linh Võ Đại Lục bên này, Thần Hỏa Học Viện cửa, viện trưởng Cát Thanh các người nhìn biến dạng hư không trở lại Diệp Thần trên người có vết máu, không khỏi được lo lắng nói, ngươi không có sao chứ? Đừng đi báo thù, Hàn gia thế lực quá mạnh mẽ. Học sinh đã diệt Hàn gia tất cả nhân vật trọng yếu. Hàn Phong đã chết. Diệp Thần nhàn nhạt đáp lại, đem sau lưng quan tài đá gỡ xuống. Đi tới phần mộ trước, nặng nề đem quan tài đá buông xuống, rồi sau đó từ tiểu hoàng trong miệng lấy ra Hàn Phong đầu người, đặt ở mộ bia trước, quỳ xuống trước mộ bia, lời nói, sư tôn, ngài yên nghỉ đi, Hàn Phong đầu người ta mang tới, Hàn gia vậy không tồn tại nữa. Hoàng, khoảnh khắc bây giờ, Thần Hỏa Học Viện tất cả mọi người đều lừa, nhìn trước mộ bia Hàn Phong đầu người, từng cái hoảng như trong mộng vậy. Trước đây tới học viện chúng ta diệu võ dương oai cái thế thiên tài Hàn Phong, cứ như vậy chết. Diệp Thần cái này tốc độ tu luyện. Không khỏi cũng quá nhanh đi. Đếm 10 phút sau, Diệp Thần trong mắt đột nhiên mở ra, trong đầu hắn truyền tới một đạo cực kỳ trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Diệp Thần, hồi thần cực tông. Ngươi là ta người mang tới, ta muốn vì ngươi phụ trách. Mà không phải là Trương Đạo Sư. Diệp Thần cười khổ. Hắn vốn định xử lý xong Ngô lão sự việc, đi một chuyến Huyền Nguyệt Tông, bây giờ nhìn lại là bị lỡ. Đồ Lan Tâm sợ là biết mình gây họa. Cũng được, vậy cần phải trở về, thần ma chỉ sự việc cũng nên xử lý một chút. Cùng lúc đó, ở thần cực tông ngoại môn một tòa cung điện bên trong, có một nơi chim hót hoa thơm, linh khí dồi dào, cảnh sắc tuyệt đẹp, giống như nhân gian tiên cảnh giống vậy tồn tại. Nơi này vốn là cung cấp cho ngoại môn đệ tử nghỉ ngơi, buông lỏng, hoặc là lĩnh ngộ ý cảnh chi địa, tên làm Tiên Tim Lâm. Nhưng lúc này, cái này lớn như vậy Tiên Tim Lâm bên trong, nhưng là trống rỗng, chỉ có một đạo bóng người, ngồi xếp bằng ở trong bụi vạn hoa, tự rót tự uống, thản nhiên tự đắc. Vị này ngoại môn đệ tử chuẩn bị Tiên Tim Lâm, lại hình như là bị người thanh niên này bao tràng vậy. Người nào, lại có thể ở thiên tài này ngang dọc? Nhà giàu có con em khắp nơi thần cực tông bên trong, như vậy phách lối. Tên nam tử này tử vóc người thon dài, mặt mũi sạch sẽ, khóe miệng luôn là mang một chút nụ cười như có như không, ánh mắt nhìn qua rất ôn hòa, nhưng chẳng biết tại sao, làm hắn nhìn ngươi thời điểm, nhưng sẽ để cho ngươi từ đáy lòng, toát ra thấy lạnh cả người. Hắn, chính là ngoại môn người thứ nhất, Khâu Vấn. Khâu Vấn, là thần cực tông bên trong. Thực lực mạnh nhất đạo sư Lý Chí Kỳ đệ tử, võ đạo tu vi cực kỳ khủng bố. Giữ hắn thực lực mà nói, Khâu Vấn sớm đã có tư cách thăng vào nội môn. Nhưng, Khâu Vấn nhưng không nóng nảy. Lý Chí Kỳ đối với Khâu Vấn có thể nói là ký thác kỳ vọng rất lớn, cho rằng hắn tương lai, có cực lớn có thể trở thành đệ tử chân truyền một trong. Cho nên, ở Khâu Vấn trên mình,
dốc vào đông đảo tu võ tài nguyên. Có Lý Chí Kỳ trợ giúp, Khâu Vấn tạm thời nhập không vào nội môn, thật ra thì cũng kém không nhiều. Cho nên, hắn lựa chọn ở lại ngoại môn, sở dĩ không tiến nhập nội môn, là bởi vì là hắn bây giờ thực lực, còn chưa đủ. Hắn không muốn cho đệ tử nội môn, đả kích mình cơ hội. Hơn nữa, hắn rất hưởng thụ làm đệ nhất cảm giác, nếu như hắn ở bên trong cửa, có thể xem ngày hôm nay như vậy đem cái này tiên tim lâm bao chàng sao. Đây là, tiên tim lâm lối vào, một người trên trán in một đạo đỏ tươi phù văn nam tử, đột nhiên vội vội vàng vàng chạy vào. Khâu Vấn nhàn nhạt liếc hắn một mắt, không có để ý, như cũ uống rượu. Dẫu sao hắn hôm nay mới vừa xuất quan, cũng nên uống rượu buông lỏng một phen. Người này, tên là Triệu Thương Chi, cũng coi là ngoại môn đứng đầu nhất đệ tử, hạng thứ 11 vị. Triệu Thương Chi rất nhanh liền đi tới Khâu Vấn bên người, không cùng hắn mở miệng, Khâu Vấn chính là có chút không vui quát khẽ chuyện gì, hốt hoảng như vậy. Ta xuất quan thưởng thức cái này bầu rượu ngon hảo tâm tình, đều bị ngươi ảnh hưởng. Vậy ngoại môn 11 Triệu Thương Chi nghe vậy, lại là sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, vô cùng là sợ hãi hướng về phía Khâu Vấn khom người xuống, nói xin lỗi, vạn phần xin lỗi, Khâu công tử, ta sở dĩ gấp như vậy, là bởi vì là có chuyện trọng yếu, phải hướng ngài báo cáo hả? Cái này ngoại môn cường giả đỉnh phong một trong, ở Khâu Vấn trước mặt, lại giống như một người làm vậy. Khâu Vấn đem rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, người này, là hắn một tay tài bồi thuộc hạ. Nói là người làm cũng không xê xích gì nhiều. Mà ở Khâu Vấn dưới sự giúp đỡ, Triệu Thương Chi thực lực vậy thật nhanh tăng lên, ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền từ 100 tên tả hữu hạng, tăng lên tới 11 vị. Có thể gặp, Khâu Vĩ ở ngoại môn năng lực, có kinh khủng dường nào. Nói là có thể trừng toàn bộ ngoại môn, cũng không quá đáng. Cho nên, hắn đối với Khâu Vấn, cũng là vô cùng là trung tim, kính sợ. Cẩn thận thưởng thức một hồi rượu ngon mùi vị sau đó, Khâu Vấn mới thong thả mở miệng nói. Triệu Thương Chi vội vàng nói, Khâu công tử, người bế quan đoạn thời gian này đối với rất nhiều chuyện không biết, nghe nói, gần đây bổn tông bên trong, toát ra một cái đệ tử tạp dịch, tu vi mặc dù chỉ có phong môn cảnh, có thể hắn thiên phú, nhưng là vô cùng là nghịch thiên, chúng ta nuôi ở tạp dịch viện con chó kia, Vương Bảo Tuyền, đã bị hắn giết. Khâu Vấn lại rót một ly rượu, thờ ơ nói, chết một con chó mà thôi, đổi lại một cái chính là, loại chuyện này, cũng đáng được quấy rầy ta uống rượu. Ta mới ra quan, chẳng ngờ bởi vì loại chuyện vặt vảnh này quấy rầy tâm tình. Nhưng mà, Khâu công tử, không chỉ như vậy à. Cái này kêu Diệp Thần người, vẫn còn ở trong tử lầu, đem một người ngoại môn đệ tử, dẫm ở dưới chân. Cái gì, Khâu Vấn nhướng mày một cái, sắc mặt âm trầm xuống. Một cái đệ tiện tạp dịch, lại dám đối với ngoại môn đệ tử ra tay. Mặc dù thất bại cho loại rác dưới này vậy chẳng qua là một phế vật thôi. Nhưng, coi như là phế vật, cũng là hắn ngoại viện phế vật. Muốn giết, cũng là hắn Khâu Vấn giết, cái này tạp dịch lại dám đạp chó hắn. Cái này, liền là tội chết. Khâu Vấn trong mắt hàn mang, dần dần ngưng tụ, Triệu Thương Chi bả vai run run một cái, cảm thấy một cổ chí mạng dùng mình. Hắn biết, đây là Khâu Vấn, động sát ý. Mấy năm này, để cho Khâu Vấn động sát ý người, không có một cái, là có thể còn sống. Có thể cái này, vẫn chưa kết thúc. Triệu Thương Chi hướng về phía Khâu Vấn tiếp tục nói, bất quá, nhất làm cho người ta không cách nào tin nổi chính là. Người này, giết cự linh kiếm viên đảo. Hiện tại, Diệp Thần danh tiếng, đã càng truyền càng thần, thậm chí có người, nói hắn thực lực đều phải vượt qua công tử ngài. Nói ta không bằng một cái phong môn cảnh hạ tiện tạp dịch. Khâu Vấn đứng lên, nụ cười trên mặt, dần dần rõ ràng, có thể trong mắt hắn nhưng hơn nữa lạnh như băng, càng làm cho người ta thêm không dám nhìn thẳng. Đã như vậy, Triệu Thương Chi, ngươi liền thay ta hướng đi cái này rác rưởi, hạ chiến thư đi. Triệu Thương Chi sắc mặt có chút do dự nhìn Khâu Vấn thấy vậy, chân mày khều một cái nói, còn có chuyện gì, nói. Triệu Thương Chi dè dặt nói, Khâu công tử, nghe nói, cái này Diệp Thần không chỉ là đánh bại viên đảo đơn giản như vậy, hơn nữa, vẫn là nháy mắt bại à. Truyền được thần hồ kỳ thần, thực lực sâu không lường được, xa xa áp đảo phong môn cảnh bên trên, tại chỗ ngoại môn đệ tử, ở Diệp Thần ra tay sau đó,
cũng chỉ cảm thấy một cổ phát ra từ linh hồn run rẩy. Những thứ khác, cái gì vậy không cảm giác được à? Thậm chí còn có người nói, cái này Diệp Thần là ma thần chuyển thế, tập hợp chí tôn thần thể tại một thân. Ta thử đi góp nhặt một chút liên quan tới hắn tin tức, tựa hồ có lời đồn đãi, ở tuyển chọn thi đấu bên trong, cho thấy vạn kiếp thể lực lượng. Khâu Vấn mặt không thay đổi quét Triệu Thương Chi một cái nói, người nói là, bổn công tử không bằng hắn. Chính là một cái viên đảo, coi là cái gì? Nếu là không có Trương đạo sư đứng ở sau lưng hắn, bổn công tử chỉ cần nhúc nhích một chút ngón tay, là có thể để cho hắn đi chết. Hắn Khâu Vấn quả thật không đem viên đảo coi vào đâu, nói chính xác, hắn không đem bất kỳ ngoại môn đệ tử coi vào đâu, cho dù là ngoại môn thứ hai mặt trời nóng rực quyền ấm chín, hắn như thường có thể dễ dàng nhất kích diệt chi. Triệu Thương Chi lật đật cúi đầu xuống, nói, không dám. Bất quá, Khâu Vấn ánh mắt chớp động, vạn kiếp thể sao? Quả thật, vậy không thể khinh thường, như vậy đi, quyết chiến thời gian liền định ở 7 ngày sau đi. Triệu Thương Chi có chút không hiểu nhìn về phía Khâu Vấn nói, 7 ngày sau. 7 ngày sau, chẳng lẽ có cái gì khác biệt sao? Khâu Vấn khẽ mỉm cười nói, người biết bổn công tử cho tới bây giờ không làm không có nắm chắc chuyện, ta đã cảm giác được bổn công tử trong cơ thể yên lặng huyết mạch, rốt cuộc phải thức tỉnh. Ở nơi này 7 ngày thời gian bên trong. Ngài là nói, Triệu Thương Chi hơi ngẩn ngơ, ngay sau đó mặt hiện mừng như điên, vẻ hưng phấn nói, Khâu công tử, ngài là nói ngài thiên hỏi huyết mạch, rốt cuộc phải thức tỉnh. Ha 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 ha, ngài nếu là sớm một chút nói cho ta, ta cũng không còn như vậy lo lắng, thiên hỏi huyết mạch, nhưng mà thần quốc lộ vẻ có huyết mạch một trong à. Nghe nói và thần thể cũng có thể ganh đua cao thấp. Ngài nếu như thức tỉnh thiên hỏi huyết mạch, hẳn vô địch tại ngoại môn chứ. Thằng nhóc kia lại nghịch thiên, lại là cái gì thần thể yêu nghiệt, cũng chỉ có thể bị ngài dẫm ở dưới chân à. Thiên hỏi nhất tộc, là ở trên cao cổ ngang dọc tạm thời, đặc biệt đáng sợ một cái chủng tộc, nghe nói cái chủng tộc này tổ tiên, là loài người và chư thiên thần tộc hỗn huyết, tuy sau đó tới bởi vì một chàng nguyên nhân không rõ đại chiến, thiên hỏi nhất tộc, coi như là sa sút, nhưng vẫn có bộ phận huyết mạch, truyền lưu đến nay. Chỉ là, bởi vì cùng các tộc lấy nhau, huyết mạch thuần độ, xa không bằng thượng cổ lúc đó, cho nên, đặc biệt khó mà thức tỉnh. Nhưng, một khi thức tỉnh, liền sẽ cho thấy đặc biệt lực lượng vô cùng kinh khủng. Bất quá, Triệu Thương Chi lại là khẽ cau mày nói, Khâu công tử, lấy ngài thân phận, đi cho một tên tạp dịch hạ chiến thư, đây không phải là, đối với ngài làm nhục sao? Nếu không, để cho ta tìm người tìm lý do, và hắn gây chuyện, lại để cho ngài ra tay. Khâu Vấn nhàn nhạt nói, ha ha, Thương Chi, người vẫn là ánh mắt quá nông cạn. Cùng bổn công tử thức tỉnh thiên hỏi huyết mạch sau đó, cũng nên tiến nhập nội môn, chính là cần tạo thế, hiện ra thực lực thời điểm. Không tệ, ta hiện tại tự mình khiêu chiến hắn, coi như là cho chân cái này rác rưởi mặt mũi, phỏng đoán, rất nhiều người cũng sẽ chú ý tới hắn chứ. Thậm chí, những cái kia nội môn cường giả và chúng ta thần cực tông trưởng lão, trưởng môn vậy sẽ chú ý. Triệu Thương Chi không hiểu nói, đây không phải là tiện nghi thằng nhóc này sao? Khâu Vấn mặt lộ cười lạnh nói, đúng vậy, nhưng là cùng bọn họ, thấy thằng nhóc này bị bổn công tử triệt để nghiền ép, triệt để đạp vào bụi đất bên trong sau này, bọn họ tất cả sự quan tâm còn sẽ ở đây tiểu tử trên mình sao? Đến lúc đó, bọn họ thấy, chỉ sẽ là ta, thức tỉnh thiên hỏi huyết mạch thiên chi kiêu tử. Nói như vậy, nói không chừng, ta thăng vào nội môn sau đó, tại chỗ, cũng sẽ bị trưởng lão thu là đệ tử chân truyền. Triệu Thương Chi cười nịnh nói, cao, thật sự là cao, Khâu công tử, ngài không chỉ là tu võ thiên phú vô cùng tươi đẹp, liền liền tâm cơ thủ đoạn, đều như vậy cao minh. Chính là một cái phong môn tạp dịch, coi như có thần thể, thì thế nào? Lấy cái gì và ngài đấu đâu? Hắn chỉ phối làm ngài dương danh lập vạn đá lót đường thôi. Ta, cái này đi chuẩn bị ngay. Hắn là Khâu Vấn chân chó, Khâu Vấn càng cường đại, hắn lấy được chỗ tốt. Tự nhiên vậy lại càng lớn. Một ngày sau, Diệp Thần rốt cuộc chạy tới thần cực tông. Hơn nữa, giờ phút này trước mặt hắn, đứng một cái tuyệt đẹp cái khăn che mặt cô gái. Cô gái quanh thân tản ra cực mạnh uy thế. Cô gái này chính là Đồ Lan Tâm. Đồ Lan Tâm hai tay chắp sau lưng,
nhàn nhạt nói, Diệp Thần, người có thể biết sai. Diệp Thần hơi ngẩn ra, không biết. Đồ Lan Tâm trong mắt thoáng qua một chút dùng mình, tự mình rời đi, không có sai. Tàn sát Hàn gia, không có sai. Ân oán lớn hơn tông môn, không có sai. Tiếp liền ba câu, Đồ Lan Tâm khí thế tới cực điểm. Diệp Thần diễn cảm cổ quái, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Đồ Lan Tâm lại có thể cái gì cũng biết. Nếu biết, tại sao không có ở đây mình đối phó Hàn gia thời điểm liền ra tay? Cũng hoặc là để cho mình trở về. Đây là ngầm cho phép. Còn nữa, thời khắc này Diệp Thần cực kỳ tò mò Đồ Lan Tâm tu vi. Dựa theo Đồ Lan Tâm cho hắn cảm giác, Đồ Lan Tâm chỉ ít hỗn độn tu vi. Nhất không tốt cũng là chém ách đỉnh cấp. Một người cô gái như vậy tu vi, quá mức khủng bố. Cố nhiên Đồ Lan Tâm cho Diệp Thần làm áp lực, nhưng là Diệp Thần vẫn là bước ra một bước, nói, một ngày vi sư suốt đời là cha. Ta vi sư phó trả thù, không có bất kỳ sai. Con đường võ đạo, tu chính là tim không hối hận. Nếu như người cố ý cho rằng ta có sai, vậy ta nguyện ý chịu phạt. Nhưng là thần cực tông nhưng là rét lạnh ta tim. Lời nói rơi xuống. Ngắn ngủi dừng lại mấy giây. Đồ Lan Tâm ống tay áo vung lên, rời đi. Đồng thời, giữa trời đất truyền đến một đạo thanh âm mờ ảo. Ở thần quốc diệt môn. Phải làm sạch sẽ. Ở ngươi rời đi Hàn gia sau đó, có 37 người muốn liên hiệp thế lực đối phó ngươi. Bất quá, những cái kia đối với ngươi tạo thành uy hiếp người, ta tất cả đều xóa đi. Võ đạo tu không riêng gì tim, càng tu tuyệt tình. Lần sau, ta sẽ không lại vì ngươi xử lý loại chuyện này, tự thu xếp ổn thỏa. Diệp Thần hơi kinh hãi. Đồ Lan Tâm lại vẫn giúp mình chùi đít. Xem ra mình rời đi. Đồ Lan Tâm một mực chú ý. Cái này Đồ Lan Tâm tại sao phải đối với mình như vậy? Thật đơn thuần nhìn chúng mình thực lực. Thôi, chuyện này ta cũng không tra cứu, ngày mai đi ngay thần ma trì, một ngày không đi, ta tìm khó an. Một đêm yên lặng. Giờ phút này, thần ma trì bên ngoài, Diệp Thần và Chu Viễn Tân đã tới biển sương mù trước, ngay tại hắn sắp bước vào biển sương mù bên trong lúc đó, mơ hồ bên trong, một bóng người. Đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Diệp Thần hướng bóng người kia nhìn, chỉ gặp một người tóc bạc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, da ngăm đen, cả người hơi thở tối tăm, nếu không cẩn thận xem, có thể cũng sẽ đem cái này ông già, làm một tấm gỗ đầu. Bất quá, Diệp Thần đối với cái này ông già nhưng không có chút nào khinh thị chi tim. Người này, là một người cực kỳ cường đại võ giả, hơn nữa, vẫn là không kém chút nào Trương đạo sư. Thậm chí mạnh hơn chảm ách cảnh võ giả. Nếu như Diệp Thần đoán không lầm, hẳn đã đạt đến chém ách đỉnh cấp. Thần cực tông không hổ là thần quốc một cùng tông môn. Khủng bố như vậy. Cách đó không xa Chu Viễn Tân thấy vậy cả kinh. Hắn biết, liên quan tới thần ma trì, có một cái truyền thuyết, ở thần ma trì biển sương mù bên trong, che giấu một người thực lực vô cùng là kinh khủng ông già. Ông cụ này, chính là cái này thần ma trì canh phòng. Hắn hộ vệ thần ma trì, đã không biết có đã bao nhiêu năm. Nhưng, có thể khẳng định là, chí ít cũng ở đây vạn năm trở lên. Ông cụ này, mặc dù một mực ở biển sương mù bên trong, có thể vào thần ma trì đệ tử, cũng rất thiếu rất ít, có thể thấy được hắn. Nghe nói, mấy trăm năm, cũng chỉ có thể có một người, cùng cái này ông già có duyên phận, có thể gặp phải đi. Mà ông cụ này xuất hiện sau này, thường thường sẽ cho gặp đệ tử. Một ít thành thật khuyên. Những cái kia nghe theo ông cụ này thành thật khuyên, không một ngoại lệ, toàn bộ đều trở thành đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử chân truyền. Mà những cái kia, không thấy ông già thành thật khuyên người. Kết quả, nhưng vô cùng là thê thảm. Hoặc là trọng thương, hoặc là trực tiếp chết. Có người nói, ông cụ này là bởi vì là không nhẫn tâm, thấy được bên trong tông đệ tử ưu tú tàn lụi, mới sẽ ra mặt khuyến cáo. Bất kỳ có thể làm cho ông già hiện thân đệ tử, đều là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Chu Viễn Tân kích động. Ông cụ này xuất hiện, đủ để chứng minh Diệp Thần thiên phú à. Lão kia người đôi mắt khép hờ, chậm rãi mở miệng, dùng vô cùng thanh âm khàn khàn nói, người muốn vào thần ma trì. Diệp Thần hướng về phía ông già thi lễ một cái nói, không sai. Tên kia ông già trầm mặc chốc lát, lần nữa mở miệng nói, trở về đi. Ngươi tư chất không tệ,
cùng đột phá thái hư sau này lại tới, nếu không, ngươi biết chết. Chu Viễn Tân sắc mặt biến đổi, cái này ông già, lại khuyên Diệp Thần rời đi. Mặc dù, Diệp Thần sáng lập vô số kỳ tích, Chu Viễn Tân hết sức tin tưởng Diệp Thần, nhưng... cái này ông cụ thần bí, vạn năm tới, nhưng mà một lần cũng không có sai qua à. Trong chốc lát, biển sương mù bên trong không khí đều có chút nặng nề. Diệp Thần sau khi hít sâu một hơi, nhưng là mặt lộ vẻ rửng rưng nụ cười hướng về phía ông già nói, đa tạ tiền bối quan tâm, không quá ta tin tưởng, ta có thể. Chu Viễn Tân có chút lo lắng nhìn Diệp Thần, bế quan có thể đi chỗ khác đóng, có thể nếu như Diệp Thần muốn xông cái này thần ma trì, có thể thì thật nguy hiểm à. Trình độ nào đó mà nói, so với bị những cái kia ngoại môn cường giả để mắt tới càng đáng sợ hơn. Trên thực tế, thần ma trì, gần đây đã là gần như hoang phế tồn tại, bởi vì, cho dù là đệ tử chân truyền, lấy bọn họ thân thể tố chất, có thể chịu đựng năng lượng chợt tăng bên ngoài ao, cũng không có mấy người. Mà những đệ tử khác, chỉ là đứng ở bên cạnh ao, cũng đã vô cùng là miễn cưỡng, mà cái gọi là thần ma trì, nếu như ngươi không tiến vào trong ao mà nói, hiệu quả, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Chu Viễn Tân vốn là đối với Diệp Thần tồn tại kỳ vọng, ảo tưởng, cho rằng lấy Diệp Thần tư chất, nói không chừng có thể tiến vào thần ma trì đâu. Có thể hiện tại, hắn hối hận, không nên mang Diệp Thần tới nơi này à. Vậy vô cùng già nua ông cụ thần bí nghe vậy, nếp nhăn trên mặt, nhìn như tựa như càng thâm thúy một phần, hắn giọng trở nên lạnh một phần, vậy mang theo một phần nghiêm nghị, hướng về phía Diệp Thần nói. Người tuổi trẻ, lão phu vậy từng trẻ tuổi qua, biết ngươi rất kiêu ngạo, vậy gặp qua không đếm xuể, xem ngươi như vậy kiêu ngạo yêu nghiệt, có thể, ngươi biết, bọn họ không nghe lão phu khuyến cáo, cũng sẽ là kết quả gì không? Bọn họ, hoặc là căn cơ làm tổn hại, từ đây mẫn nhiên mọi người, hoặc là trực tiếp từ trên cái thế giới này biến mất, hình thần câu diệt. Ngươi sẽ không thật cho rằng, mình chính là vạn cổ người thứ nhất chứ? Trên cái thế giới này cho tới bây giờ không thiếu thiên tài, thiếu là có thể sống sót thiên tài. Tiểu tử, mệnh không có, thiên phú cao hơn nữa, cũng là vô dụng. Nếu như giống vậy đệ tử, ông cụ này căn bản không biết nói như thế nhiều, bất quá, lấy hắn ánh mắt, có thể nhìn ra được, Diệp Thần tư chất, nghịch thiên cực kỳ, cho nên, nổi lên yêu tài chi tim. Nếu như, Diệp Thần vẫn là không biết điều nói, vậy thật chính là chết không có gì đáng tiếc. Dù sao, xem cái này loại cuồng ngông vô biên người, coi như không chết ở thần ma trì, vậy sống không lâu dài. Cái này ông già nói, mặc dù vô cùng là chói tai, nhưng Diệp Thần lại không quá mức để ý, bởi vì hắn nghe được, cái này ông già là một phiến ý tốt. Có thể, Diệp Thần nhưng là lần nữa thi lễ nói, tiền bối, vãn bối tâm ý đã quyết. Vậy ông cụ thần bí ngoài miệng hoa dâm dâu động một cái, trợn mắt nhìn Diệp Thần một mắt. Đã bao nhiêu năm, hắn tâm cảnh, cũng không có một chút ba động, có thể hiện tại, nhưng bởi vì thằng nhóc này mà tức giận. Thằng nhóc này, làm sao như thế bướng bỉnh đâu. Bất quá, hắn lại không có tiếp tục nói nữa cái gì, mà là than nhẹ một tiếng nói, lượng sức mà đi, như ngươi còn muốn sống, tối đa hai tiếng, liền muốn đi ra, đó là ngươi cực hạn. Dứt lời, thân hình chớp mắt, liền biến mất không thấy. Hai tiếng sao? Diệp Thần lẩm bẩm một câu, ngay sau đó cười một tiếng, lơ đễnh. Diệp Thần tiến vào rừng cây bên trong, ở hắn bước vào trong đó ngay tức thì, trên lệnh bài ánh sáng trắng lóe mạnh, liền giảm đi liền một phần chia điểm cống hiến. Không đi hai bước, Diệp Thần liền dừng bước, mặt lộ hơi kinh ngạc vẻ, ở trước mặt hắn, một hồi vô cùng là cường đại năng lượng khí tức, đập vào mặt, nhắc tới cảm giác xem cái gì. Giống như, là cảm thấy đậm đà. Tinh thuần vô số lần thiên địa linh khí vậy à? Câu ca giao tốt, là thuốc ba phần độc. Linh khí đậm đà đến trình độ nhất định, cũng là có thể đưa người vào chỗ chết. Hơn nữa, từ hơi thở này xem ra, bản chất lên, và thiên địa linh khí vẫn là có nơi khác biệt. Thiên địa linh khí như nước, thân thiện, dễ bảo, dễ dàng hấp thu. Mà vật này, thì giống như là lửa, bá đạo, nhiệt liệt. Vì có thể tiến vào tu võ giả trong cơ thể, sợ rằng sẽ lợi dụng hắn năng lượng, cưỡng ép khai thác tu võ giả kinh mạch, thanh trừ trong cơ thể tạp chất chứ. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể đạt tới tẩy cân phạt tủy, tăng lên tiềm lực công hiệu. Nhưng,
đồng dạng cũng là vô cùng nguy hiểm. Mà ở đó cuồn cuộn hơi thở sau đó, chính là một khối tiểu hồ, trong đó nước hồ, cùng nước thông thường, có chút không cùng, tản ra bạch quang nhàn nhạt, không ngừng lưu động. Vậy, chính là thần ma trì. Diệp Thần ngưng mắt nhìn thần ma trì, trong mắt tràn đầy nóng bỏng, thần sắc hưng phấn. Như vậy thuần túy năng lượng, là hắn cần nhất à? Bất quá, Diệp Thần vẫn là bén nhạy cảm giác được, cái này phiến tiểu hồ bên trong năng lượng, vẫn là có trộn lẫn tạp chất, dẫu sao, nơi này chỉ là bên ngoài ao mà thôi. Nhưng cho dù là cái này bên ngoài ao, đã để cho Diệp Thần vô cùng hài lòng, suy nghĩ một chút bên trong ao. Diệp Thần trên gương mặt, đều không khỏi được nổi lên một chút cười ngây ngô, giống như chúng cái gì giải thưởng lớn như nhau. Lúc này, hắn không do dự nữa, thân hình chớp mắt, liền đến bên ngoài bên cạnh ao duyên, thậm chí không chần chờ chút nào, liền trực tiếp tiến vào thần ma trì bên trong. Vô liêm sỉ, trôi lơ lửng ở thần ma trì bầu trời, đang yên lặng nhìn chăm chú Diệp Thần ông cụ thần bí, không khỏi được tức giận mắng một tiếng. Thằng nhóc này, cũng quá khinh thường đi. Coi như là những cái kia chảm ách cảnh đệ tử chân truyền, tiến vào cái này thần ma trì, đều cần ở ao nước bên trước thích ứng một chút thần ma hơi thở, mới sẽ tiến vào trong đó à. Người bất quá là phong môn cảnh, coi như thiên phú khá hơn nữa, trực tiếp nhập ao, cũng là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Thằng nhóc này, rõ ràng là đối với quanh mình hoàn cảnh bá đạo, mạnh mẽ không có chút nào khái niệm à. Vốn là, hắn cuối cùng còn chưa nhẫn nhìn Diệp Thần chịu chết, chuẩn bị âm thầm xem xét, đến vạn bất đắc dĩ lúc đó, ra tay đem Diệp Thần cứu. Có thể Diệp Thần như thế một làm, hắn rất có thể, liền cứu cũng không kịp cứu, Diệp Thần thì phải trực tiếp bị thần ma chi khí đánh vào thành cặn bã à. Hắn ánh mắt lập tức ngưng trọng, cẩn thận tìm kiếm Diệp Thần tung tích. Có thể một khắc sau, ông cụ thần bí tim, liền chìm xuống. Không có một vật. Trên mặt hồ, căn bản không có một vật à. Chẳng lẽ thằng nhóc này, liền trong nháy mắt vùng vẫy cũng không có, lúc này biến mất. Còn như, Diệp Thần lẻn vào dưới nước, hắn chính là cây bản không có suy nghĩ qua, trực tiếp coi thường. Thần ma chỉ năng lượng, là sẽ lắng đọng, nói cách khác, càng đi đáy ao, năng lượng càng mạnh. Cho dù là bổn tông đệ tử chân truyền, đều không mấy cái có thể lẻn vào đáy ao, chớ nói chi là phong môn cảnh Diệp Thần. Hơn nữa, thằng nhóc này vẫn là liền thích ứng đều không thích ứng, trực tiếp tiến vào trong ao. Nếu là có thể nhập đáy hồ, mới kỳ quái. Ông cụ thần bí, không khỏi được thở dài một cái. Lại một cái tiền đồ vô lượng thiên tài, chết tại liền rốt nát. Hắn lắc đầu một cái, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Ngay tại lúc này, ông cụ thần bí đột nhiên chú ý tới trên mặt hồ, tựa hồ có một chút dị thường. Thần ma chỉ bên trong, những cái kia do thần ma chi khí năng tính ngưng kết mà thành, tản ra bạch quang nước hồ, lại lấy Diệp Thần tiến vào trong hồ chỗ rơi là bên trong tim, bắt đầu lưu động, xoay tròn. Ông cụ thần bí nguyên bản nhìn như có chút u ám hai tròng mắt, lập tức bộc phát ra hai đạo chói mắt sạch bóng. Tại sao có thể như vậy? Hắn kêu lên một tiếng, chặt chẽ nhìn chằm chằm vòng xoáy kia bên trong tim. Một màn này, hắn rất quen thuộc, thật sâu khắc ghi ở hắn trong ký ức. Nhưng, đã ước chừng vạn năm, chưa từng thấy qua à. Cái này, rõ ràng là bắt đầu hấp thu số lớn thần ma năng lượng dấu hiệu à. Hơn nữa, xem cái này quy mô, đều phải đổi mới ông già trong ký ức ghi chép liền à. Tại sao có thể như vậy? Ông già khó có thể tin nhìn vậy tốc độ xoay tròn, càng lúc càng nhanh vòng xoáy, cơ hồ đều muốn không cách nào suy tư, nhìn vòng xoáy dáng vẻ, Diệp Thần, đều không ngừng là lẻn vào trong đó, là trực tiếp lẻn vào đáy ao liền à. Một cái phong môn tồn tại, không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, liền tiến vào thần ma trì bên trong, thậm chí còn lẻn vào đáy ao. Có thể hắn, không những không có chết, còn bắt đầu hấp thu số lớn dậy thần ma trì thần ma năng lượng. Cho dù là thấy qua vô số yêu nghiệt ông cụ thần bí, cũng không nhịn được muốn hỏi một câu. Cái này, vẫn là người sao? Qua biến thái đi. Lúc này, thần ở thần ma chỉ để Diệp Thần, cũng không phải tốt như vậy chịu. Hắn có chút đánh giá thấp cái này thần ma chỉ kinh khủng. Lúc này, hắn thân thể, đang không ngừng nổ tung, kinh mạch, bắp thịt, xương cốt, nội tạng, cũng đang điên cuồng bể tan tành bên trong.
thần ma khí năng lượng, quá bá đạo. Cho dù lấy Diệp Thần căn cơ, Diệp Thần thể chất, đều có chút không cách nào nhận chịu. Đổi thành phổ thông võ giả, chính là chạm ách cảnh cường giả, xem hắn như vậy tùy tiện nhập ao, còn lẻn vào đáy ao, đều sẽ chết chứ. Bất quá, Diệp Thần sắc mặt, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ vui sướng. Cái này thần ma chỉ càng khủng bố, càng bá đạo, hắn lấy được chỗ tốt, lại càng lớn. Hắn bất hủ thần thể, ma khu, xích trần thần mạch, lăng phân tâm mạch, toàn bộ khởi động. Hắn thân thể, mặc dù có chút không chịu nổi, có thể không đại biểu cái này thần ma năng lượng có thể đưa hắn vào chỗ chết. Diệp Thần thân thể, mặc dù đang không ngừng bể tan tành, phân giải, nhưng cũng ở lấy một loại khó mà hình dung tốc độ, đang bay nhanh sống lại, khép lại. Diệp Thần sinh mệnh lực, một mực chính là hắn chỗ dựa lớn nhất một trong. Đây chính là có thể so với, thậm chí áp đảo vạn kiếp thể trên sinh mệnh lực à. Diệp Thần vậy không đoạn tê liệt khóe miệng, dương lên một cái nụ cười. Nếu không phải loại trình độ này năng lượng, như thế nào có thể giúp hắn đột phá cực hạn, tẩy cân phạt tủy đâu. Nửa giờ sau này, giữa không trung ông cụ thần bí, lúc này, đã là một bộ thấy quỷ thần tình. Diệp Thần, đến bây giờ còn không có nổi lên mặt nước. Ước chừng ở nơi này thần ma chỉ để, nán lại nửa giờ à. Dựa theo ông già đối với hiện tại bên ngoài ao thần ma nồng độ biết rõ, ở thần ma chỉ để nửa giờ, cơ hồ tương đương với ở mặt nước vị trí, nán lại 3 ngày liền à. Hắn trên khuôn mặt già nua, lộ ra vẻ lúng túng. Ban đầu, hắn còn một bộ cao nhân bộ dáng đối với Diệp Thần nói, để cho hắn 2 tiếng đi ra. Cái này 2 tiếng, tự nhiên không phải chỉ ở đáy ao ngây ngô 1 giờ, hơn nữa, dù vậy, hắn cũng cho rằng Diệp Thần 10 có 8-9, sẽ chết. Có thể hiện tại, Diệp Thần, không chỉ có sống thật tốt, hơn nữa, vòng xoáy kia tốc độ xoay tròn, tựa hồ, nhanh hơn à. Bất quá, ông cụ này nhìn vòng xoáy kia, trong mắt càng nhiều hơn, nhưng là mừng rỡ. Thần cực tông có một tên yêu nghiệt như vậy, lo gì không thể quật khởi. Đồng thời, hắn cũng có chút oán trách đương nhiệm trưởng môn cùng với một tất cả trưởng lão. Như vậy yêu nghiệt, làm sao sẽ mặc trước đệ tử tạp dịch quần áo trang sức? Những người này, lại để cho hắn từ đệ tử tạp dịch làm lên. Con mẹ nó đám này đứa nhỏ, là ở phí của trời sao? Ông lão trong mắt, thậm chí nổi lên một chút lửa giận, hắn thực lực, mặc dù cùng trưởng môn, trưởng lão so sánh, không tính là quá mạnh mẽ, nhưng là, nếu bàn về bối phận, bây giờ thần cực tông bên trong, thật đúng là không mấy người so hắn cao. Hắn quyết định, cùng Diệp Thần ra thần ma chỉ sau đó, cho giỏi tốt và trưởng môn các trưởng lão nói một chút, nếu không phải cầm Diệp Thần thu làm đệ tử thân truyền mà nói, hắn liền tự mình đem Diệp Thần thu làm môn hạ. Vòng xoáy phần đáy Diệp Thần, tự nhiên sẽ không biết ông già đang suy nghĩ gì, hắn đôi mắt khép hờ, ngưng tụ lại liền toàn bộ tâm thần, tập trung vào luyện hóa vậy vô cùng minh mông thần ma năng lượng. Hắn cả thân máu thần, ma huyết, chân linh máu, luân hồi huyết mạch đều bị hoàn toàn kích hoạt, đang điên cuồng cắn nuốt thần ma bên trong năng lượng, bổ cố thân. Nếu như Diệp Thần, thoáng có một chút chậm lại, bị thần ma năng lượng trào vào bên trong cơ thể tốc độ đuổi kịp, cho dù là hắn, vậy rất có thể trực tiếp bạo thể mà chết. Dần dần, Diệp Thần thân thể tựa hồ có chút thích ứng thần ma năng lượng, thân thể chữa trị tốc độ, vậy vượt qua bể tan tành tốc độ. Diệp Thần trong lòng vui mừng. Hắn biết mình thể chất lại cường hóa. Mặc dù không nhiều, nhưng, hắn tiến vào thần ma chỉ thời gian, cũng không dài à. Chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Thần đem toàn bộ bên ngoài ao luyện hóa sạch sẽ sau này, thực lực sẽ tăng lên đến tầng thứ gì, hắn đều phải cười ra tiếng. Bất quá, ngay tại Diệp Thần có chút an tâm, yên tâm lúc đó, để cho Diệp Thần có chút sở khóc sở cười phải, vậy thần ma năng lượng vòng xoáy tốc độ xoay tròn, đột nhiên tăng nhanh. Âm một tiếng, Diệp Thần trong cơ thể phát ra một tiếng nổ vang, khó mà chịu được thống khổ, từ hắn cả thân mỗi một cái tế bào bên trong truyền ra. Thật là giống như hơn 100 triệu cầm vô cùng sắc bén, thật nhỏ dao găm, đồng thời thọt nhập mình trong cơ thể vậy. Đau được Diệp Thần một hồi nhe răng toét miệng. Mới vừa khôi phục một chút thân thể, lại lần nữa bắt đầu bể nát. Thật là, giống như cái này thần ma năng lượng, đang ép Diệp Thần tiến bộ, cường hóa. Không cho được hắn thư giãn chút nào vậy à?
quả nhiên bá đạo vô cùng. Ngay tại Diệp Thần hết sức vui vẻ thời điểm, Thần Cực Tông ngoại viện cùng Tạp Dịch viện, nhưng là gió nổi mây vần. Ngoại môn thứ nhất Diệt Thiên Kiếm Khâu Vấn muốn ở 7 ngày sau, khiêu chiến Tạp Dịch viện đệ tử mới vô Diệp Thần tin tức, truyền ra. Khâu Vấn, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là ngoại viện đệ tử, nhưng thực, hắn đã sớm có tiến vào bên trong viện thực lực, cho nên, đến nay mới ngưng, vậy căn bản không có ngoại viện người, dám khiêu chiến hắn. Mà Khâu Vấn vì tạm thời không đưa tới Thần Cực Tông cao tầng chú ý, cũng không có chủ động hướng những người khác khiêu chiến, nếu như cho thấy quá mạnh mẽ thực lực, cao tầng có thể sẽ để cho hắn trực tiếp thăng vào bên trong viện. Có thể hiện tại, cái này bên ngoài viện đệ tử trong lòng giống như thần ma giống vậy tồn tại, nhưng muốn khiêu chiến một cái đệ tử Tạp Dịch. Tin tức này, quá kính bạo. Trong chốc lát, cơ hồ không có ngoại viện, Tạp Dịch viện người, không biết Diệp Thần danh tự này. Hơn nữa, Diệp Thần vừa vào cửa liền tiêu diệt Tạp Dịch thứ nhất Vương Bảo Tuyền, vỡ nát ngoại viện đệ tử Lý Khoái Thư Chi Đạo Tim, một chiêu trọng thương ngoại viện thiên tài Lang Thiếu Thiên, giống vậy một chiêu đem ngoại viện 53, cự linh kiếm viên đảo chém thành hư không, cự tuyệt mở ra đạo sư mời. Những tin tức này, vậy hoàn toàn truyền ra. Trong chốc lát, Diệp Thần ở trong lòng mọi người, cũng nổi được vô cùng truyền kỳ đứng lên, thật là giống như là ma thần hạ phàm vậy. Nguyên bản những cái kia đối với Khâu Vấn khiêu chiến đệ tử Tạp Dịch, có chút xem thường người, vậy bắt đầu mong đợi dậy cuộc chiến đấu này tới. Nhưng vào lúc này, lại một cái biến mất truyền ra. Diệp Thần, tựa hồ không thấy. Bị Khâu Vấn khiêu chiến, cũng không gặp. Ha ha! Những cái kia nguyên bản đối với cuộc chiến đấu này, có chút mong đợi các đệ tử, đều là đối với Diệp Thần vô cùng thất vọng. Một đám ngoại môn đệ tử đang trong tử lầu ăn cơm, trong đó một người nam tử, cao mày nói, không phải nói, cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử, ngạo đến trình độ cao nhất, liền Trương đạo sư thu hắn làm đồ đệ mời, cũng nhìn hờ hững sao. Làm sao hiện tại đụng phải Khâu Vấn liền bắt đầu chơi mất thích. Một người khác cười lạnh nói, ha ha, kẻ thức thời là người tài giỏi, hắn coi như không chấp nhận Khâu Vấn khiêu chiến, vậy dễ hiểu, dẫu sao. Đây chính là ngoại môn thứ nhất à, ai cũng không muốn tìm chết. Ta xem à, những cái kia liên quan tới hắn lời đồn đãi, đều là thả chó rắm, đồn bậy bạ, người này chính là một phế vật chứ. Ta cũng như vậy cho rằng, phong môn cảnh, gia nhập Thần Cực Tông. Có thể là cái nào dựa vào quan hệ tiến vào rác dưới, mình thổi mình. Tiên tim trong rừng, Triệu Thương Chi hướng về phía Khâu Vấn mang một chút khinh thường cười nói, Khâu công tử. Tên phế vật kia tựa hồ là nghe được ngươi muốn khiêu chiến hắn sau đó, lập tức, liền trốn đi. Căn cứ ta điều tra, hắn hiện tại hẳn tiến vào thần ma trì. Thần ma trì sao? Khâu Vấn gương mặt bên trên, vẻ khinh miệt nồng hơn, cười lạnh nói, chỉ bằng hắn, cũng dám vào thần ma trì tăng lên thực lực. Phỏng đoán liền ao nước, cũng không xuống được chứ. Khâu công tử, hiện tại, làm thế nào? Làm thế nào? Khâu Vấn thở ơ uống một hớp rượu, tránh. Ha ha, chỉ cần người khác vẫn còn ở Thần Cực Tông bên trong, tránh là không tránh khỏi, không gấp, chờ ta huyết mạch thức tỉnh sau này, đi ngay vậy thần ma chỉ bên ngoài cùng hắn đi ra. Lấy thần ma chỉ thần ma độ dày, cho dù không vào trong ao, vậy ngây ngô không được quá lâu, huống chi chẳng lẽ hắn còn có thể xúc ở bên trong, cả đời không ra. Bất quá, nếu như vậy Diệp Thần, cự tuyệt ngài khiêu chiến. Làm thế nào? Dẫu sao, ngài và phế vật kia không phải một cái phân viện. Khâu Vấn buông xuống ly rượu, trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn ánh sáng nói, nếu như vậy, vậy thì thôi, bổn công tử không phải là không thể tha hắn một cái tiện mệnh, bất quá mà, hắn phải cho bổn công tử ngay trước mọi người quỳ xuống, nếu không, há chẳng phải là còn sẽ có người nói, bổn công tử không phải một cái nho nhỏ Tạp Dịch đối thủ. Mà thần ma chỉ để Diệp Thần. Lúc này, cả người lên lại bị một đoàn ánh sáng trắng bao vây, đây là thần ma đậm đà tới cực điểm biểu hiện. Diệp Thần ở bạch quang bọc dưới, chính là sắc mặt rửng rưng, vô cùng bình tĩnh, hắn toàn thân cao thấp, lúc này, đều đang cho người một cổ cảm giác dịch thấu trong suốt. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, mà giữa không trung bên trong tên kia ông già, lúc này, đã từ lúc mới bắt đầu rung động, không cách nào hiểu, đến bây giờ kinh sợ. Diệp Thần, đã ước chừng ở đáy ao, nán lại cả ngày à. Hắn ở Thần Cực Tông bên trong sống mấy vạn năm,
cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy sự việc à. Đột nhiên bây giờ, thần ma chỉ bên trong, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn, nguyên bản không ngừng xoay tròn ao nước, lại là lập tức cuốn ngược lên, lộ ra bình thản ngồi ở đáy ao Diệp Thần. Một khắc sau, ngay tại ông cụ thần bí cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt hai tròng mắt nhìn soi mói, vậy cũng cuốn lên ao nước, lại là lập tức, hướng Diệp Thần đánh tới. Cái này, đây là... Ông lão thanh âm, cũng có chút run rẩy. Đây là tình huống gì? Thật là giống như, dựa vào cái này thần ma vòng xoáy tốc độ lưu chuyển, đã không đủ để thỏa mãn Diệp Thần, cho nên, bị kích thích thần ma năng lượng, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo cột nước, hướng về phía Diệp Thần thân thể tiến hành đánh ả. Cái này, mặc dù nơi này chỉ là bên ngoài ao, nhưng, ở mấy chục nghìn năm góp nhặt dưới, bên ngoài ao năng lượng, cũng là vô cùng kinh khủng à, cũng sắp đuổi kịp năm đó bên trong ao, như vậy dưới tình huống, cho dù là bổn môn trưởng lão, bị như vậy đánh nói, đều có chút không chịu nổi đi. Cho dù là ông già ấn tượng bên trong, cái đó cuối cùng phi thăng trình độ cao nhất yêu nghiệt, năm đó cũng không có Diệp Thần như thế khủng bố chứ. Mà hiện tại, đại đa số đệ tử chân truyền, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở mặt nước vị trí, nán lại một ngày, hấp thu bộ phận thần ma năng lượng. Dưới mắt, cái này phong môn cảnh tiểu tử, là muốn trực tiếp cầm toàn bộ bên ngoài ao, còn có tích toàn mấy chục ngàn trong năm ao tiết lộ ra ngoài lực lượng bên ngoài ao, cũng hút khô à. Ở ông lão nhìn soi mói, Diệp Thần quanh thân ánh sáng trắng, càng ngày càng nồng đậm, mà vậy đạo cột nước, nhưng là mắt thường có thể trình độ, bắt đầu xúc nhỏ lại. Diệp Thần, không chỉ có không có sao, thật vẫn phải đem bên ngoài ao hút sạch sẽ à. Cái này ông cụ thần bí, cũng sắp sợ choáng váng. Mà đang ở nước kia trụ phóng lên cao nháy mắt, thần cực tông bên trong, bảy tên trưởng lão cùng với trưởng môn, Đồ Lan Tâm, đều là đồng thời, thần sắc động một cái, nhìn về phía thần ma chỉ phương hướng. Một khắc sau, không gian bên trong, chập chờn cùng nhau, ông lão bên người liền hiện ra mấy đạo thân ảnh. Thần cực tông trưởng lão, trưởng môn, cùng với Đồ Lan Tâm đều tới. Bọn họ nhìn về phía bên ngoài ao bên trong cảnh tượng, cũng là từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ. Lúc này Diệp Thần, giống như một cái thấy mãn hán toàn tịch quỷ chết đói vậy, hoàn toàn buông ra. Vô cùng điên cuồng cắn nuốt một cổ lại một cổ thần ma năng lượng. Cả người đều phải biến thành một cái quang cầu. Đại trưởng lão có chút không tưởng tượng nổi hỏi, tả lão, cái này. Cái này là một chuyện à? Người này, không phải là một đệ tử tạp dịch sao? Tên kia được gọi là bên trái già già người cũng có chút mờ mịt đáp, người hỏi ta cũng không biết à. Thằng nhóc này, từ đâu tới? Vậy quá biến thái đi. Lão phu trông chừng cái này thần ma trì, mấy vạn năm, cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy sự việc à. Các ngươi làm sao có thể để cho như vậy yêu nghiệt, đi làm đệ tử tạp dịch đâu? Mọi người đây là, vậy thấy rõ ánh sáng trắng dưới, Diệp Thần vậy đệ tử tạp dịch quần áo trang sức. Trên mặt khiếp sợ, lại tăng lên một phần. Thần cực tông trưởng môn, tên là Ngọc Chân Tử, là một người tiên phong đạo cốt, mặt như quan ngọc người trung niên, hắn ngưng mắt nhìn ở thần ma chỉ nước đánh vào dưới Diệp Thần, đột nhiên quay đầu, đối với Đồ Lan Tâm mở miệng nói. Lan Tâm, hắn là người mang về tên kia tên là Diệp Thần đệ tử chứ? Đồ Lan Tâm gật gật đầu nói, không sai. Nàng nhìn về phía Diệp Thần mắt đẹp, vậy lóe lên nồng nặc rung động. Nàng biết Diệp Thần rất ưu tú, nhất định có thể ở bên trong tông môn quật khởi, nhưng, vậy cần thời gian chứ? Diệp Thần, lúc này mới nhập môn nhiều ít ngày à, thì phải đem thần ma chỉ bên ngoài ao hút khô. Mà một tất cả trưởng lão nghe vậy, đều là sắc mặt biến đổi, có chút sững sờ nhìn về phía ánh sáng trắng bên trong Diệp Thần. Cái này, chính là cái đó bọn họ không muốn là hắn tiến hành chân truyền khảo hạch. Thậm chí đối với Đồ Lan Tâm mang hắn gia nhập tông môn ý kiến cực lớn phong môn đệ tử. Trong nháy mắt, bảy tên trưởng lão sắc mặt, cũng không có so vô cùng khó xem. Bọn họ hối hận, áo não cơ hồ thì phải khạc ra một búng máu. Hiện tại chính là một con heo, cũng nhìn ra được, Diệp Thần, cho dù ở thần quốc vậy tuyệt đối là tột cùng nhất yêu nghiệt một trong à. Thậm chí có thể sửa lại thần quốc lịch sử tồn tại à. Mà bọn họ một người trong đó, vốn là có thể trở thành Diệp Thần sư phó à? Có thể hiện tại, chỉ có thể than thở. Diệp Thần nhập môn sau đó, bọn họ liền từ Đồ Lan Tâm nơi đó,
nghe nói Diệp Thần tự nguyện gia nhập tạp dịch viện, từ đệ tử tạp dịch làm lên, hơn nữa, sẽ không trở thành những trưởng lão này bên trong bất kỳ một người đệ tử sự việc. Ban đầu, bọn họ còn đối với này khịt mũi coi thường, thậm chí cảm thấy, cái này tiểu tử cuồng vọng, qua không được bao lâu, sẽ chết liền hoặc là thối lui ra tông môn. Có thể hiện tại, bọn họ nhìn Diệp Thần, nhưng đều là một bộ mau khóc lên diễn cảm. Bọn họ biết, lấy Diệp Thần kiêu ngạo, là không thể nào lại bái nhập bọn họ môn hạ. Hiện tại, bọn họ biết sự thật, làm sao có thể không hối hận. Thật là cũng muốn đánh mình hai bàn tay. Đồ Lan Tâm quét bọn họ một mắt, hừ lạnh một tiếng. Mà Ngọc Chân Tử nhìn Diệp Thần, nhưng là ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ chút gì. Ngay tại lúc này, vậy thần ma năng lượng hình thành cột nước, đã bị Diệp Thần hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Mà Diệp Thần tu vi, vậy lập tức tăng đến phong môn 9 tầng trời. Hắn đôi mắt mở một cái, trong mắt, tất cả đều là vẻ mừng rỡ như điên. Tu vi tăng trưởng, chỉ là phụ thêm, còn chân chính chỗ tốt, là thân thể của hắn biến hóa. Hiện tại, hắn thân thể, khắp mọi mặt năng lực, đều được không nhỏ tăng cường. Thậm chí, Diệp Thần đều cảm thấy một chút sinh ra chất biến có thể. Chỉ tiếc, cái này bên ngoài ao mặc dù tích toàn vạn năm bên trong ao tiết lộ tinh hoa, nhưng dẫu sao là bên ngoài ao, năng lượng vẫn chưa đủ. Mà Diệp Thần lúc này, đứng ở trống rỗng đáy ao, nhưng là vừa quay đầu, hướng cách đó không xa một đạo bạch ngọc cửa nhìn. Vậy đạo cửa sau đó, chắc là thần ma chỉ bên trong ao liền chứ. Mọi người có chút kỳ quái nhìn về phía Diệp Thần, thằng nhóc này, làm sao hướng cái đó tiến vào bên trong ao cửa nhìn. Thấy Diệp Thần yêu nghiệt kia vô cùng biểu hiện sau đó, tất cả mọi người không khỏi có chút im lặng nghĩ đến, thằng nhóc này sẽ không còn không có ăn no, muốn đi bên trong ao, tiếp tục ăn chứ. Thật ra thì, nếu như hồn thạch còn ở đó, trưởng môn Ngọc Chân Tử, khi nhìn đến Diệp Thần mới vừa rồi nghịch thiên kia biểu hiện sau đó, có thể thật vẫn sẽ để cho Diệp Thần tiến vào bên trong ao. Đáng tiếc, không có năm đó tổ sư truyền xuống hồn thạch, coi như là trưởng môn đều không cách nào tiến vào bên trong ao à. Mà lúc này Diệp Thần, nhưng đi tới bên trong ao lối vào, đang suy tư, phải như thế nào sử dụng cái này hồn thạch, lúc ấy hắn hỏi cốt lão nhưng chỉ là cười một cái nói, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ biết. Ngay tại Diệp Thần trầm tư lúc đó, đột nhiên bên trong, một đạo hồng quang, từ Diệp Thần trên mình bộc phát ra. Cái này, lại là chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây, đều có chút không hiểu thời điểm. Tả lão và trưởng môn Ngọc Chân Tử gương mặt bên trên, nhưng là lộ ra vẻ khó tin. Tả lão ngơ ngác nhìn vậy đạo hồng quang, hai tròng mắt bên trong nước mắt, lập tức liền tuôn ra ngoài, run rẩy nói, vậy. Đó là hồn thạch ánh sáng, thật sự là hồn thạch ánh sáng. Cái gì? Mọi người con người có giúp một cái, mất tích vạn năm hồn thạch tại sao sẽ ở Diệp Thần trên mình? Có thể không chờ bọn họ ngẫm nghĩ, ở hồng quang chiếu sáng dưới, Diệp Thần trước mặt vậy phiến bạch ngọc cửa, ầm một tiếng vang thật lớn sau đó, cách vạn năm sau đó, lần nữa mở ra. Mà ở đại môn mở ra ngay tức thì, Diệp Thần liền không cách nào khống chế, bị trên người hồng quang mang vào cửa sau đó. Diệp Thần tiến vào trong đó ngay tức thì, cửa liền lần nữa đóng cửa. Theo cửa lớn đóng vang lớn truyền tới, mọi người lúc này mới có chút phục hồi tinh thần lại. Đại trưởng lão sắc mặt có chút lo lắng hướng về phía trưởng môn Ngọc Chân Tử nói, trưởng môn. Thằng nhóc này, cứ như vậy bị hút vào bên trong ao, hắn, không sẽ gặp nguy hiểm chứ. Bây giờ Diệp Thần, liền là cả thần cực tông bảo bối à. Nói thật, thần cực tông cố nhiên huy hoàng, nhưng là nhằm vào một cùng tông môn mà nói, năm gần đây đã có chút xuống dốc. Mặc dù vẫn là một cùng tông môn, có thể thần cực tông thực lực, ở một cùng tông môn bên trong, nhưng là dần dần có đội sổ tình huống. Gần 10.000 năm qua, thần cực tông thực lực, thậm chí đều có chút không bằng những cái kia đã từng cư hậu gia tộc. Tại sao? Nguyên nhân, cũng không phải là ra ở bên trong tông cường giả trên mình, mà là bởi vì thần cực tông môn hạ đệ tử, chân thực không bằng cái khác một nhóm thế lực. Tự nhiên liền bị cái khác thế lực, đè ép một đầu. Cho nên, Diệp Thần đối với khắp cả tông môn mà nói tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Cho dù hắn không muốn bái nhập trưởng lão môn hạ, có thể một tất cả trưởng lão, lại không thể không lo lắng Diệp Thần an nguy à.
Ngọc Trân Tử cũng là hơi nhíu mày, sau một hồi trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói, toàn bộ thả ra thần niệm, cảm thụ Diệp Thần trạng thái, nếu như hắn xuất hiện nguy hiểm, chúng ta cùng chung ra tay, chắc có cơ hội đánh vỡ cái này bên trong ao cấm chế. Cái gì? Mọi người nghe vậy, tất cả giật mình. Liền liền Đồ Lan Tâm, cũng ngoài ý muốn nhìn một cái Ngọc Trân Tử. Cái này thần ma chỉ tồn tại, là dựa vào cấm chế duy trì. Nếu như phá vỡ bên trong ao cấm chế, thì đồng nghĩa với thần ma người lưu lại ở thần cực tông bên trong truyền thừa không biết nhiều ít năm tháng chỗ này thần ma trì, phải bị hoàn toàn phá hư à. Cái này thần ma trì, có thể không chỉ là dùng để đề thăng đệ tử tiềm lực. Đối với thần cực tông mà nói, thần ma trì thần ma tinh hoa, có thể là có thể dùng để duy trì hộ tông cửa đại trận. Nếu như mất đi thần ma trì mà nói, thần cực tông bản thân thực lực, có thể cũng sẽ suy yếu một lượng thành. Không nghĩ tới, Diệp Thần ở Ngọc Trân Tử trong lòng, lại nặng phải đến như vậy bước. Đây là cầm tông môn tương lai, đang đánh cuộc à? Đánh cuộc Diệp Thần đáng tông môn là hắn như vậy bỏ ra. Bất quá, tại sao hồn thạch sẽ ở Diệp Thần trong tay đâu? Mà lúc này Diệp Thần, đã tới bên trong ao, đang trợn mắt há mồm nhìn trước mắt một màn. Cái này cái gọi là bên trong ao, lại là giống như lộ thiên ấm suối vậy. Đậm đà đến mức tận cùng linh lực tinh hoa, hóa thành bảy màu quang vụ tràn ngập ở Diệp Thần quanh người, mà quang vụ dưới, chính là tản ra năng lượng kinh khủng thể lỏng tinh hoa. Diệp Thần không nhịn được nuốt nước miếng một cái, đừng xem nơi này nhìn lộng lẫy và tuyệt vời, giống như nhân gian tiên cảnh vậy. Nhưng, Diệp Thần tin tưởng, nếu như hắn không có đem bên ngoài ao linh lực năng lượng hấp thu hầu như không còn nói, chỉ là đứng ở chỗ này, bị cái này tràn ra ngoài linh lực tinh hoa biến thành quang vụ vây quanh, hắn cũng sẽ không chịu nổi. Mà vậy thể lỏng linh lực tinh hoa hình thành một vũng nước suối, mặc dù diện tích so với bên ngoài ao, nhỏ hơn được nhiều, nhưng, cho dù là Diệp Thần đứng ở hắn trước, cũng sinh ra một chút sợ hãi. Tại sao? Bởi vì, ở hắn thần niệm cảm ứng dưới, hắn đối mặt nơi nào là cái gì một vũng nước suối à? Mà là mênh mông vô biên. Do năng lượng tạo thành mênh mông. Hơn nữa, cái này phiến mênh mông bên trong tồn tại, cũng không phải là nước biển, mà là có thể ngay tức thì đem người hòa tan bốc hơi nhiệt độ cao nham thạch nóng chảy à. Cái này thích toàn mấy chục ngàn năm linh lực tinh hoa bên trong ao, chính là như thế khủng bố. Diệp Thần mặt lộ một nụ cười khổ, hiện tại, hắn rốt cuộc rõ ràng liền cốt lão tại sao cảnh cáo hắn không thể ở thần ma trì bên trong lâu nán lại. Hắn không khỏi rất đúng thương cổ y thần hỏi, lão thương, ngươi nói, lấy ta bây giờ cường độ thân thể, có thể chịu đựng nổi cái này bên trong ao lực lượng, lẻn vào đáy ao sao? Thương cổ y thần sau một hồi trầm mặc mở miệng nói, thằng nhóc, thật lòng nói cho ngươi, cho dù là chạm ách cảnh võ giả, bước vào cái này bên trong ao ngay tức thì, cũng sẽ giống như hơi nước vậy tiêu tán. Ngươi cường độ thân thể, hiện tại đã ở chém ách võ giả bên trên, nhưng, ta chỉ có thể nói. Ngươi không nhất định sẽ chết, tỷ lệ nói, 50% đi. Diệp Thần nghe vậy, cũng là không khỏi được mặt hiện một chút sợ hãi vẻ, trong chốc lát có chút chù trừ không tiến lên. Hắn bây giờ thu hoạch, nói thật, đã rất lớn, lý trí nói, hiện tại hẳn muốn thối lui ra bên trong ao, dẫu sao nguy hiểm quá lớn. Nhưng, cốt lão đối với hắn nói qua, cho dù có hồn thạch, cũng chỉ có thể mỗi trăm năm mở bên trong ao một lần, nói cách khác. Nếu như hắn hiện đang sử dụng hồn thạch thối lui ra bên trong ao, lần sau muốn đi vào lại, thì phải trăm năm sau. Rất nhanh, Diệp Thần liền hít sâu một hơi, cặp mắt bên trong, thoáng hiện ánh sáng kiên định, hướng vậy bên trong ao bước đi. Hắn, không chờ nổi. Tu võ một đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, vô luận gian nan hiểm trở như thế nào che trước mặt mình đều phải vượt qua mà qua. Nếu như Diệp Thần sợ chết, hắn có thể đi tới ngày hôm nay sao? Hắn cái này cả người thực lực, vốn là dùng mạng mình, hợp lại đi ra ngoài. Mặc dù, tiến vào cái này thích toàn mấy vạn năm bên trong ao, vô cùng là nguy hiểm, nhưng, hắn chỗ tốt cũng là vô cùng to lớn à. Cầu giàu sang trong nguy hiểm. Diệp Thần đứng ở bên trong bên cạnh ao duyên, ngưng mắt nhìn vậy bảy màu ao nước, đột nhiên trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói, ha ha, 50% sao? Cho dù, chỉ có ngàn 1% triệu tỷ lệ, ta Diệp Thần vậy định trước sẽ sống sót. Ta là luân hồi đứng đầu,
lại là trăm vị đại năng hy vọng. Ta tuyệt không thể chết được. Dứt lời, thân hình động một cái, liền hoàn toàn không vào thần ma trì bên trong. Ở Diệp Thần tiến vào trong đó ngay tức thì, bên trong ao ao nước, lại giống như là nham thạch nóng chảy vậy sôi trào. Diệp Thần giống như là một giọt nước, rơi vào chảo dầu vậy. Cái này yên lặng mấy vạn năm linh lực tinh hoa, tìm được ký chủ, giống như là từng cái kích động đứa nhỏ, hướng Diệp Thần cuồng trào tới. Âm một tiếng, nháy mắt tức thì, Diệp Thần trong cơ thể, liền truyền ra nổ tung vậy nổ vang, vô cùng dâng trào, bá đạo linh lực tinh hoa, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, ngay tức thì liền đem Diệp Thần kinh mạch toàn thân, căng bể. Mỗi một phút, mỗi một tấc căng bể. Nguyên bản, hắn bên ngoài ao lúc đó, cảm thấy hấp thu linh lực năng lượng, đã quá đau khổ. Có thể và hiện tại so với, bên ngoài ao thống khổ, thật là giống như mát xa như nhau à. Diệp Thần cố nén đau đớn, liều mạng luyện hóa vậy linh lực tinh hoa. Nhưng, lấy hắn tốc độ luyện hóa, vẫn là chậm. Oanh oanh oanh, xương máu phiêu tán, không chỉ là kinh mạch, liền máu hắn thịt, cũng cùng chung nổ bể. Bất quá, cho dù là như vậy, Diệp Thần, nhưng vẫn đủ ở. Vậy cực kỳ kinh khủng sinh mệnh lực, hoàn toàn bày ra. Chỉ còn lại bộ xương, vậy hay là còn sống. Có thể hiện tại, Diệp Thần kinh mạch, máu thịt, đan điền, đều đã nổ tung, phải như thế nào hấp thu linh lực này tinh hoa đâu. Mất đi mục tiêu linh lực tinh hoa, trầm tĩnh chỉ chốc lát sau, lại là hướng Diệp Thần xương cốt, cuồng dũng tới. Diệp Thần chặt chẽ cắn răng, chống đỡ, mà theo thời gian trôi qua, hắn xương cốt bên trên, dính vào một tầng sáng chói vàng óng vẻ. Mà hắn hoàn toàn không chú ý tới. Vậy thừa tái luân hồi mộ địa màu đen đá đang toát ra ánh sáng sáng chói. 7 ngày sau, thần cực tông một tất cả trưởng lão, trưởng môn Ngọc Chân Tử, Đồ Lan Tâm, Tả Lão, đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn vậy phiến bạch ngọc cửa, có thể bọn họ gặp mắt bên trong, nhưng lóe lên vô cùng là vẻ hưng phấn. Diệp Thần, ước chừng ở nơi này bên trong ao bên trong, nán lại 7 ngày liền à. Đều phải sáng tạo lịch sử. Thần cực tông trên lịch sử. Trưởng môn người thừa kế ở bên trong trong ao dừng lại nhất thời gian dài, cũng bất quá là 3 ngày mà thôi. Huống chi, Diệp Thần ngây ngô vẫn là tích toàn mấy chục ngàn năm thần ma tinh hoa bên trong ao. Và đã từng là bên trong ao, căn bản không thể so sánh à. Đơn giản là nghịch thiên đến trình độ cao nhất. Nếu không phải, bọn họ còn có thể mơ hồ cảm giác được Diệp Thần sinh mạng hơi thở, đều phải lấy là Diệp Thần sớm đã chết ở bên trong. Cùng lúc đó, thần cực tông bên trong truyền ra một cái kinh thiên động địa tin tức. Ngoại viện thứ nhất Diệt Thiên Kiếm Khâu Vấn, bế quan 7 ngày, sau khi xuất quan, lại là thức tỉnh thiên hỏi thân thể. Hơn nữa, hắn võ đạo tu vi, lại là lập tức, đột phá đến trình độ cao nhất. Ngoại viện từ trước tới nay trình độ cao nhất. Cầm vô số ngoại viện, đệ tử tạp dịch, thậm chí rất nhiều nội viện đệ tử, cũng làm cho sợ choáng váng à. Phải biết, thái hư chém ách bên trên, mỗi cảnh giới tầng một muốn đột phá, đều là muôn vàn khó khăn, đột phá một tầng cảnh giới nhỏ, tốn trên hơn ngàn năm thời gian, cũng không kỳ quái. Mà đây Khâu Vấn, ngắn ngủi 7 ngày bên trong, chỉ một cái tử, đột phá. Lại là dẫn động ách lôi. Đây cũng quá yêu nghiệt chứ. Cảnh giới như vậy, cho dù là đặt ở nội viện, đều không phải là tên yếu à. Chớ nói chi là... Hắn còn có thiên hỏi thân thể. Mọi người ở đây là Khâu Vấn khủng bố mà rung động lúc đó, lại một cái tin, truyền ra. Khâu Vấn sau khi xuất quan, lại là trực tiếp, đi thần ma trì. Nghe nói, hắn, muốn ở chỗ này chờ vậy tên tạp dịch viện yêu nghiệt Diệp Thần xuất quan. Cái này, đơn giản là không cho người sống đường à. Là phải đem cái đó Diệp Thần, chỉnh vào chỗ chết à. Thần ma trì trước ngoài rừng cây, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Lại đã là như biển người, bị vô số đệ tử, bên trong tầng 3, bên ngoài tầng 3 được vây quanh vòng tròn. Xem phục sức của bọn họ, đại đa số, đều là ngoại môn, đệ tử tạp dịch, bất quá, cũng có một ít đệ tử nội môn, hỗn tạp ở trong đó. Mà đứng ở trước mọi người, là một người hăm hở anh Tuấn Nam Tử, chính là thức tỉnh thiên hỏi thân thể Khâu Vấn. Mọi người cảm thụ Khâu Vấn trên người tán phát ra khí tức cường đại, đều là vô cùng sợ hãi,
không ít người cũng là Diệp Thần cảm thấy bi ai. À, cái này Diệp Thần, vậy thật là xui xẻo, đụng phải trên họng súng. Cũng là hắn, quá ngông cuồng, nếu như khiêm tốn một chút, cũng sẽ không bị Khâu Vấn để mắt tới. Xem ra, cái này Khâu Vấn, là muốn hoàn toàn đem Diệp Thần làm đá lót đường, đạp hắn, tiến vào cao tầng trong mắt à. Cũng trốn thần ma trì, nán lại nhiều ngày như vậy, Khâu Vấn lại vẫn là không muốn thả qua hắn. Khâu Vấn, quá ác, sau này ngàn vạn lần không thể trêu chọc. Mọi người bàn luận sôi nổi, không có một người coi trọng Diệp Thần. Nghe nói Diệp Thần chiến thắng Viên Đảo lúc cũng là bị thương, nói cách khác, Diệp Thần thực lực rất kém cỏi, như vậy thực lực, đừng nói là bây giờ Khâu Vấn, coi như là không có bế quan trước khi Khâu Vấn, đều là một ngày đầy đất. Mà hiện tại, Khâu Vấn đối với Diệp Thần mà nói, chính là trời. Sức người, há có thể thắng thiên? Coi như Diệp Thần thật có thể tiến vào thần ma trì trong ao nước, có thể, vừa có thể có bao nhiêu tăng lên đâu. Ngắn ngủn 7 ngày, như thế nào đi nữa tăng lên, vậy đền bù không được hai bên chênh lệch. Khâu Vấn mặt lộ vẻ cười nhạt, hắn cố ý trắng trợn tuyên dương, thả ra tiếng gió, vì chính là để cho nhiều người hơn thấy. Thấy, Diệp Thần bị hắn dẫm ở dưới chân. Ở hắn muốn đến, Diệp Thần kết quả tốt nhất, liền là không dám tiếp nhận khiêu chiến của hắn, ngay trước mọi người đối với hắn nhận thua, nhượng bộ, quỳ xuống nói xin lỗi, nói như vậy, dĩ nhiên là người xem càng nhiều càng tốt. Ở trong đám người, có một nam một nữ, đơn độc đứng ở một xó xỉnh, hai người khí chất xuất chúng, càng mấu chốt chính là, người phụ nữ kia, dung nhan vô cùng đẹp, vô cùng hấp dẫn con ngươi, theo lý thuyết, như vậy người đẹp bên người, thường thường đều là sẽ tụ tập không thiếu người đàn ông. Nhưng, hai người quanh người nhưng mơ hồ trống ra một địa phương, không người nào dám tại quá mức đến gần các nàng, mà một ít đệ tử nhìn về phía cô gái kia ánh mắt, lại là không dám lộ ra chút nào vẻ tham lam, ngược lại còn mang nồng nặc kính sợ. Cái này hai người, chính là ngoại môn thứ hai Ấm Chín, và ngoại môn thứ ba Văn Mẫn Nhi. Ấm Chín lúc này, mặt hiện một chút nghiền ngẫm vẻ, đối với Văn Mẫn Nhi nói, Mẫn Nhi, ngươi làm sao sẽ đối với cái này cái đệ tử tạp dịch có hứng thú đâu? Còn đặc biệt chạy tới xem cuộc chiến. Ta đã nói rồi, hắn tuyệt đối không dám cùng Khâu Vấn giao thủ. Văn Mẫn Nhi nghe vậy không có nói gì nhiều, nhưng, mắt đẹp bên trong, nhưng cũng thoáng qua vẻ thất vọng. Nàng nguyên bản, nghe được Diệp Thần lời đồn đãi, nhưng là bị một cái như vậy thần bí, mạnh mẽ, thiên tư ngang dọc đệ tử tạp dịch hấp dẫn, bất quá, cũng chỉ là sinh ra một chút hứng thú mà thôi. Ở nàng tưởng tượng bên trong, Diệp Thần tuyệt đối là một cái ngạo đến cực hạn nam tử, hắn sở dĩ tiến vào thần ma trì, chỉ là vì tu luyện mà thôi, cho dù hắn thực lực, không bằng Khâu Vấn, vậy tuyệt sẽ không tránh không chiến. Từ biết được Diệp Thần tiến vào thần ma trì lúc đó, nàng liền đi tới thần ma trì bên ngoài. Nhưng mà, ước chừng 7 ngày trôi qua, nàng không có gặp qua người bất kỳ rời đi thần ma trì. Nàng biết mình sai rồi, mình nhìn lầm, Diệp Thần cũng không phải là nàng tưởng tượng bên trong kiêu ngạo như vậy nam tử. Không có ai, có thể ở thần ma trì ao nước bên trong, nán lại 7 ngày. Diệp Thần, chính là ở tránh. Nhưng mơ hồ bên trong, nàng nhưng vẫn ôm vẻ mong đợi là mình hiểu lầm, mong đợi Diệp Thần có thể nghênh chiến Khâu Vấn. Có thể hiện tại, nàng coi như là đối với Diệp Thần, hoàn toàn thất vọng. Bất quá, nàng vẫn là không có rời đi, cũng chờ nhiều ngày như vậy, cũng không kém một hồi này liền chứ. Dù sao, Diệp Thần phỏng đoán ở thần ma trì bên trong, vậy mau đợi không nổi nữa. Đồng thời, nàng vậy khá là kiêng kỵ nhìn một cái Khâu Vấn, nàng biết. Khâu Vấn thực lực so với trước đã cường đại vô số lần. Lần này tới, cũng là muốn xem, bây giờ Khâu hỏi rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Mà lúc này Diệp Thần, cũng không biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Đi qua 7 ngày sống không bằng chết hành hạ, lúc này Diệp Thần, bất ngờ đã sống lại dài ra máu thịt, nhưng là, hắn bắp thịt, mạch máu, lại cũng phơi bày ra một loại gần như trạng thái trong suốt. Mà xuyên thấu qua hắn thân thể. Có thể thấy hắn xương cốt, đã đổi được giống như cực phẩm băng ngọc vậy, trong phảng phất, còn lóe lên màu vàng nhạt chói lọi. Bỗng nhiên, Diệp Thần mở ra hai tròng mắt, trong con ngươi thoáng qua một hồi ánh sáng 7 màu mang, phảng phất có thần ma tinh hoa, sáp nhập vào cặp mắt bên trong.
Hắn thở ra một ngụm trọc khí, gương mặt bên trên, lộ ra vẻ vui mừng. Hắn, chịu đựng nổi. 7 ngày bên trong, hắn đã không biết bao nhiêu lần, ý thức mơ hồ, kế cận ranh giới tử vong, nhưng, hắn cuối cùng, vẫn còn là chịu đựng nổi. Hiện tại, hắn rốt cuộc hoàn toàn thích ứng thần ma tinh hoa. Diệp Thần khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, hiện tại, đến hắn phản kích thời khắc. Thân hình hắn động một cái, liền hướng bên trong ao đáy ao lẻn đi, càng ngày càng nồng đậm thần ma tinh hoa, chen chúc tới, Diệp Thần hiện tại, tựa như chĩa vào mấy chục ngàn tấn áp lực ở đi tới, hắn cắn răng, không chút nào lui bước ý kiến. Một lúc lâu sau, cả người là máu Diệp Thần, rốt cuộc đã tới đáy ao, mấy chục ngàn năm thần ma tinh hoa, chỗ tụ tập. Vậy vô cùng bá đạo năng lượng, cơ hồ đều muốn cho Diệp Thần máu sôi trào khô héo. Đến đáy ao sau đó, Diệp Thần ánh mắt đảo qua, rất nhanh, liền phong tỏa mục tiêu. Một cái lấy nào đó loại không biết vật liệu gỗ, điêu khắc thành, lớn chừng bàn tay quỷ dị hình người, trên đó, minh in vô số màu máu phủ văn. Hình người bên trên, trải rộng vết rách chằng chịt, tựa như một khắc sau, liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn, tiêu tán vậy, nhưng, vậy không biết vật liệu gỗ bên trên, nhưng lóe lên nhàn nhạt màu máu u quang. Không ngừng cắn nuốt chung quanh thần ma tinh hoa, duy trì tự thân, không hoàn toàn bể tan tành. Cái này, chắc là cốt lão yêu cầu vậy kiện thay chết vật. Diệp Thần hai tròng mắt lóe lên, vung tay lên, liền đem hình người kia nhiếp vào trong tay, lấy ra một cái hộp ngọc, đem nhốt vào bên trong hộp. Cốt lão giao phó hắn sự việc, coi như là hoàn thành, chỉ cần đem thay chết vật giao cho cốt lão, hắn hẳn, có hy vọng khôi phục năm đó thực lực. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Diệp Thần ngồi xếp bằng ở liền đáy ao, ăn vào đếm viên thuốc, đôi mắt khép hờ, khôi phục thương thế, điều chỉnh tự thân trạng thái. Hồi lâu sau đó, Diệp Thần lần nữa mở ra hai trong mắt tinh quang bạo tránh, cả người hơi thở, đạt tới trạng thái tột cùng. Hắn hướng về phía những cái kia không ngừng vây quanh hắn xoay tròn thần ma tinh hoa, cười lạnh một tiếng nói, nếu các ngươi như thế thích đi trong thân thể ta chui, như vậy. Sẽ để cho ta đem toàn bộ bên trong ao, cũng chiếm đoạt không còn một mống đi. Một hồi ánh sáng 7 màu mang, đột nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra, Diệp Thần chung quanh, sinh ra một cổ vô cùng cường đại sức hấp dẫn, nguyên bản bình tĩnh bên trong ao, lại là điên cuồng vây quanh Diệp Thần xoay tròn, đếm lấy tính chục nghìn thần ma tinh hoa, cùng trong chốc lát, tràn vào Diệp Thần trong cơ thể. Thần ma tinh hoa, có ngưng tụ, tụ hợp đặc tính. Ở bên trong ao nán lại 7 ngày sau, Diệp Thần trong cơ thể ngưng luyện ra một món vô cùng thuần túy thần ma tinh hoa. Lúc này, Diệp Thần thuận tiện lấy cái này một món tinh hoa làm chất dẫn, điên cuồng hấp dẫn, cắn nuốt chung quanh thần ma tinh hoa. Nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ kinh được, liền xuống ba cũng rớt xuống đất à. Đây hoàn toàn, là tìm chết hành vi à. Vốn là, cái này tụ tập mấy vạn năm thần ma tinh hoa, cũng đã vô cùng minh mông. Tùy tùy tiện tiện, liền có thể đem người chống đỡ chết, coi như ở mấy chục ngàn năm trước, những cái kia trưởng môn người thừa kế, đều là nghĩ hết tất cả biện pháp, để cho thần ma tinh hoa tiến vào mình trong cơ thể tốc độ chậm một chút, như vậy, mình mới có thời gian tiến hành luyện hóa, hấp thu. Có thể Diệp Thần, hết lần này tới lần khác ngược đường mà đi à. Cái này cũng quá biến thái đi. Thời gian từng giây từng phút địa lưu thệ, vậy vây quanh Diệp Thần xoay tròn cột nước. Lại là dần dần biến nhỏ. Bên trong ao ra, Đồ Lan Tâm đột nhiên nhẹ di một tiếng. Đại trưởng lão nhìn về phía nàng, hỏi, Lan Tâm, thế nào sao? Đồ Lan Tâm mắt đẹp nhìn về phía vậy phiến bạch ngọc cửa, thoáng qua một chút vẻ kinh nghi, mở miệng nói, bên trong ao thần ma tinh hoa hơi thở, yếu bớt. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương khó tin thần sắc. Bên trong ao thần ma tinh hoa hơi thở yếu bớt, ý vị như thế nào? Ý nghĩa, cái này thích toàn mấy vạn năm thần ma tinh hoa, bắt đầu bị Diệp Thần hàng loạt cắn nuốt à? Vốn là, Diệp Thần có thể còn sống đã là kỳ tích, hiện tại. Đại trưởng lão không khỏi được lẩm bẩm nói, cái này là phải đem bên trong ao, hoàn toàn hút khô à? Diệp Thần, vĩnh viễn ra bọn họ ý liệu à? Như vậy năng lượng khổng lồ. Cho dù ở chàng một tất cả trưởng lão, cùng nhau hấp thu, cũng cần đếm hơn 100.000 năm thời gian, mới có thể luyện hóa sạch sẽ đi. Có thể Diệp Thần đâu?
Chiếu cái tốc độ này cắn nuốt, sợ rằng, không tới 2 tiếng, cái này bên trong ao, sẽ bị Diệp Thần hấp thu sạch sẽ. Trong nháy mắt, những thứ này nguyên bản, đối với mình tu võ thiên phú, còn rất có tự tin các cường giả, đều là không khỏi được lộ ra cười khổ. So với Diệp Thần, bọn họ thật cái gì cũng không phải. Chắc hẳn, liền hỗn độn trên người cũng không có dự liệu được loại chuyện này xuất hiện chứ. Nhị trưởng lão khẽ nhíu mày quay đầu nhìn về phía Ngọc Chân Tử nói, tông chủ, làm sao bây giờ? Diệp Thần lại như thế cắn nuốt, bên trong ao muốn khôi phục, sợ rằng phải chờ thêm mấy ngàn năm. Như thế tới một cái, đếm trong vòng ngàn năm, thần cực tông hộ tông đại trận, cũng sẽ suy yếu mấy phần, mà vạn nhất Diệp Thần ở chiếm đoạt trong quá trình chết, những thần ma này tinh hoa, thì chẳng khác nào lãng phí một cách vô ích à. Diệp Thần quả thật rất ưu tú, có thể đáng tông môn, là hắn như thế đi đánh cuộc không? Ngọc Chân Tử nhưng chỉ là nhàn nhạt nói chờ. Hắn, coi trọng Diệp Thần. 2 tiếng sau này, lúc này bên trong ao, đã là trống trơn như vậy, liền một giọt nước, cũng không có còn lại. Ngồi xếp bằng ở đáy ao Diệp Thần, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, cả người hơi thở bộc phát ra, thẳng lên cửu tiêu. Hắn cảnh giới, lại trực tiếp đột phá đến thái hư cảnh nhất tầng thiên. Tốc độ tu luyện này, nhất định chính là sợ hãi đến làm cho không người nào có thể hô hấp. Người khác tu võ, đều là từng bước cảnh giới nhỏ đột phá, mà Diệp Thần, một lần bế quan, trực tiếp đột phá một cái cảnh giới lớn. Nhưng, Diệp Thần nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, đối với mình tu vi không quá mức để ý. Cái này, chẳng qua là phụ thêm mà thôi, hắn thực lực một mực thì không phải là lấy tu vi để cân nhắc. Hắn hút khô toàn bộ linh lực thần ma chỉ mấy vạn năm tích lũy, mới đột phá một cái cảnh giới lớn, đã coi như là càng ngày càng ít. Đây là bởi vì, trong đó phần lớn năng lượng, cũng sáp nhập vào Diệp Thần máu thịt, xương cốt, kinh mạch bên trong. Thần ma tinh hoa, mặc dù cực kỳ bá đạo, nhưng, công hiệu quả cũng là vô cùng cường hãn. Hơn nữa, Diệp Thần phát hiện, mình nguyên vốn cần vũ khí đột phá, cái này thần ma tinh hoa lực lượng vượt xa vũ khí, đã không cần. Hôm nay Diệp Thần, cho dù không sử dụng xương mù hóa thần thông, đều là gần như bất tử bất diệt tồn tại. Nếu như vận dụng xương mù hóa thần thông, sợ rằng một người chém ách sơ kỳ cường giả, đối với hắn cuồng oanh một ngày một đêm, cũng không cách nào làm bị thương hắn căn nguyên chứ. Kinh khủng hơn, là Diệp Thần lực lượng. Hắn hiện tại, cho dù không dùng tới bất kỳ thần thông, chỉ là thân xác lực lượng, liền đạt tới cực kỳ trình độ, nếu như sử dụng nữa tất cả loại gia trì, cùng với phá thiên lực nói, lực lượng càng là có thể trực tiếp đột phá cực hạn. Như vậy lực lượng, đủ để nghiền ép chạm ách cảnh dưới hết thảy tồn tại. Thu hoạch lần này, chân thực quá lớn. Diệp Thần khẽ hô một hơi, chậm rãi đứng dậy, là thời điểm, nên đi ra ngoài. Bất quá lần này lôi kiếp không có xuất hiện, sợ rằng phải không được bao lâu đánh đến nơi, ta vẫn là đi ra ngoài chịu đựng lôi kiếp đi, không biết thiên đạo lần này lại là làm sao diệt mình. Hồn thạch hồng quang lần nữa tách thả ra, ngay chớp mắt, Diệp Thần, liền rời đi bên trong ao. Mà ẩn núp ở giữa không trung một đám cao tầng, thấy Diệp Thần thật còn sống đi ra bên trong ao, đều là một hồi kích động. Liền gần đây trầm ổn Ngọc Chân Tử, đều là sắc mặt ửng đỏ, có chút thất thố. Đại trưởng lão nhìn chỉ dùng 7 ngày liền đột phá đến thái hư cảnh Diệp Thần, thanh âm có chút run rẩy địa đối Ngọc Chân Tử hỏi, tông chủ, người nói cái này Diệp Thần tiềm lực, kết quả đáng sợ đến cái gì bước? Ta làm sao cảm thấy, thần quốc, thời tiết muốn thay đổi? Nhị trưởng lão vậy nuốt nước miếng một cái nói, Lan Tâm, người lúc này, thật là mang theo cái quái vật trở về à. Ngọc Chân Tử có chút hưng phấn cười nói, coi như là quái vật, cũng là chúng ta thần cực tông quái vật, tiềm lực mà. Liền ta, cũng không nhìn ra hắn cực hạn ở đâu, nhưng ta có thể bảo đảm, Diệp Thần nếu không phải chết hiểu, tương lai thành tựu tuyệt không có ở đây tổ sư dưới. Một tất cả trưởng lão, ánh mắt trực câu câu nhìn Diệp Thần, cũng sắp rơi ra ngoài. Liền liền gần đây đẹp lạnh lùng đồ Lan Tâm, cũng một bộ ngơ ngác dáng vẻ. Nàng biết Diệp Thần thiên phú không tệ, rất là coi trọng, thậm chí âm thầm trợ giúp nhiều lần. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có yêu nghiệt như vậy một mặt. Lúc này mới vào tông bao lâu? Liền bị Ngọc Chân Tử ký thác như vậy kỳ vọng rất lớn. Đột nhiên,
trong đầu nàng hiện lên một cái thiếu nữ khăn che mặt bóng người. Cô gái kia nàng sau đó phái người điều tra, bất quá là thần quốc một gia tộc cấp thấp nhất thân phận. Như thân phận này chiếu lý mà nói lúc ấy tuyển chọn thi đấu hẳn một bước lên trời mới đúng. Vì sao phải che giấu mình thiên phú? Nàng thậm chí đang suy nghĩ, người thiếu nữ này tiềm lực và Diệp Thần so với lại là chênh lệch nhiều ít. Cũng hoặc là mạnh hơn. Rất nhanh, Ngọc Trân Tử liền bình tĩnh lại, hướng về phía cái khác mấy người nói, Diệp Thần rất tốt đáng đào tạo, bất quá, tạm thời lại để cho hắn ở bên trong tông chui luyện. Chúng ta đi thôi. Cùng lúc đó, Lạc Hà Tông. Chỗ sâu một tòa cung điện. Không có một bóng người. Thậm chí liền một con chim cũng không có. Vạn vật cũng không muốn đánh vỡ thời khắc này yên lặng. Đoạn thời gian này, tuyệt đối là Lạc Hà Tông kích động nhất lòng người thời khắc. Chỉ vì là, một cái đệ tử mới vừa nhập môn ở ngắn ngủi nửa tháng thời gian, một lần hành động trở thành Lạc Hà Tông đệ tử chân truyền. Tốc độ như thế, thật là sợ hãi đến bạo. Lạc Hà Tông mặc dù chỉ có thể coi là một cái hai cùng tông môn, kém hơn Thần Cực Tông. Nhưng là mười mấy ngày trở thành đệ tử chân truyền, cái này dõi mắt thần quốc đều là trình độ cao nhất yêu nghiệt à. Lạc Hà Tông tông chủ, Thái Thượng trưởng lão, đều biết, Lạc Hà Tông lần này muốn quật khởi. Bởi vì là một cái kêu kỳ tư thanh thiếu nữ. Mà vậy chỗ sâu đền, cũng chỉ có thể một người tu luyện. Đó chính là kỳ tư thanh. Đây là Lạc Hà Tông vạn năm qua mở ra mạnh nhất đãi ngộ. Chu vi vạn dặm linh khí, cũng cung cấp cho kỳ tư thanh một người. Mà chỗ sâu đền phía dưới, là Lạc Hà Tông mạnh nhất linh mạch. Tông chủ bỏ không được tu luyện linh mạch. Mà đền chỗ sâu, một thiếu nữ tuyệt đẹp đột nhiên mở mắt ra. Bởi vì có người quấy rầy nàng tu luyện. Kỳ tư thanh biết, mình phải mau sớm tăng lên thực lực. Bởi vì, người đàn ông kia, sự kiện kia phải xuất hiện. Đời trước luân hồi đứng đầu chết, xa như vậy cổ cuộc cờ hoàn toàn đánh bại. Lần này, vị kia bày lớn như vậy cục, Diệp Thần thành tựu luân hồi đứng đầu, hơn nữa là Diệp gia mạnh nhất hy vọng. Hắn không thể bại. Mình chỉ có tăng lên tới trình độ cao nhất, khôi phục kiếp trước đỉnh cấp lực, mới có thể dung chuyển hết thảy. Đến lúc đó, Thiên Đạo Cung thì như thế nào? Hiên Viên Mặc Tà thì như thế nào? Bất quá đối với người đàn ông kia, nàng vẫn không có dung chuyển tư cách. Chỉ có thể xem đời này Diệp Thần có thể đi bao xa. Kỷ Tư Thanh nhìn về phía người ngoài cửa, mở miệng nói chuyện gì. Vậy ngoài cửa đệ tử thanh âm run rẩy, nói, Kỷ tiên tử, tông môn bên ngoài, có người cầu gặp. Ai? Thần quốc Khúc gia gia chủ. Lời này vừa nói ra, Kỷ Tư Thanh giếng cổ không dao động trên mặt viết đầy kinh ngạc. Nhanh như vậy tìm được ta sao? Vẫn là gia chủ tự mình tới tông môn. Kỷ Tư Thanh lẩm bẩm chốc lát, lại tiếp tục trở về vị trí, trong mắt đóng chặt, tiến vào tu luyện. Không gặp, nàng cự tuyệt. Cùng trong chốc lát, rất nhanh, Diệp Thần liền đi ra thần ma trì, vừa ra tới, liền thấy được người trước mặt sơn nhân biển. Hắn không khỏi có chút nghi ngờ, làm sao nhiều người như vậy? Những người này, đều là chuẩn bị tiến vào thần ma trì tu hành sao? Chu Viễn Tân không phải nói thần ma trì cơ bản không người tới sao? Đây là, một cái thanh âm chói tai, từ đám người bên trong truyền tới. Chúng ta đại thiên tài, cuối cùng từ thần ma trì bên trong đi ra à? Thật là quá giỏi à, ở thần ma trì bên trong ước chừng nán lại 7 ngày. Vạn cổ yêu nghiệt, quả nhiên danh bất hư truyền à. Diệp Thần hướng người nọ nhìn, người này, chính là Khâu Vấn Chân Chó, Triệu Thương Chi. Mọi người nghe vậy một hồi cười ầm lên, bất quá, rất nhanh liền có một ít người kỳ quái phát hiện, Diệp Thần tu vi tại sao là thái hư cảnh. Không phải nói, hắn là phong môn võ giả sao. Bất quá, bọn họ vậy không quá mức để ở trong lòng, thái hư cảnh. Cũng bất quá là vậy đệ tử tạp dịch trình độ thôi. Mà lúc này, Chu Viễn Tân lật đật chạy tới Diệp Thần bên người, nhỏ giọng nói, Diệp đại ca, ngoại môn thứ nhất Khâu Vấn muốn khiêu chiến ngươi. Thậm chí, đặc biệt chạy đến thần ma chỉ từ bên ngoài đến trận ngươi. Diệp Thần nghe vậy, hướng đứng ở đám người phía trước nhất, mặt đầy ngạo nghễ, tu vi chạm ách cảnh chàng thanh niên nhìn. Ngươi, muốn khiêu chiến ta? Khâu Vấn lộ ra nhìn như văn nhã nụ cười nói, ha ha, nghe nói vị này Diệp huynh đệ,
Gần đây ở bên trong tông môn đầu ngọn gió quá mức sức lực, thậm chí, có người đồn, ta Khâu Mỗ không phải ngươi đối thủ. Đã như vậy, ta dĩ nhiên là muốn cùng Diệp huynh đệ, lãnh giáo một chút. Diệp Thần thật sâu nhìn Khâu Vấn một mắt, có chút kinh ngạc tại Khâu Vấn, lại chỉ là ngoại môn thứ nhất. Hắn nhìn ra được, Khâu Vấn có một loại cao cấp huyết mạch, phối hợp hắn mới vào chém ách tu vi, thậm chí, có thể bộc phát ra cực kỳ thực lực kinh khủng. Như vậy thực lực, cho dù đặt ở nội môn, đều là vô cùng không cho coi nhẹ tồn tại chứ. Nếu như đã từng là Diệp Thần, sợ rằng xa xa không phải Khâu Vấn đối thủ, cho dù đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng không tiếp nổi Khâu Vấn 10 chiêu chứ. Dĩ nhiên, cũng chỉ là đã từng mà thôi. Hắn hôm nay, không nói khoa trương, đã là vô địch tại chảm ách cảnh nhất tầng thiên, thậm chí chém ách tầng 2 thiên võ giả, Diệp Thần cũng có lòng tin đánh một trận. Bất quá chém ách sau chênh lệch, sợ rằng càng ngày sẽ càng lớn. Khâu Vấn tuy mạnh, bất quá là một đầu mạnh một chút côn trùng thôi. Cuối cùng, vẫn là côn trùng. Côn trùng tới quấy rầy ngươi, ngươi biết cảm thấy phiền, nhưng nếu như muốn cùng ngươi tới một tràng quyết đấu, ngươi chỉ sẽ không coi chứ. Bởi vì, quá buồn cười, quá tức cười. Diệp Thần hiện tại, vậy là như vậy ý tưởng. Hắn đón Khâu Vấn ánh mắt, nhàn nhạt nói, ừ, ngươi thắng. Đối với hư danh, Diệp Thần cho tới bây giờ không thế nào coi trọng, coi như hắn ngay trước mọi người đem Khâu Vấn dẫm ở dưới chân, thì có thể như thế nào chứ? Lãng phí thời gian mà thôi. Khâu Vấn khẽ mỉm cười, cái này cùng hắn dự liệu giống nhau như đúc. Có thể thần ma chỉ bên ngoài, nhưng ngay tức thì lâm vào yên lặng. Vậy một đám tràn đầy mong đợi, tới xem cuộc chiến võ giả, thử ra chốc lát, rất nhanh, liền đều là vô cùng là khinh miệt nhìn về phía Diệp Thần. Bọn họ biết, nhận thua có lẽ là Diệp Thần tốt nhất lựa chọn, nhưng Diệp Thần cái này chồng, dứt khoát, không thèm để ý chút nào nhận thua thái độ, lại cùng trong tin đồn cái đó kiêu ngạo cực kỳ thiên tài, hoàn toàn không dính bên à. Bọn họ, không cách nào tiếp nhận. Quá kinh sợ chứ. Đây chính là trong truyền thuyết, kiêu ngạo vô cùng Diệp Thần. Còn ma thần chuyển thế, còn rùa đen thần chuyển thế chứ. Văn Mẫn Nhi lắc đầu một cái, không có cần thiết nhìn tiếp, nàng đối với Vương Ấm Chín nói. Đi thôi, người này, không đáng giá được nhìn tiếp. Nàng và Ấm Chín, thật ra thì cũng không ưa Khâu Vấn làm người, một cái dựa vào sư phó tài nguyên tăng lên tu vi, nhưng vì mình an toàn, ổn thỏa, ngây ngô ở ngoại môn làm mưa làm gió, mà không phải là thăng vào nội môn nghênh đón khiêu chiến người, tư chất cao hơn nữa, cũng là một cái tiểu nhân mà thôi. Vốn là, nếu như Diệp Thần thật xem trong truyền thuyết như vậy kiêu ngạo, là một đỉnh thiên lập địa nam tử, cho dù Diệp Thần sẽ bị Khâu Vấn nghiền ép, nàng cùng Ấm Chín vậy sẽ xuất thủ, đem Diệp Thần cứu. Các nàng mặc dù không phải là Khâu Vấn đối thủ, nhưng, Khâu Vấn nhưng không thể không cấp bọn hắn sư trưởng mặt mũi, hai người dưới sự liên thủ, vậy đủ để ngăn trở Khâu Vấn mấy chiêu. Có thể hiện tại, nàng phát hiện mình sai ngoại hạng, Diệp Thần đừng nói cái gì đỉnh thiên lập địa, thật là liền Khâu Vấn cũng không bằng. Là nàng xem thường nhất loại người như vậy. Diệp Thần đối với mọi người nhàn ngôn toái ngữ, nhưng là không chút nào để ở trong lòng, hắn người này làm việc, chỉ bằng mình ý tưởng, mà không phải là của người khác cái nhìn. Hắn hướng về phía Chu Viễn Tân nói, chúng ta đi. Thân hình động một cái, liền muốn xuyên qua đám người rời đi. Nhưng đột nhiên bây giờ, Diệp Thần trước người bóng người chớp mắt, Triệu Thương Chi mặt lộ vẻ cười lạnh chắn Diệp Thần trước người. Đồng thời, Diệp Thần sau lưng truyền đến Khâu Vấn thanh âm nhàn nhạt. Ta muốn hỏi một chút, Diệp huynh đệ ngươi tại sao cứ như vậy nhận thua đâu? Ta nghe nói ngươi rất kiêu ngạo, đúng không? Hắn vẫn là mang cười, ánh mắt lại bắt đầu hạ nhiệt. Hắn gần đây đều thích tiên lễ hậu binh, nếu như Diệp Thần đáp thật tốt, hắn vậy không phải là không thể thả qua Diệp Thần. Nhưng, nếu là Diệp Thần đáp không tốt nói. Ha ha! Diệp Thần xoay người, nhìn về phía Khâu Vấn nói, ngươi xác định ngươi muốn biết. Dĩ nhiên, Khâu Vấn đã chuẩn bị xong Diệp Thần ở trước mặt hắn tự mình chê bai, phỉ nhổ mặt từ liền, chuẩn bị xong dùng Diệp Thần không chịu nổi, tới nâng cao mình, chuẩn bị xong hưởng thụ mọi người đối với mình kính sợ. Bởi vì, bây giờ ngươi, không để cho ta xuất thủ hứng thú. Một đám đệ tử lại là cả kinh, đang chuẩn bị rời đi Văn Mẫn Nhi, vậy chợt dừng bước,
quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Tên này, chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi, còn một bộ hèn nhát dáng vẻ, hiện tại, tại sao lại như vậy liều lĩnh? Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết nhân cách chia ra? Mà Khâu Vấn sắc mặt, nhưng là ngay tức thì lạnh như băng, cứng ngắc, nụ cười biến mất. Hắn hai tròng mắt bên trong, lộ ra sát cơ, lạnh giọng nói, không có hứng thú. Ngươi nói là, ngươi so ta mạnh, ngươi ta giữa chênh lệch lớn đến, và ta đánh một trận, đối với ngươi mà nói, chỉ là lãng phí thời gian. Khâu Vấn không thể nghi ngờ là kiêu ngạo, thậm chí so người bất kỳ, cũng coi trọng mình kiêu ngạo cùng mặt mũi. Nếu không, hắn vậy sẽ không như vậy lâu, cũng một mực ngây ngô ở ngoại môn. Hắn không cho được người bất kỳ đối với hắn tạo thành làm nhục. Diệp Thần, ta hiện tại cho một mình ngươi cơ hội, một cái mạng sống cơ hội, ở ta trước mặt, quỳ xuống, dập đầu, nói cho tất cả mọi người, ngươi ở ta Khâu Vấn trước mặt, bất quá là con chó, ta có thể tha ngươi, nếu không. Ngươi biết, bước viện cuộc chiến sinh tử, mặc dù cấm chỉ, nhưng chỉ cần người không chết, không coi là cuộc chiến sinh tử, đúng không? Ví dụ như, ít đi tay, ít đi chân các loại. Ngay tại Khâu Vấn tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, hắn quanh thân không khí, chợt một hồi chập chờn, một đạo khó hiểu sợ hãi hơi thở, từ Khâu Vấn trong cơ thể bay lên, mang uy thế vô biên, hướng bốn phương lan đi. Trong nháy mắt, phần lớn đệ tử, đều là hướng sau lưng, lui một bước. Cặp mắt trợn tròn, vô cùng rung động nhìn về phía Khâu Vấn. Cái này, đây chính là thiên hỏi huyết mạch lực lượng sao? Thật là đáng sợ. Vậy thiên hỏi huyết mạch hơi thở hiện lên ngay tức thì, mọi người chỉ cảm thấy được trước mắt Khâu Vấn, lập tức đổi được vô cùng cao lớn, tựa như, thành vậy lấy võ đạo gõ hỏi trời thánh hiền vậy. Ấm chín sắc mặt khó coi nhìn về phía Văn Mẫn Nhi nói, ngày này hỏi huyết mạch, vậy quá kinh khủng, cho dù người ta liên thủ, cũng không cản được Khâu Vấn một chiêu chứ. Mẫn Nhi, người bây giờ biết liền chứ, ngạo, là phải trả giá thật lớn, thằng nhóc này nếu như nhượng bộ. Hiện tại, đã rời đi. Bình an rời đi. Ngươi nói tâm tính quả thật trọng yếu, nhưng, đó là ở còn sống điều kiện tiên quyết à. Văn Mẫn Nhi cũng là mắt đẹp lóe lên nhìn Diệp Thần, chẳng lẽ, nàng thật sai rồi. Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn Khâu Vấn, cổ tay lộn một cái, nắm thanh liên diệt thiên kiếm, đối mặt thiên hỏi huyết mạch tản ra kinh thiên uy đè, không có phản ứng chút nào. Hắn ngại phiền toái. Không phải sợ chuyện. Có người muốn chết, hắn sẽ không ngăn trước. Khâu Vấn nhìn Diệp Thần lại thật dự định ra tay, không khỏi lộ ra một cái dữ tợn nụ cười nói. Được, xem ra, ngươi là quyết định tiếp nhận cái này cuộc chiến sinh tử. Trong tay hắn vậy nhiều hơn một chuôi đen trắng xen nhau trường kiếm, cái này trường kiếm bất ngờ là một chuôi cổ khí. Mọi người ở đây ngừng thở, Khâu Vấn cùng Diệp Thần giữa chiến hỏa chạm một cái liền bùng nổ lúc đó. Đột nhiên, một đạo êm tai giọng nữ, ở thần ma chỉ trước vang lên. Chờ một chút. Mẫn Nhi, ngươi làm gì? Ấm chín sắc mặt biến đổi, muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Văn Mẫn Nhi thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở Diệp Thần cùng Khâu Vấn hai người bây giờ. Khâu Vấn chân mày khều một cái, có nhiều thú vị nhìn Văn Mẫn Nhi hỏi, Văn Mẫn Nhi, ngươi muốn làm gì? Văn Mẫn Nhi nói, Khâu Vấn. Lấy người thân phận không nên và một tên tạp dịch viện đệ tử đánh một trận chứ. Mặc dù, mới vừa rồi Diệp Thần trả lời rất liều lĩnh, để cho người cảm thấy có chút cuồng ngông, có chút tự đại, nhưng, dầu gì Diệp Thần là có dũng khí khiêu khích Khâu Vấn, là có dũng khí tiếp nhận chiến đấu. Văn Mẫn Nhi nếu thấy được nàng muốn thấy, như vậy nàng sẽ làm được nàng cảm giác được mình hẳn làm đến. Bỏ mặc bây giờ Khâu Vấn mạnh bao nhiêu? Nói xong. Văn Mẫn Nhi hơi quay đầu, nhìn về phía sau lưng Diệp Thần, nhẹ giọng nói, ngươi, đi ngay bây giờ. Diệp Thần có chút cổ quái nhìn Văn Mẫn Nhi một mắt, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Mình và người phụ nữ này, hẳn không biết chứ. Văn Mẫn Nhi nhìn Diệp Thần không có động tác, không khỏi được khẽ nhíu mày nói, chờ ngươi và Khâu Vấn động tới tay, lấy hắn bây giờ thực lực, ta đã không dám cam đoan có thể cứu hạ ngươi, ngươi biết cái này. Không cùng Văn Mẫn Nhi nói xong, Diệp Thần nhàn nhạt ngắt lời nói, ta thật giống như, không có nói qua muốn ngươi giúp ta chứ. Ngươi! Văn Mẫn Nhi nghe vậy, ngay tức thì sững sốt một chút. Lấy nàng dung mạo, địa vị,
ở thần cực tông bên trong, cho tới bây giờ không có ai, theo nàng như thế chuyển lời à. Càng đừng đề ra, lần này vẫn là nàng chủ động giúp dưới tình huống. Người này, làm sao như thế không biết phải trái à? Lại miễn cưỡng cự tuyệt mình ý tốt. Trong chốc lát, Văn Mẫn Nhi không khỏi lửa giận đằng đằng, hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại, lại nữa quản Diệp Thần, hắn phải chết, sẽ để cho hắn đi chết tốt lắm. Nhưng lập tức xứ nàng không muốn thừa nhận, có thể Văn Mẫn Nhi đáy lòng, nhưng sinh ra một chút đối với Diệp Thần thưởng thức. Nếu như, Diệp Thần thật xem nàng nói như vậy, trốn, mặc dù nàng cứu Diệp Thần một mạng, nhưng cũng có thể nàng đối với Diệp Thần, cũng chỉ từ đây mất đi hứng thú. Có thể Diệp Thần cái này phát ra từ nội tâm cường thế, không chút nào sợ chiến thái độ, nhưng mơ hồ để cho nàng đối với Diệp Thần hơn nữa để ý một phần. Diệp Thần một bước tiến lên, đi tới Văn Mẫn Nhi trước người, đối mặt mặt đầy cười lạnh khâu vấn, nói, ngươi thiên phú không tệ, chết, rất đáng tiếc, ta chỉ ra một chiêu, có thể sống sót hay không, liền xem chính ngươi. Nói khó nghe, Diệp Thần hiện tại xem khâu vấn, giống như tiền bối sau khi nhìn thế hệ như nhau. Mà hắn hút khô thần ma trì, lại không có gặp phải ngăn cản, mặc dù không có thấy thần cực tông cao tầng, nhưng Diệp Thần trong lòng rõ ràng, là lấy được bọn họ ngầm cho phép. Là thần cực tông đem thần ma trì đưa cho mình. Lúc này Diệp Thần, đối với thần cực tông, đã sinh ra quy trúc cảm, mà Khâu Vấn là thần cực tông đệ tử, chết là thần cực tông tổn thất. Có thể Khâu Vấn nhưng là giữ tợn cười một tiếng nói, làm bộ làm tịch. Cho ta chết. Hắn hoàn toàn hiểu lầm Diệp Thần ý kiến, lấy là Diệp Thần là muốn bắt mình tiềm lực, tới đè mình, để cho mình cố kỵ đến thần cực tông cao tầng bất mãn, không dám đối với hắn hạ sát thủ. Ha ha, Diệp Thần à Diệp Thần, ngươi còn đánh giá thấp một nhóm thế lực tàn khốc à. Chết thiên tài, chính là trong phế vật, không đáng giá một đồng. Dứt lời, Khâu Vấn sau lưng hiện lên một đạo hắc khí, một đạo khí trắng, hai người xen lẫn nhau dây dưa. Dần dần tạo thành một đạo thái cực âm dương ngư hư ảnh, trường kiếm trong tay, cùng hư ảnh kia muốn hô ứng, bộc phát ra đen trắng hai màu chói lọi. Trong nháy mắt, mọi người tựa như lọt vào một cái hoang vu một mảnh thế giới, khắp nơi đều là chém giết, khắp nơi đều là tử vong. Mà ở nơi này một phiến man hoang bên trong, lại có một người, tay cầm trường kiếm, đối với hỏi trời, sứ mưa gió mở ra, sấm sét nhường đường, một đường đi tới trước, vậy vô số chém giết. Tử vong ở trước mặt hắn, cũng hóa thành hư không, cái này tàn nhẫn thế giới, cũng cúi nằm ở hắn dưới chân. Người này, chính là Khâu Vấn. Đây là thiên hỏi nhất tộc, ngang dọc lên thời xưa khí thế. Kiếm quang chớp động, một kiếm chu diệt. Khâu Vấn cả người, cũng dung nhập vào vậy đen trắng hai màu giao thoa kiếm mang bên trong, một người một kiếm, hóa thành một đạo đen trắng điện quang, chém về phía Diệp Thần. Thiên địa làm rung động. Tựa như một kiếm này, là đối với trời là đối với vũ trụ trung cực chất vấn. Trời cao bên trong, đại trưởng lão nhướng mày một cái, hướng về phía Ngọc Chân Tử hỏi, có cần hay không ngăn cản. Khâu Vấn một kiếm này, rất tươi đẹp, võ đạo ý cảnh, đủ để sánh bằng đệ tử chân truyền. Ngọc Chân Tử nhưng là khẽ lắc đầu nói, như vậy tâm tính, chết không có gì đáng tiếc. À, đáng tiếc, lại một tên trưởng lão than thở. Thật lấy vì mình có đột phá, liền không người nào có thể địch sao. Lão Lý tên kia, muốn thương tâm. Lúc này, bọn họ ánh mắt, đều đặt ở Khâu Vấn trên mình, có thương tiếc, có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có nổi nóng. Bọn họ nói, lại là Khâu Vấn. Ở những cao tầng này trong mắt, cái này thức tỉnh thiên hỏi huyết mạch siêu cấp yêu nghiệt, lại căn bản không ngăn được Diệp Thần một chiêu. Nếu để cho người khác nghe gặp, sợ rằng thật muốn sợ choáng váng. Mà ngay lúc này, Diệp Thần, động. Hắn vũ động trong tay thanh liên diệt thiên kiếm, phá thiên lực ở trong người phun trào, một kiếm, hướng Khâu Vấn chém tới. Thậm chí, không có dùng kiếm pháp. Một kiếm ra, Diệp Thần nhưng là khẽ cau mày, tựa hồ có một chút trần trở cùng khó chịu. Mọi người thấy Diệp Thần thần sắc, không khỏi khẩn trương. Diệp Thần, hiện tại rốt cuộc sợ sao? Cường giả giao thủ, kiêng kỵ lớn nhất, chính là lâm trận mất bình tĩnh. Diệp Thần vậy một chút chần chờ, đã quyết định hắn bại cục. Khâu Vấn trên mặt cười nhạt cùng dữ tợn, cũng là dần dần phóng đại, tựa như đã thấy thắng lợi. Một khắc sau,
đen trắng kiếm mang rốt cuộc đụng phải Diệp Thần Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm. Rắc rắc, một chút vỡ vang lên, truyền vào mọi người trong tai, nhưng rất nhanh, liền bị một tiếng tựa như có thể chấn động cả thế giới vang lớn bao phủ. Vô cùng mênh mông cự lực, bộc phát ra, không có mang lên chút nào kiếm khí, linh lực, ánh sáng, nhưng... Một kiếm này, nhưng chém ra cuồn cuộn hắc ám. Vậy hắc ám, chính là bể tan tành hư không? Mà nguyên bản, nhìn như uy thế vô biên đen trắng kiếm mang, nhưng kể cả Khâu Vấn cùng chung bị vậy từ từ hắc ám cắn nuốt. Rất nhanh, hắc ám tiêu tán, hư không di hợp, mà Diệp Thần, vẫn còn là hơi khẽ cau mày, ngưng mắt nhìn trong tay Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm. Nhẹ, quá nhẹ, cái này cuồng phách sức nặng Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, đối với bây giờ Diệp Thần mà nói, đã không thích hợp sử dụng. Cho nên, mới vừa rồi ở hắn xuất kiếm nháy mắt, mới có chốc lát chần chờ. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Thần trong nháy mắt giết Khâu Vấn. Hắn nhìn lướt qua Khâu Vấn nguyên lai chỗ ở vị trí, nơi đó, chỉ còn lại có bị Diệp Thần một kiếm chặt đứt chuôi này cực phẩm cổ khí, cùng với Khâu Vấn túi đựng đồ. Dù sao cũng lực lượng gia trì xuống Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, có thể nói là vô địch, cổ khí, vậy không đỡ được. Chớ nói chi là, Khâu Vấn thân thể, thậm chí, liền kêu thảm thiết đều không phát ra, liền hoàn toàn biến thành hư không. Diệp Thần nhàn nhạt nói, xem ra, ngươi liền một chiêu, cũng không chống nổi. Dứt lời, vung tay lên, đem Khâu Vấn túi đựng đồ thu vào, xoay người rời đi. Hắn hy vọng, Khâu Vấn túi đựng đồ bên trong, có thể nhiều hơn một chút cực phẩm vật liệu, để cho hắn có thể dùng để lần nữa chế tạo Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm. Lần này, hắn sẽ dùng tới còn dư lại toàn bộ Kình Thiên Thạch. Chỉ là suy nghĩ một chút, mới Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm kinh khủng kia uy lực, Diệp Thần trên mặt liền không nhịn được hiện lên một nụ cười châm biếm. Mà ở thần ma chỉ trước, nhưng lưu lại một đám hoàn toàn đờ đẫn, tựa như mất đi linh hồn giống vậy thần cực tông đệ tử. Ngoại môn thứ nhất, thức tỉnh thiên hỏi huyết mạch Khâu Vấn, cứ như vậy, chết. Và con kiến hôi vậy, bị nghiền ép. Không ít người, nghĩ tới liên quan tới Diệp Thần truyền được càng ngày càng mơ hồ truyền thuyết, đều không khỏi được dùng mình một cái. Mà những cái kia mới vừa giễu cợt, nhục mạ qua Diệp Thần người, chính là trực tiếp sợ vỡ mật, sụi lơ trên đất, thậm chí, có người đều nói tim tan vỡ, bị sợ được thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Văn Mẫn Nhi, cũng giống như gỗ vậy đứng tại chỗ, bỗng nhiên, mặt đẹp bên trên, bay lên một phiến đỏ ửng, tựa như bốc cháy vậy, nóng hổi. Nàng mới vừa rồi, còn để cho Diệp Thần rời đi, còn muốn quản Diệp Thần việc vớ vẩn. Còn cảm thấy Diệp Thần không biết điều. Đây không phải là xấu hổ mất mặt sao? Nàng Văn Mẫn Nhi, cho tới bây giờ không có giống như vậy bêu xấu qua à? Hừ, đáng chết người đàn ông. Văn Mẫn Nhi xấu hổ mắng một tiếng, cũng không để ý ấm chín kêu lên, liền tự nhiên rời đi. Lúc này, Diệp Thần đã tới thần cực tông bên trong luyện khí các, bỏ ra một ít điểm cống hiến sau đó, liền có thể sử dụng bên trong tông cao cấp luyện khí dụng cụ. Mặc dù Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm lấy Kình Thiên Thạch làm trụ cột, chủ yếu dựa vào lực lượng tới mài, không cần quá cao đẳng luyện khí dụng cụ, bất quá, có, dĩ nhiên so không có tốt. Lúc này, Diệp Thần tay động một cái, đem đúng khối Kình Thiên Thạch lấy ra, cùng người khác hơn được từ Khâu Vấn đám người cực phẩm vật liệu cùng chung ném vào nhiệt độ cao nham thạch nóng chảy bên trong. Ba ngày sau, Diệp Thần vô cùng là cố hết sức cầm lên một chuôi trường kiếm màu xanh, đem để ở bên người. Hơi khạc ra một hơi, nhìn vậy phỉ thúy vậy, lục được hơn nữa thấu triệt Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, Diệp Thần khóe miệng, nâng lên vẻ mỉm cười. Bây giờ Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, có càng kinh khủng hơn sức nặng. Nếu không phải vận dụng phá thiên lực, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được mà thôi. Cái này sức nặng, chính thích hợp hắn hiện đang sử dụng. Bất quá, để cho hắn có chút sở khóc sở cười phải. Cũng không biết là không phải bởi vì Kình Thiên Thạch tính chất vấn đề, cho dù, hắn gia nhập đủ để chế tạo ra một kiện cực phẩm cổ khí tửu lượng cao cấp vật liệu, có thể cái này Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, tản ra linh khí, vẫn là cực kỳ yếu ớt. Lắc đầu một cái, đem Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm thu hồi sau đó, Diệp Thần liền trở lại mình nhà trọ bên trong. Đầu tiên, liền là liều mạng ngủ say một tràng. Mấy ngày nay, hắn mặc dù thu hoạch cực lớn, nhưng lại tuyệt không thoải mái. Mấy lần sắp chết,
không lúc nào không bị đau nhức hành hạ. Coi như hắn thân thể chịu đựng được, tinh thần, vậy sắp đến cực hạn. Cần phải thật tốt buông lỏng, khôi phục một chút. Giấc ngủ này, ước chừng ngủ 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau buổi sáng, một tia ánh mặt trời bắn vào bệ cửa sổ, rắc vào Diệp Thần gương mặt bên trên, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, duỗi người, tinh thần sung mãn. Hắn xuống giường, hoạt động thân thể một chút, liền hướng phòng đi ra ngoài. Hắn không phải muốn đi làm gì, chỉ là tùy tiện ở bên trong tông môn đi dạo một chút mà thôi, tu hành chú trọng tiếp tục lâu dài, trương thì có độ, mà không phải là nóng vội, hắn lần này thực lực bạo tăng, muốn chậm lại bước chân. Đi đi, Diệp Thần liền đi tới ngoại viện Tiên Tim Lâm, cái này Tiên Tim Lâm, là đối với toàn bộ tông môn đệ tử cởi mở, cho dù là đệ tử tạp dịch, cũng có thể tiến vào. Bất quá, Khâu Vấn còn khi còn sống, trên căn bản, ngoại trừ chính hắn, không có mấy người tiến vào trong đó. Đệ tử nội môn và đệ tử chân truyền, tự nhiên có cao đẳng hơn nghỉ ngơi chỗ, mà vậy tạp dịch và ngoại môn đệ tử, lo lắng chọc giận Khâu Vấn, căn bản không dám đến. Nhưng Khâu Vấn sau khi chết, Tiên Tim Lâm nhưng là dần dần náo nhiệt. Diệp Thần đi vào Tiên Tim trong rừng, chỉ gặp một bọn người gian tiên cảnh vậy cảnh tượng, không thiếu đệ tử ở bên trong đạp thanh, tĩnh tọa, vui mừng nói, uống thỏa thích, hiện ra hết hài hòa điềm lành. Diệp Thần đi vào trong rừng, cả người vậy buông lỏng xuống, tựa như tạm thời rời đi tàn khốc, máu tanh võ đạo thế giới, hưởng thụ cái này cùng đời vô tranh không khí, lấy được ngắn ngủi nghỉ ngơi. Còn không chờ Diệp Thần nụ cười hiện lên, một hồi tiếng cãi vã liền truyền vào Diệp Thần trong tai. Diệp Thần hơi sững sờ, lắc đầu một cái, mặt lộ cười khổ, tự ảo tưởng bên trong, trở về thực tế. Quả nhiên, thực lực phi tôn thế giới, nơi nào có cái gì chân chính cùng đời vô tranh. Hắn hướng cãi và truyền tới phương hướng nhìn, nhưng là con người có giúp một cái. Chỉ gặp mấy người phụ nữ, đem khác một cô gái vây ở trong, mà bị vây quanh người phụ nữ kia, chính là Sở Doanh. Lúc này Sở Doanh, mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Nàng tiến vào thần cực tông thời gian, mặc dù không dài, nhưng dựa vào hắn tỉnh lại sau đó, vô cùng là nghịch thiên tu võ thiên tư, cùng với đồ lan tâm chiếu cố, cung cấp tài nguyên hạ, thực lực, cũng có thể gọi là đột nhiên tăng mạnh. Hắn võ đạo tu vi, đã đột phá rất nhiều cảnh giới nhỏ. Phối hợp bất ngờ thức tỉnh sinh tử thể, thực lực chân thật, có thể so với thái hư trung kỳ yêu nghiệt đi. Vây quanh Sở Doanh tổng cộng có 3 người phụ nữ, trong đó 2 người. Là thái hư hậu kỳ ngoại môn đệ tử, cầm đầu một người dung mạo trên trung bình, lối ăn mặc nhưng khá là diêm dúa lòe loẹt cô gái. Nàng đem ngoại môn đệ tử quần áo trang sức tự đi cắt, vạt áo tu ngắn đến bắp đùi bộ, cơ hồ phải đem một đôi trắng tinh chân dài, hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Cổ áo, cũng lớn đại xưởng mở, lộ ra mảng lớn nở nang trắng nõn. Người đàn bà này, tên là Hàn Kiều Kiều, tu vi thái hư 7 tầng thiên. Cái này mấy người phụ nữ thực lực, ở ngoại môn, cũng coi là bình thường, bất quá, bây giờ Sở Doanh, phải đối phó các nàng, vẫn là khá là miễn cưỡng. Diệp Thần ánh mắt chớp động, không có lập tức ra tay, mà là trước xem xét. Lấy hắn bây giờ thực lực, cái này mấy người phụ nữ mặc dù có thể tùy ý đuổi, nhưng, Sở Doanh nếu ở thần cực tông nội tu phải, đụng phải một ít mâu thuẫn, tranh chấp là khẳng định. Diệp Thần cũng không thể mỗi lần cũng kịp thời xuất hiện ở nàng bên người, cho nàng gia tăng một ít đối mặt xung đột kinh nghiệm, cũng không tệ. Mình chỉ cần lúc cần thiết xuất hiện, là được. Hàn Kiều Kiều nhìn từ trên xuống dưới Sở Doanh, cười lạnh nói, xem người cái này tao thủ lộng tư hình dáng, thái hư cảnh. Là đệ tử tạp dịch chứ? Người đệ tử tạp dịch quần áo trang sức đâu? Có hiểu hay không tông môn quy củ? Mặc như thế trang điểm lộng lẫy, là muốn câu dẫn ai đó? Đầu tiên, cái này Tiên Tim Lâm, thì không phải là ngươi như vậy nhóc lẳng lơ nên tới địa phương chứ. Lấy vì mình có mấy phần sắc đẹp, liền đến chỗ phô trương lẳng lơ. Ha ha! Diệp Thần ánh mắt rét lạnh, Sở Doanh ở đồ lan tâm chiếu cố dưới, tự nhiên không cần từ tạp dịch làm lên, không có nhận quần áo trang sức. Cái này cô gái xinh đẹp, mình ăn mặc như vậy, còn có mặt mũi nói người khác. Sở Doanh mắt đẹp bên trong cũng là thoáng qua một đạo lãnh ý. Mặt không thay đổi mở miệng nói, cút ngay một chút. Hàn Kiều Kiều trên gương mặt thoáng qua tàn nhẫn độc vẻ nói, ai yêu ơ, tức giận còn. Không nhìn ra, nói ngươi đôi câu,
còn có tánh khí. Lấy vì mình băng thanh ngọc khiết. Vừa nói, tay nàng bên trong nhiều hơn một thanh trường kiếm, đem thân kiếm dán vào Sở Doanh mặt đẹp bên trên nói, tức giận nói, có thể cùng ta luận bàn một chút. Cuộc chiến sinh tử, ta cũng tiếp theo, ta đây là thật muốn xem, người gương mặt này, bị hoa xài sau này, còn có xinh đẹp hay không đâu. Lúc này, một đạo thanh âm nam tử, từ cách đó không xa truyền tới. Hàn Kiều Kiều, ngươi làm cái gì vậy? Tùy tiện dùng kiếm chỉ người khác, quá không lễ phép chứ. Nói chuyện, là một người diện mạo anh tuấn, khí chất không tầm thường, lối ăn mặc được sạch sẽ chàng thanh niên, hắn mặc cũng là đệ tử ngoại môn quần áo trang sức, nhưng, thực lực so với Hàn Kiều Kiều, mạnh mấy phần. Hắn đi tới Hàn Kiều Kiều trước mặt, đem nàng và Sở Doanh chắn nói, có thể hay không cho ta Lộc Nguyên một cái mặt mũi. Mọi người đều là tới chơi, không muốn quấy rối người khác hứng thú. Lộc Nguyên mặc dù chỉ là mới vừa lên cấp thực lực, có thể còn so Viên Đảo kém một chút, nhưng, vậy đủ để đứng hàng ngoại môn trước 100, và Hàn Kiều Kiều như vậy tồn tại, có thể nói là một ngày đầy đất. Đối mặt Hàn Kiều Kiều, Lộc Nguyên dĩ nhiên là tràn đầy sức lực, vừa nói, còn hướng Sở Doanh lộ ra một cái sang sảng mỉm cười nói, vị sư muội này, đừng lo lắng. Nhưng lúc này, Hàn Kiều Kiều thấy được Lộc Nguyên, nhưng là lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, hoàn toàn không có để ở trong lòng dáng vẻ, nói năng tùy tiện hỏi, ha ha, vị này Lộc công tử, xem ra là vừa ý ngươi rồi. Thật là có phúc à, nhanh như vậy, thì có cá mắc câu. Đây là, chung quanh đã có càng ngày càng nhiều người hướng bên này xem ra. Lộc Nguyên nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống nói, Hàn Kiều Kiều, ngươi nói chuyện tôn trọng một chút, lễ phép căn bản, phải có. Bất quá, hắn lại không có phản bác, Sở Doanh rất đẹp, cho dù đặt ở thần cực tông như vậy môn phái, đều là hàng đầu tồn tại, cho dù là ngoại môn người đẹp nhất Văn Mẫn Nhi, nói riêng về dung mạo, cũng so Sở Doanh kém một phần. Hàn Kiều Kiều dùng trường kiếm của mình, vỗ lòng bàn tay nói, nghe ngươi giọng điệu này, ngươi là muốn là nàng ra mặt. Lộc Nguyên phất một cái ống tay áo nói, ra mặt. Ta chỉ là không ưa có người ỷ thế hiếp người thôi. Khá lắm tránh khí nghiêm nghị Lộc công tử, Hàn Kiều Kiều đột nhiên thanh âm lạnh lùng xuống nói, bất quá, không biết người có biết hay không, thần tượng quyền Hàn Kha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 127.